chương 427, ở lại nữa sẽ phát điên, cáo tư. Gạch nối chấm, hai vị tông chủ của đại diễn tông và đại hùng bảo tông nhìn lâm phong chủ khoác vai đán ác quân chủ từng bước đi xa thì liền có chút kinh ngạc. Hai vị, đây chính là phong chủ vô địch phong của tông ta, lời đồn có lúc không thể tin, lâm phong chủ của tông ta rất thân thiện đối với mọi người. Lời này đến bản thân tông chủ cũng có phần không tin nôi, cảm thấy mình đã làm trái lương tâm, nhưng mà lời hay thì vẫn phải nói, Suy cho cùng bề ngoài thì phải làm tốt, tông chủ hai tông gật đầu, rất đồng ý với điều này, đúng là như thế, mắt thấy mới là thật, lời đồn quả thực là không thể tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ cũng sẽ bị những lời đồn đại đó chi phối, có chỗ hiểu sai về Lâm Phong chủ. Hiện tại, Đa Nác quân chủ sắc mặt ngưng trọng, hô hấp có hơi gấp. Viêm Hoa tông chỉ có một người mà ông ta sợ nhất, đó chính là thiên tu nhưng chỉ cần bản thân không quá láo xược. Kiêu ngạo thì thiên tu cũng không làm gì ông ta, suy cho cùng, con người thiên tu còn có chừng mực, biết rõ nặng nhẹ. Còn hiện giờ, Lâm Phong chủ này của Vô Địch Phong lại có chút không chắc chắn, ngay cả bốn vị quân chủ đám thần chật cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí còn dám mở miệng yêu cầu tiền chuộc với Thánh Đường Tông, cũng đủ để nhìn ra đối phương là kiểu không sợ trời không sợ đất. Đột nhiên, ông ta cảm thấy vai phải có lực đạo truyền đến. Năm ngón tay đó bóp lấy vai của ông ta, có một chút cảm giác khác thường. Lâm Phong chủ, tiễn đến nơi này là được rồi. Đán ác quân chủ mở lời, ông ta không biết rốt cuộc tên này muốn làm gì. Lâm Phàm cười, đừng vội, ta tiễn ông tiếp. Từ bóng lưng, người không biết tình hình sẽ cảm thấy quan hệ của hai người này chắc chắn rất tốt, kể vai sát cánh, tình cảm vô cùng. Xong. Cất trên trong viêm hoa tông thì trong lòng đang tự hỏi không biết rốt cuộc tiểu tử này muốn làm cái gì có điều đừng có đi được nửa đường liền trực tiếp đập chết Đán Ác quân chủ. Đến lúc đó sẽ không hay, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Đi được một đoạn, đã cách đài cao của đại điện được một khoảng. Đán Ác quân chủ trong lòng căng thẳng, lập tức trong đầu liền truyền đến một giọng nói. Muốn chết hay là muốn sống? Miệng của Lâm Phàm bất động, truyền âm qua. Khi lời này vang lên, Đán Ác quân chủ đột nhiên quay đầu, trợn to hai mắt, miệng hơi há ra nhìn Lâm Phàm đừng tỏ ra hoảng hốt, bình tĩnh chút, muốn chết hay là muốn sống. Đợi lát nữa rời khỏi đại điện, bổn phong chủ cũng không ngại tiễn ông trở về thánh đường tông. Lâm phàm vỗ nhẹ vai, sau đó trên mặt nở ra nụ cười rực rỡ. Chỉ là nụ cười này đối với đán ác quân chủ lại có chút khủng bố. Có điều đối với đệ tử của đại diễn tông và đại hùng bảo tông thì thật sự là quá sán lạn. Không ngờ phong chủ vô địch phong với thực lực thứ hai viêm hoa tông lại thân thiện như thế nhất là nụ cười này lại càng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp giống như ánh mặt trời thoải mái như được tắm gió xuân vậy lâm phong chủ ngươi vậy là có ý gì đán ác quân chủ truyền âm nói không có ý gì chỉ là muốn vờ vét tài sản của ông thôi hoặc có thể nói là đổi tiền mua mạng tốt nhất là nhanh lên sắp ra khỏi đại điện rồi đến lúc đó ta sẽ xem như là ông muốn chết hắn lộ ra nụ cười giạt rào người khác căn bản không biết hiện tại đàn ác quân chủ đã bị uy hiếp như thế nào thế nhưng nhìn biểu cảm của lâm phong chủ lại có thể nhìn ra đôi bên rất thân thiết đàn ác quân chủ ngây người ông ta không ngờ tên này lại thẳng thừng như thế thật sự muốn bắt chẹt ông ta ta không tin ngươi dám lâm phàm vỗ vai đàn ác quân chủ đừng nói lời này không may mắn đã từng có người không tin đến nay cỏ trên mộ đã cao được ba thước rồi hai người truyền âm người tới ta đi thế nhưng lâm phàm vẫn luôn nắm trong tay quyền chủ đạo còn đán ác quân chủ vẫn luôn nằm ở tình thế bất lợi ông ta biết thực lực của tên này rất dũng mãnh bản thân căn bản không phải là đối thủ nếu như thật sự để đối phương tiễn ông ta ra khỏi tông có lẽ thật sự sẽ phải chết trên địa bàn của thiên tông điện chẳng kiêng nể ai mà đánh chết một gã thẩm phán đủ để có thể khẳng định tên này không phải tên điên thì là đầu óc có vấn đề rất nhanh hai người sắp bước ra phía ngoài đại điện chặng đường cuối cùng này đối với đán ác quân chủ mà nói mỗi một bước đi đều vô cùng nặng nề ông ta đang do dự đang suy nghĩ xem tên tiểu tử này rốt cuộc có dám ra tay hay không hay là thử một lần lúc này đán ác quân chủ đúng là không tin ông ta không tin tên này dám cả gan ra tay với mình chẳng lẽ thật sự dám cả gan coi trời bằng vung một bước cuối cùng khi sắp bước ra khỏi đại điện đán ác quân chủ dừng bước lại muốn sống trả lời rất quyết đoán, căn bản không có một chút lưỡng lự nào, đàn ác quân chủ trong lòng đau khổ, ông ta biết mình đã bị bắt chẹt rồi, hơn nữa còn là trước mắt bao người, trắng trợn bị người ta dọa dẫm. Lúc này, hai người đều dừng bước, mọi người thấy hai người bỗng nhiên dừng lại, có chút nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tông chủ, đàn ác quân chủ vừa mới nói muốn chúc mừng ba tông thiết lập quan hệ ngoại giao, quà mừng còn chưa tặng cho tông ta, muốn đưa chúc mừng tông ta trước khi rời đi. Lâm Phàm hô to, "Ta nói với Đán Ác quân chủ không cần khách khí như vậy, người đến là được rồi." Nhưng mà Đán Ác quân chủ thật sự vô cùng nhiệt tình, ta không có cách nào từ chối được. Đán Ác quân chủ lộ ra nụ cười, mặc dù rất sán lạn nhưng rõ ràng rất gượng gạo. "Người này có thể liêm sỉ chút không, có kiểu bắt chẹt như vậy sao? Lại còn nói chúc mừng ba tông thiết lập quan hệ ngoại giao, muốn tặng quà mừng, tặng cái quỷ ấy, làm gì có chuyện bổn quân chủ sẽ tặng chứ?" Tông chủ cười nói, đán ác quân chủ, ngài thật sự quá khách khí rồi. Đến đã là tốt lắm rồi, lại còn muốn tặng quà nữa, cái này. Hỏa dung từ đỉnh núi thiên tu quay lại, ánh mắt nhìn về phía lâm phàm, trông thấy nụ cười giạt rào ấy chỉ cần dùng mông suy nghĩ cũng có thể biết được nguyên nhân là gì. Đây chắc chắn là uy hiếp đàn ác quân chủ rồi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không thể nào như vậy được. Sư huynh, nếu như đàn ác quân chủ muốn tặng quà mừng, vậy thì hãy nhận lấy đi dù sao cũng là một phần tấm lòng của đàn ác quân chủ đồng thời cũng chứng minh giữa tông ta và thánh đường tông không hề có mâu thuẫn vẫn luôn rất hiếu nghị hỏa dung rất biết nói chuyện nói cứ như quan hệ giữa hai tông không hề có mâu thuẫn thật ấy tại sao đệ tử của viêm hoa tông lại cảm thấy lời này không thể tin như vậy chứ nếu như không có mâu thuẫn với tông môn khác thì bọn họ sẽ tin còn thánh đường tông có đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin đâu lâm sư huynh nghiền ép bốn vị quân chủ đó là việc không nể mặt một cách trần trụi. Giờ đây Đàn Ác Quân chủ lại muốn tặng quà mừng, hành động này, bọn họ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, rối loạn ghê gớm. Có lẽ Đàn Ác Quân chủ này muốn thiết lập quan hệ tốt với tông ta, cho nên mới tặng quà mừng. Sau khi suy nghĩ như vậy, thật đúng là có chút đạo lý. Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông cũng lờ mờ có chút không hiểu ý tứ của Đàn Ác Quân chủ, thế nhưng nhìn thấy nụ cười kia của đối phương thì cảm giác hình như là thật. Chẳng lẽ thật sự đã nghĩ nhiều rồi, Thánh Đường Tông thật sự muốn áp dụng phương sách hữu nghị với Viêm Hoa Tông, muốn thiết lập quan hệ hữu nghị sao? Đán Ác Quân chủ đứng ở nơi đó nhìn tình huống hiện tại, nhất thời không biết nên nói gì. Tặng quà mừng thì phải tặng quà gì đây, hiện giờ ông ta đã có tư tưởng chém chết Lâm Phàm, khao khát băm vằm thi thể kia thành vạn mảnh rồi. Nếu đã như thế, vậy tông của ta xin đa tạ lòng tốt của Đán Ác Quân chủ. Tông chủ chắp tay nói, đối với hảo ý này của đàn ác quân chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận thôi. Ha ha ha, đàn ác quân chủ cười, trong nụ cười lộ ra vẻ bi thương, ông ta bị người ta hãm hại. Không đúng, đây không phải là hãm hại mà là trước mắt bao người bị bắt chẹt vơ vét tài sản. Hơn nữa còn không thể phản kháng, lâm phàm vỗ vai đàn ác quân chủ, lớn tiếng cười nói. Đàn ác quân chủ nói, việc viêm hoa tông thiết lập mối quan hệ ngoại giao với hai tông là một bước khởi đầu. Bởi vậy sẽ tặng một món quà lớn, Bổn phong chủ đoán Thánh Đường Tông cường thịnh như vậy, món quà lớn này hiển nhiên không giống bình thường. Các sư đệ, mọi người nói xem có đúng hay không? Các đệ tử bao vây tụ tập xung quanh đại điện mặc dù không biết lời sư huynh nói có ý gì, nhưng vẫn là hết nhiệt tình. Đúng vậy, Thánh Đường Tông là đệ nhất đại tông trên thế gian, không biết rốt cuộc sẽ tặng quà mừng gì nữa. Thứ đó chắc chắn rất kinh người. Đúng đúng tiếng xì si xào bàn tán của các đệ tử truyền vào trong tay đán ác quân chủ. Đâu có, đâu có, chỉ là một món quà mừng bình thường mà thôi, quả ít lòng nhiều, không quyết định ở giá trị của quà mừng, mà một phần tâm ý là đủ rồi. Đán ác quân chủ cười nói, Lâm Phàm rất ngạc nhiên, không ngờ người này lại có thể nói ra những lời này, thật đúng là bất ngờ, song thật sự cho rằng như vậy là có thể qua cửa ai sao. Ha ha ha, đán ác quân chủ khiêm tốn rồi đường đường là bán thần, lại là một trong quân chủ của Thánh Đường Tông, phụ trách công việc ngoại giao, làm sao có thể là quà mừng bình thường được, rõ ràng đây là sợ Tông ta cảm thấy quà mừng quá lớn, không tiện đón nhận thôi. Ta, đán ác quân chủ không còn lời nào để nói, xem như người lợi hại, sau đó kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật, trong lòng rất đau đớn. Ông ta phụ trách việc đối ngoại của Thánh Đường Tông, cũng là một quân chủ khá giàu có, nếu như tặng cho các tông môn hùng mạnh khác, cũng sẽ không đau lòng, suy cho cùng thì đồ tặng đi, cuối cùng cũng sẽ quay lại, có thể trở về để tông môn thanh toán. Có điều cho viêm hoa tông thì sẽ phải thanh toán như thế nào đây, nói không chừng trở về tông môn sẽ bị mắng chết ấy chứ. Thậm chí, ông ta còn dự định giấu kín chuyện này không để cho bất kỳ người nào biết. Cuối cùng, cắn răng, đã thổ huyết, ngón tay vừa dơ lên, rất nhiều quả mừng từ trong nhẫn chữ vật bay ra ngoài. Hỏa dung trưởng lão, còn ngây ra đó làm gì vậy, thu vào đi. Lâm Phàm cười nói, Thánh Đường Tông đến Viêm Hoa Tông tuyệt đối không có chuyện tốt, nếu như đã tới, vậy thì phải thổ một chút huyết chứ. Hỏa Dung nhìn những món quà mừng này, mặt mày hớn hở thu hết tất cả vào. Xin cáo từ, đán ác quân chủ chắp tay, không muốn ở thêm Viêm Hoa Tông một khắc nào nữa, cho dù là một hơi thở cũng không muốn nán lại. Chờ đã, lúc này, Lâm Phàm lại lên tiếng, đán quân chủ hít một hơi thật sâu, chịu đựng cơn giận dữ, Lâm phong chủ lại có chỉ giáo gì vậy? Đàn ác quân chủ đừng nóng vội, ngài tặng cho tông ta quà mừng phong phú như vậy, sao có thể không đáp lễ? Bổn phong chủ vừa khéo chém giết được một con yêu thú làm loạn thế gian bên ngoài, muốn chia cho ngài một chút. Trong khi mọi người đang nghi hoặc, Lâm Phàm lấy con rồng Komodo từ trong nhẫn chữ vật ra, giữ ở trong tay, thân hình ngàn trượng sông thẳng lên trời, chấn động người đời. Yêu thú bắn thần cảnh khi đám người đàn ác quân chủ nhìn thấy con yêu thú này thì đều sắc mặt kinh biến mặc dù đã chết rồi thế nhưng khí tức này vẫn còn đó là khí tức của bán thân hơn nữa khí tức này còn mạnh hơn ông ta chạm lâm phàm giơ ngón tay lên chém xuống một miếng thịt từ trên người rồng komodo cỡ bằng lòng bàn tay sau đó dùng dây nhỏ xuyên qua để đàn ác quân chủ cầm theo Đán ác quân chủ tông của ta nghèo khó không có vật gì tốt để đáp lễ nhưng miếng thịt này là thịt của yêu thú bán thân cành. Là thứ tông ta quý trọng nhất, xin đừng từ chối, đây là tâm ý của tông ta, trở về làm thịt khô cũng có thể ăn được hai bữa. Lâm Phàm cố nén cười, vẻ mặt ngưng trọng nói, nhớ kỹ, cho thêm muối, mùi vị sẽ ngon hơn. Đán đác quân chủ tay cầm miếng thịt mỡ, cuối cùng chắp tay, gần từng chữ nói. Cáo từ, ông ta thật sự không thể ở thêm được nữa nếu như ở lại tiếp sẽ phát điên mất. chương 428. đời này của ngươi cũng có ý nghĩa rồi. khốn nạn. đán ác quân chủ rời xa viêm hoa tông. lửa giận dâng trào tạo thành một ngọn lửa mãnh liệt cuồn cuộn nứt trời. sau đó ném mạnh miếng thịt mỡ cỡ bằng lòng bàn tay ở trong tay đi. khinh người quá đáng. ông ta bị đe họa, bị uy hiếp, bị bắt chẹt. đây là chuyện mà ông ta chưa bao giờ dám tưởng tượng tới đã bao giờ có người dám cả gan đưa bàn tay tội ác về phía quân chủ của thánh đường tông chưa không có từ trước tới nay chưa từng có hôm nay ông ta đã kế tục đám thần chật làm ra một việc chưa từng có ai khác làm mắng thì mắng giang tay ra nhìn miếng thịt mỡ rơi xuống mặt đất thở dài trực tiếp hạ xuống còn chưa được nếm thử máu và thịt của yêu thú bán thần xem như là làm việc chưa từng có ai làm vậy hiện giờ ông ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy mà thôi chỉ là miếng thịt này thực sự quá nhỏ đúng là keo kiệt đến cực hạn chuyện này ông ta sẽ không để cho tông môn biết nếu như biết thể diện sẽ phải để đâu đây viêm hoa tông lâm phàm ức hiếp đán ác quân chủ phải cút xéo trong lòng cũng coi như là vui vẻ chỉ là theo suy nghĩ thật sự của hắn hắn muốn dùng sức mạnh cuồng bạo nhất để hung hăng nghiền ép đán ác quân chủ khiến ông ta phải quỳ trên mặt đất hát bài ca chinh phục hơn nhưng đáng tiếc là tình hình không cho phép lắm công việc tiếp đón hai tông do Hỏa Dung phụ trách, tông chủ thì nói chuyện với tông chủ hai tông về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Ở đó nghe một hồi liền tới đỉnh núi của sư phụ. Tâm thần của tất cả các đệ tử đều bị con yêu thú bán thần cảnh nghìn trượng vừa rồi thu hút. Thật sự là quá chấn động, cỗ thi thể kia thật sự quá lớn, khiến cho người ta khiếp sợ, mặc dù yêu thú đã chết, nhưng uy thế tỏa ra thật sự quá kinh người. Đỉnh núi Thiên Tu, Đồ Nhi, con lại đắc tội với một người nữa rồi đấy. Người còn chưa tới, đã truyền đến tiếng của sư phụ. Thầy ơi, đắc tội thì đắc tội, dù sao cũng không quá một người. Lâm Phàm cười, không hề để chuyện này ở trong lòng một chút nào. Giữa Viêm Hoa Tông và Thánh Đường Tông, nhất định sẽ phải đánh một trận. Mặc dù chuyện này chưa xảy ra, nhưng đã sớm đoán trước được. Thánh Đường Tông muốn có được vị trí đại tông trên thế gian, đương nhiên sẽ không thể nào để các tông môn khác nổi dậy rồi rồng Komodo, không ngờ loại yêu thú này vẫn còn tồn tại. Thiên tu cảm thán nói, khi Lâm Phàm lấy cỗ thi thể ra, ông liền cảm nhận được khí thế của con yêu thú bán thần này. Thưa thầy, đồ nghi tới đây chính là muốn để thầy xem giúp thi thể của con rồng Komodo này có thể luyện chế thành thứ gì. Hiện giờ hắn có chút kỳ vọng, khó khăn lắm mới chém giết được một con yêu thú bán thần cảnh, đương nhiên phải sử dụng cho thật tốt. Rồng Komodo là yêu thú thuộc về thời kỳ viễn cổ, rất hiếm thấy, trong cơ thể có một túi độc, bên trong đó có chứa nọc độc của nó, có thể luyện chế thành một món bảo bối. Mà bộ xương cốt này cũng có tác dụng rất lớn. Phía bên Địa Linh đã nghiên cứu thành công thuyền thần cho Thánh Đường Tông, ta cũng có thể dùng nó để xây dựng thuyền thần. Thiên tu kể ra không ít tác dụng kỳ diệu, nọc độc của rồng Komodo quả thực rất mạnh, đến hư không cũng có thể bị ăn mòn, còn mặt đất thì lại càng không cần phải nói, chỉ cần dính lên trong nháy mắt sẽ tạo thành một cái hố lớn, lực ăn mòn rất mạnh mẽ, có thể nói là kinh khủng đến mức tận cùng. Hắn không điều tra kỹ càng tình hình cụ thể của rồng Komodo ở chỗ Hải Thần Tông. Suy cho cùng hắn chỉ muốn lấy được nó để liếm một ít, như thế là có thể tăng bảo bối giá trị khổ tu rồi. Đã biết loại bảo bối này thuộc về huyết nhãn Ma Viên Vương và Băng Thiên Ma Long, hai con yêu thú bán thần cảnh này biết tu luyện, cho nên chắc chắn đã ngưng kết ra loại bảo bối này. Có điều nếu như mình động thủ với hai con yêu thú này, sư phụ của mình nhất định sẽ cho mình một trận, cho nên phải suy nghĩ đã. Còn về hành động thực tế thì quên đi vậy. Đồ Nhi, trước tiên hãy lấy thi thể ra để Vi sư tinh chế cho con. Thiên Tu nói, Lâm Phàm không chút do so dự lấy thi thể của rồng Komodo ra. Lập tức, thi thể khổng lồ vắt ngang trong hư không. Mặc dù đã nhắm mắt, nhưng vẻ mặt dữ tợn đó vẫn rất hung tàn. Rất nhiều đệ tử trong lòng sợ hãi khi nhìn thấy thi thể của rồng Komodo, đối với bọn họ, khí tức của con yêu thú này thật sự quá kinh khủng. Đồng thời, sự sùng bái đối với Lâm Sư huynh lại càng tăng lên đến cực điểm. Loại yêu thú kinh khủng này mà cũng bị Lâm Sư huynh chém giết, đó là sự mạnh mẽ đến trình độ như thế nào chứ? Ánh mắt của Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông cũng dần dần bị thi thể khổng lồ đó thu hút, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy yêu thú bán thần đâu? Hôm nay được nhìn thấy nó, ngày sau khó mà quên được. Thiên tu chỉ vào thi thể trong hư không, một luồng sức mạnh huyền diệu xuất hiện, cuốn lấy thi thể này, sau đó tiếng xì xì truyền đến. "Thầy ơi, đây là võ thuật gì mà có thể đun sôi nước ấm sao vậy?" Lâm Phàm tò mò, nghi hoặc hỏi. "Đồ nhi, sau này có học gì thì phải học cho thật tốt, đây là ngưng luyện tinh huyết của yêu thú, ngưng kết máu toàn thân thành một giọt." Thiên tu không biết phải làm sao. Đồ nhi này của mình thực lực thăng cấp rất nhanh, thế nhưng có một số thứ thì lại học không ra làm sao cả. Đây là một chiêu rất đơn giản, cần thiết khi đi ra ngoài. Ồ, oh, rất nhanh, một giọt máu từ trong cơ thể của rồng Komodo rơi xuống. Giọt máu này tỏa ra màu vàng kim, được bao quanh bởi một lớp xương mù. Hắn nhanh chóng lấy lọ ra, nhận lấy giọt máu này, trong lòng nghi hoặc, trông giọt máu này có chút khác thường, nếu như nuốt vào, có phải sẽ gia tăng giá trị khổ tu hay không? nghĩ tới đây hắn rất muốn nuốt vào xem thế nào nhưng mà thôi vậy có lẽ không tăng nổi đâu lúc này thiên tu lại giơ tay lên ngón tay dạch một cái phù phù một tiếng mặt ngoài của rồng komodo lập tức tách ra sau đó rơi xuống như một bộ y phục đây là lớp da da của rồng komodo rất cứng chắc cho dù là thần binh lợi khí sắc bén cũng rất khó để lại vết thương trên đó thiên tu giảng giải sau đó từ từ chia nhỏ theo thứ tự từng khối máu và thịt được cắt ngay ngắn. Thầy ơi, số máu thịt này có tác dụng gì thế? Không có tác dụng gì, có điều mùi vị không tệ. Ăn một ít có thể tăng cường khí huyết, có một chút tác dụng đối với việc tu luyện, nhưng đã không còn bất kỳ tác dụng nào với con nữa rồi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó gọi các đệ tử ở bên phía đại điện. Các đệ tử hãy đến đây mang số máu thịt này đi, tối nay sẽ mở đại tiệc yêu thú bán thần cảnh, các đệ tử ở bên phía đại điện hưng phấn đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, suy cho cùng đây chính là máu và thịt của yêu thú bán thần cảnh mà. Con Hoàng Kim Cự Long lần trước ăn cũng đã khiến cho bọn họ không dám tưởng tượng nổi rồi. Thật không ngờ rằng hôm nay lại có thể ăn máu thịt của yêu thú bán thần cảnh. Một việc mà ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Hơn nữa thì thể lớn như vậy sẽ có biết bao nhiêu thịt, cái này phải ăn đến khi nào đây? Tông chủ nhìn tông chủ hai tông, cười nói: xem ra tối nay đã có thứ để ăn có thể thưởng thức một ít món ngon từ yêu thú bán thần cảnh rồi tông chủ hai tông cũng cười đây chắc chắn là một món mỹ thực mà họ chưa bao giờ được nếm thử trước đây cho nên có phần mong đợi không biết máu và thịt của yêu thú bán thần cảnh sẽ có gì khác biệt lâm phàm nhìn không chớp mắt sư phụ cắt rất nhanh con rồng komodo nghìn trượng đã được phân thành nhiều mảnh từng sợi tĩnh mạch to thô tỏa ra màu vàng kim dễ nhận thấy đó không phải là thứ bình thường đối với hắn hắn không quan tâm đến những thứ này chỉ có điều khi nhìn thấy miếng thịt màu hồng cao bằng người trong khung xương hơi thở của hắn bắt đầu trở nên rồn rập đồ nhi miếng thịt này là căn nguyên của yêu thú rồng komodo độc tính cực mạnh nếu như ăn nhầm nhẹ thì mất hết tu vi nặng thì bị căn nguyên của yêu thú này thay thế trở thành người không ra người yêu không ra yêu do đó phải phá hủy đi khoan đã lúc này lâm phàm lập tức lên tiếng nói đùa chắc làm sao có thể phá hủy món đồ chơi này được? Thầy ơi, thứ này có ích với Đồ Nhi, còn phải giữ lại. Hắn không ngờ rồng Komodo lại có thứ này, quả thực là quá may mắn rồi. Thiên Tu nói, "Đồ Nhi, con muốn thứ này làm gì? Thứ này thật sự vô dụng, cho dù có luyện đan cũng không luyện được, mặc dù ngửi rất thơm nhưng thực sự là tai họa." Hơn nữa loại yêu thú bán thần cảnh này, bọn chúng sẽ giấu ý niệm của bản thân ở trong đó nếu như có người ăn nhầm hoặc là yêu thú ăn nhầm thì sẽ bị nó từ từ thay thế từ đó đạt được mục đích trùng sinh thầy ơi không cần nói gì nữa con muốn cái này lâm phàm bay lên không không thể chờ đợi được nữa đưa tay lấy khối máu thịt này ra ngửi một chút cảm thấy thơm ngát đối với người khác mà nói đây là chất độc nhưng đối với hắn lại là một thứ tốt địa linh địch địch không biết đã đến từ lúc nào trong mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào vật ở trước mặt những thứ này đều là đồ tốt nếu như có thể dùng để rèn thuyền thần chắc chắn có thể làm ra một chiếc thuyền thần rất lợi hại lát nữa các ngươi hãy lấy về rèn đi lâm phàm nói địch địch mừng rỡ thật chứ lâm phàm gật đầu ưm um, rèn ra cho ta một chiếc thuyền thần thật đặc biệt hiểu chưa địch địch gật đầu đã hiểu lúc này lão hắc vẫn luôn quanh quẩn trên đỉnh núi đã xuất hiện trước mặt lâm phàm trên mặt có chút ngại ngùng Thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái lọ trong tay Lâm Phàm. Giọt máu trong cái lọ kia tỏa ra ánh vàng rực rỡ, thu hút ánh nhìn của lão Hắc. Lâm Phàm cười, "Muốn sao?" Lão Hắc gật đầu, "Ừm, um, đây là tinh huyết của yêu thú bán thần cảnh. Nếu như ta có thể nuốt nó thì sẽ nhanh chóng khôi phục tu vi hơn." "Vậy thì cho người đó." Lâm Phàm ném chiếc lọ qua, lão Hắc chân tay luống cuống bắt lấy nó, hình như rất hưng phấn. Lâm Phàm thấy vậy, trong lòng rất vui. Hưng phấn như thế làm cái gì, thực lực khôi phục càng nhanh thì càng tốt, sau này có thể làm tay chân không mất tiền rồi. Một con yêu thú bán thần cảnh trong nháy mắt đã bị phân chia ra. Không tệ, không ngờ lại thu hoạch được lớn như vậy, rồng Komodo cũng không xem như là vô dụng. Có thể tạo phúc cho nhiều người như vậy, đời này coi như là có ý nghĩa rồi. Lâm Phàm cảm thán trong lòng, tông môn bắt đầu bận rộn, các đệ tử bắt đầu vận chuyển máu thịt của rồng Komodo đám địa linh địch địch thì vận chuyển thi hài còn có gân mạch dùng để rèn các loại đồ vật. Đồ nhi, kỹ thuật của sư phụ thế nào? Gừng càng già càng cầy nhỉ, thầy đã từng phân chia yêu thú cho nên thật sự rất có tay nghề. Người khác phân chia một con, thầy có thể phân chia bảy tám con. Đây là thiên phú, người bình thường không thể sánh được đâu. Thiên tu tự khen mình, vừa mới phân chia một con yêu thú bán thần cảnh, cũng là lần đầu tiên, cảm thấy không tệ. Thầy ơi, Người thật là lợi hại." Lâm Phàm nghiêm túc nói. Chương 429, chủ nhân lạnh nhạt với ngươi, về sau không cô đơn. Sau một hồi ra sức khen ngợi sư phụ, hắn vội vã muốn quay trở về mật thất để liếm thử món đồ chơi này. Không dễ gặp được yêu thú bán thần cảnh, giờ đây vừa gặp còn được chém giết. Nhất định phải dùng cho thật tốt. Rời khỏi đỉnh núi của sư phụ, trở lại vô địch phong, khi đi ngang qua nơi luyện đan lại thấy ếch xanh đang ngẩn người ở đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ếch xanh cảm ứng được có người tới, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt của người đến nhưng lén lén lút lút, bước đi không phát ra tiếng như vậy, ngoại trừ cái tên đáng sợ đó, còn có ai dám cả gan tới tìm qua sư Huy danh hiển hách này nữa. Vẻ buồn rầu trên mặt ếch nhanh chóng được biến đổi, sau đó giống như nhìn thấy người yêu đã lâu không gặp, rơi nước mắt, nhảy lên. "Chủ nhân, ếch xanh thật sự nhớ ngài lắm đó." Y khóc rồi, khóc một cách đau đớn cái tên đáng sợ này sao lại má nó lại trở về rồi, không phải đã đi ra ngoài ngao du hay sao? Bay lên, cái bụng màu trắng che mất mắt của Lâm Phàm. Lâm Phàm giơ tay lên, vỗ nhẹ, lạch cạch, bốn chân của ếch xanh mở ra, nằm dạp trên mặt đất, mặt ếch cay đắng, đau khổ, cái tên đáng sợ này đẩy mình ra. Như thế là ghét bỏ rồi, cuộc sống càng ngày càng khó khăn, còn tên đáng sợ này thì ngày càng thông minh, không bị nước mắt của y đánh lừa nữa. Nói chuyện cho tử tế, đừng có động tay động chân làm gì, muốn chiếm tiện nghi hay sao? Lâm Phàm híp mắt, nhìn ếch xanh, ếch xanh lập tức đứng lên, lắc lư hai bên, điên cuồng chỉ vào số 6, "Chủ nhân, ngài thấy số 6 này của tôi thế nào?" "Đừng nhúc nhích." Lâm Phàm lên tiếng, ếch xanh lập tức giữ nguyên trạng thái kim kê độc lập. Nghiêng đầu, "Chủ nhân, đây là làm gì vậy?" Ếch mệt lắm, không giữ vững được nữa đâu. Lâm Phàm tiến lên, ngón tay di chuyển trên thân ếch xanh, sau đó bóp một cái, bóp ra được một viên đan dược. Ếch xanh, không trung thực nhé, cất giấu đan dược mà cũng không giấu kỹ, để lộ ra rồi này. Mùi thơm của đan dược tỏa ra, bay khắp xung quanh. Ở phía xa, các luyện đan sư của tông môn đáng lẽ đã phải vào lớp, có điều nhìn thấy cảnh tượng ở đây, tất cả đều núp ở chân tường. Xuyệt, đừng để bị phát hiện đó, lâm phong chủ lại muốn trừng trị hoa sư rồi kìa, nhất định không được để oa sư phát hiện ra, nếu không sẽ mang chúng ta ra làm thử nghiệm mất. Các luyện đan sư đã sớm quen thuộc với phương pháp cụ dích này của ếch xanh, chỉ cần y phải chịu uất ức ở chỗ lâm phong chủ, cuối cùng tất cả bọn họ đều sẽ bị xui xèo. Lần trước sau khi oa sư bị ức hiếp, một gã luyện đan sư trong lúc luyện đan, chỉ vì sờ mông một cái, liền bị đánh cho một trận rất thê thảm. Xong, bọn họ cũng không tức giận, oa sư chính là oa sư vĩ đại trong suy lòng của bọn họ, thụ nghiệp ân sư, bị đánh là chuyện bình thường, có thể khiến hoa sư vui vẻ, bọn họ cam tâm tình nguyện. Không thể nào, đan dược của ta sao? Ếch xanh kinh hãi kêu không thể nào nhưng ngay lập tức đứng người đi, trong mắt ếch láo liên lộ ra vẻ mưa màng, bắt đầu giả vờ thiểu năng. Chủ nhân, đây không phải đan dược của ếch đâu, ếch nào có đan dược, ếch tặng hết cho chủ nhân rồi mà. Lúc này, ếch xanh ôm lấy chân lâm phàm, nước mắt hòa lẫn nước mũi nói. Chủ nhân, ngài không thể nghi ngờ ếch được ếch thật sự trung thành với ngài mà nếu như ếch không trung thành với ngài ếch có thể thề với trời ếch sẽ ba ngày không được ăn cơm không ếch sẽ xui xẻo ba ngày lâm phàm híp mắt ếch xanh này không thành thật như lão hắc lúc trước khi chưa trở thành yêu sủng rất không thành thật hiện giờ sau khi đã trở thành yêu sủng lại càng không thành thật khi nào thì có thể luyện thần đan ếch xanh ngẩn người mắt trợn mồm há chủ nhân ngài nói đùa sao với trạng thái hiện tại mà luyện chế thần đan thì ếch đến chết cũng không biết đã chết như thế nào ấy. Đương nhiên có thể chết vì luyện chế thần đan cho chủ nhân, ếch tuyệt đối không có ý kiến phản đối nhưng ếch không nỡ rời xa chủ nhân. Gần đây ta đã nỗ lực tu luyện, đợi đến lúc lên bán thần cảnh là có thể luyện chế thần đan rồi. Vẻ mặt của ếch xanh rất nghiêm túc, sau đó còn đặc biệt tỏa ra một chút khí tức, một luồng khí tức tầng 3 thiên cương cảnh cũng coi như có thể khiến chủ nhân hiểu thật ra thì ta vẫn còn cách bán thần cảnh xa lắm, tạm thời nhất định là không thể rồi. Ngài đừng có nằm mơ nữa, Lâm Phàm lười chẳng muốn nói gì với ếch xanh, lấy giấy vàng ra. Hảo hán, hãy thả ta về đi, ta sai rồi. Giấy vàng vừa xuất hiện, lập tức gào thét, nó bị nhốt cùng một chỗ với thi thể của rồng Komodo. Quả thật đã nhìn rõ Komodo bán thần cảnh đã bị một quyền đánh xuyên qua. Đây là ý gì, quả thật không phải con người mà. Sức mạnh của trời đất đã được khôi phục lại, bán thần cảnh cũng đã xuất hiện, dựa theo những ghi chép trước đây thì cuộc chiến phong thần lại sắp xảy ra rồi. Đối với nó, việc này chính là tự tìm cái chết, cuộc chiến phong thần kinh khủng đến nhường nào, nó đã sống lâu như vậy còn có thể là kẻ ngốc chắc. Cho nên vẫn là mong muốn trở lại trong vực sâu kia, suy cho cùng chết tử tế không bằng sống tạm bợ. Có thể sống sót cũng là một loại bản lĩnh, mặc dù người này có chút kiêu ngạo không tôn trọng nó nhưng đến cuối cùng, nhất định có thể giết chết người này, đến lúc đó sẽ là thắng lợi của mình. Láo xược, chủ nhân đem ngươi về chính là may mắn của ngươi, đừng có không biết tốt xấu nữa. Ếch xanh thấy giấy vàng kiêu ngạo như vậy, cố hết sức thể hiện, chân nhỏ ở phía sau nhảy lên, chân trước đánh về phía giấy vàng. Một cái tát quất lên, khí tức của Ếch Tung Hoành lộ ra bản sắc của Ếch xanh, các các ngươi, giấy vàng điếng người chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cảnh ngộ như vậy. Với tư cách là thánh phủ căn nguyên, ở thời đại đó nó được vạn người kính ngưỡng, cho dù là các cường giả tầng 9 thiên cương cảnh nhìn thấy nó cũng rất khách khí, rất tôn kính. Giờ đây không chỉ bị người này làm nhục, mà lại còn bị một con ếch xanh đánh, tuy rằng không đau nhưng cũng là một sự sỉ nhục. Các người được lắm, hãy đợi đấy, trời đất sắp có đại biến, cuộc chiến phong thần sắp xảy ra rồi. Không có ta chỉ dẫn, các người nhất định sẽ không sống được. Giấy vàng gào thét, nó muốn đấu tranh cho sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, sao có thể để một con ếch xanh làm nhục nó được. Chủ nhân, bỏ thật xuống đi, ếch muốn một mình chiến đấu với nó cơ. Ếch xanh ngang ngược nói, lâm phàm buông lá bùa ra, chậm rãi rơi xuống. Ếch xanh bắt được cơ hội, liền bay lên, một cước đập lên giấy vàng. Xem ta đánh chết ngươi đây, đồ xúc vật nhà ngươi, ngươi lại dám làm ra hành động không thể tha thức được như vậy với bổn thánh phù ta sẽ liều mạng với ngươi ếch xanh một cước dẫm lên giấy vàng liều mạng bổn oa có bốn chân người thì có cái gì ô tên đáng sợ đâu rồi ếch xanh ngẩng đầu phát hiện ra người đã biến mất thở phào nhẹ nhõm cuối cùng lại được sống rồi nhưng mà rất nhanh lâm phàm đã lại xuất hiện lấy ra một sợi dây xuyên qua tờ giấy vàng khéo léo buộc lại chủ nhân ngài làm gì vậy có phải ngài muốn treo tên này lên để đánh mỗi ngày hay không? Ếch xanh nghi hoặc hỏi, trong lòng Ếch có một sự an ủi rất lớn, cuối cùng đã có tên còn bi thảm hơn y, mặc dù không phải là thứ gì nhưng chỉ ít cũng có sinh mệnh. Còn về lão hắc kia, nó xem thường, lại thật sự kết thành một khối với người này, còn không biết xấu hổ mà đi đòi đồ nữa. Thân là Ếch xanh đã sống mấy vạn năm, nó khinh, lâm phàm cười, đeo sợi dây buộc trên giấy vàng lên cổ Ếch xanh, sau đó đặt nó ở sau lưng. Sau này phải chung sống thật hòa thuận, đừng có cãi nhau nữa đấy. Hà, ếch xanh ngây người đứng ở nơi đó, giống như đã bị đơ. Không muốn đâu, chủ nhân, lâm phàm thở dài, sờ vào đầu ếch xanh. Ếch xanh à, thật ra thì chủ nhân rất là thương người đó, suốt một thời gian dài ta lạnh nhạt với ngươi, cho nên bây giờ có giấy vàng ở cùng ngươi, ngươi có người làm bạn rồi nè. Không muốn đâu, ếch xanh cảm thấy tuyệt vọng, lúc trước còn đánh người ta chết đi sống lại, bây giờ lại phải ở cùng nhau, cho dù đó là sự ngạc nhiên cũng không thể như vậy được. Không cần cảm động, chủ nhân rất thương ngươi, cứ nhận là được, cố gắng nỗ lực trở thành bán thần cảnh, đến lúc đó là có thể lấy nó xuống rồi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm biến mất khỏi nơi này, ếch xanh ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, lời thề này cũng đến nhanh quá đi. Vừa mới thề nói là sẽ xui xẻo ba ngày, lại thật sự linh nghiệm ngay lập tức. Giấy vàng, bổn oa cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám láo sược, bổn oa sẽ không khách khí với ngươi nữa. Giấy vàng gào thét, tên xúc sinh nhà ngươi, ta đập chết ngươi này. Lúc này, giấy vàng động đậy, đánh vào lưng của ếch xanh nhưng chỉ như gãi ngứa. Thế nhưng đối với ếch xanh mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Đồ láo sược, đợi bổn oa trở thành bán thần, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lúc này, một con ếch đang cãi lộn với một tờ giấy, còn các luyện đan sư đang núp ở phía xa thì không biết nên làm gì cho phải rõ ràng hiện tại oa sư đang ở trạng thái nổi điên nếu như đi tới chỉ có một con đường chết trong mật thất lâm phàm ngồi xếp bằng ở đó lấy căn nguyên của yêu thú rồng Komodo ra thì ra là căn nguyên yêu thú thầy biết nhiều thật đó lâm phàm nhìn thứ màu hồng này có một chút tò mò cũng có một chút hưng phấn không biết căn nguyên của yêu thú bán thần cảnh sẽ mang tới bao nhiêu giá trị khổ tu. Hay là không có giá trị khổ tu đây, lè lưỡi ra, đầu lưỡi liếm một cái, tê dại thật sự có cảm giác rồi, lập tức, trong cơ thể có một luồng sức mạnh quái dị lưu động. Giá trị khổ tu cộng 10.000, muốn biến hóa sao, tay nâng kiếm hạ, tuyệt đối sẽ không do dự. Sau 10 giây, trong mắt của lâm phàm tỏa ra ánh sáng trói mắt, một lớp này thật sự không lỗ chút nào, hơn nữa còn là lợi nhuận lớn. Hy vọng sau này, còn có thể gặp được yêu thúc bán thần cảnh. Liếm từng miếng một, liếm đến độ long trời lở đất, sông cạn đá mòn, tiếng liếm láp vang lên trong mật thất. May mà nơi này cách âm tương đối tốt, nếu không âm thành này truyền ra ngoài, thì đúng là có hơi mất mặt. Giá trị khổ tu không ngừng tăng thêm, còn sảng khoái hơn cả tu luyện. Đến buổi tối, viêm hoa tông náo nhiệt khác thường, đèn đuốc sáng trưng, Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông vẫn chưa rời đi mà hưởng thụ mỹ thực từ yêu thú bán thần cảnh ở Viêm Hoa Tông. Tất cả các đệ tử đều tham gia, khắp nơi tưng bừng nhộn nhịp. Lữ Khải Minh vốn định gọi Lâm Sư huynh cùng ra nhưng thấy Lâm Sư huynh đang tu luyện trong mật thất cho nên cũng không quấy rầy nữa. Ôi, Sư huynh đúng là tấm gương của đời ta." Trong lòng cậu ta cảm thán, sau đó lại hiểu ra, tất cả những điều này đều là vì Viêm Hoa Tông. Với thực lực của Lâm Sư huynh, đã sớm có thể tung hoành thế gian, thế nhưng để tông môn lớn mạnh hơn chỉ có thể lặng lẽ tu hành. Thật cảm động, khâm phục. Đồng thời, cậu ta nhìn trang giấy đã viết xong ở trong tay, đưa ra quyết định. Cậu ta quyết định rồi, phải viết ra một câu chuyện vinh quang cho Lâm Sư huynh, để nó lưu truyền đến từng góc nhỏ của Viêm Hoa Tông, để tất cả mọi người biết được Lâm Sư huynh vĩ đại như thế nào. Chương 430, hãy gọi ta là huyết luyện tông chủ. Trong lúc Lâm Phàm đang điên cuồng liếm căn nguyên, trên một hòn đảo bên ngoài viêm hoa tông, một đám người đã xuất hiện từ sớm. Tôn giả, chúng ta xây dựng hòn đảo này đã được một thời gian, hôm nay đã thành hình rồi. Một người đàn ông trung niên sau lưng đeo hai chiếc dao, đầy hưng phấn nói. Đây là một hòn đảo vô danh, diện tích không lớn, chỉ có hơn một ngàn mét vuông. Nơi này không thuộc về bất kỳ sự quản lý của tông môn nào, nó thuộc về thiên nhiên. Lúc này, một ông lão cười nói tôn giả là trước kia bây giờ hắn nên gọi ngài ấy là tông chủ đúng đúng là tông chủ mới phải không ngờ có một ngày chúng ta sẽ trở thành người của tông môn thậm chí còn là người tiên phong mở đường cho tông môn nếu như không phải có huyết luyện tông chủ dẫn dắt chúng ta thì thật khó có thể tưởng tượng tông chủ chúng ta nên đặt cho tông môn một cái tên chuyện này phải để tông chủ quyết định một đám người đứng thành hai hàng ngẩng đầu nhìn về phía huyết luyện trước kia huyết luyện tôn giả tới tìm bọn họ bọn họ còn có chút nghi ngờ thậm chí không tin dẫu sao cái gọi là làm một việc lớn hoàn toàn là lời nói vô căn cứ bọn họ đã từng gia nhập thiên thần giáo đó là bởi vì tín ngưỡng nhưng sau khi có được một địa vị nhất định bọn họ đột nhiên hiểu ra đây không phải là tín ngưỡng đây là tự tìm cái chết là đối tượng bị viêm hoa tông đuổi giết nhưng lúc đó tất cả đều đã muộn chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp bây giờ giáo vương đã bị tiêu diệt thiên thần giáo cũng không còn bọn họ cũng tự do đi theo huyết luyện tôn giả làm việc lớn hôm nay thành quả bước đầu đã xuất hiện khiến cho bọn họ rất hưng phấn huyết luyện tôn giả trở thành tông chủ mà bọn họ chính là trưởng lão đứng đầu tông môn sau này đi ra ngoài cũng có thể thoải mái ngẩng đầu ưỡn ngực vũ ma người vừa gọi ta là gì huyết luyện ngẩn ra mở miệng hỏi người đàn ông đề nghị đặt tên cho tông môn chính là vũ ma Mặc dù không biết Huyết Luyện tông chủ vì sao hỏi như vậy nhưng vẫn mở miệng nói. "Tông chủ, Huyết Luyện", gọi một lần nữa, "Tông chủ", gọi một lần nữa, "Tông chủ", cứ liên tục như vậy đến mấy chục lần, Huyết Luyện tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, khóe mắt còn có cả nước mắt chảy xuống, ý chí mạnh mẽ, kế hoạch to lớn, rốt cuộc đã thành hiện thực. Không sai, Lâm Phong chủ không lừa gạt gã, thật sự có thể tìm một hòn đảo không người, lập bang kết phái, thành lập tông môn quy mô như ngày hôm nay tuy nhỏ nhưng gã tin tưởng, dưới sự hướng dẫn thông minh sáng suốt của mình, nhất định có thể khiến tông môn lớn mạnh, trở thành tông môn khiến cho người đời trên thế gian này không thể coi thường. Giờ phút này, huyết luyện tông chủ trịnh trọng nói, tên của tông môn gọi là Hàn Nhu Tông, tông chủ, cái tên này có ngang ngược quá không? Đúng vậy, cảm giác không hợp lắm với tình hình của chúng ta. Nên gọi là Chu Thiên Tông, Chu Thiên Tông không được hẳn nên gọi diệt thiên tông hoặc là phục thiên tông ông trời có thù với người à hết chết lại đến diệt không thì phục đi mà sao không gọi là nhật thiên tông nhật thiên tông cái tên này cũng không tệ bá đạo vô cùng bá đạo giờ phút này các đại trưởng lão khai tông đều nói ra ý kiến bọn họ dùng hai bàn tay tự xây dựng lên tông môn nhỏ bé này đó là cảm giác thỏa mãn giống như đã làm được một việc lớn vậy vũ ma nói mọi người im lặng chút Tông chủ lấy tên này đương nhiên có ngụ ý của ngài ấy. Để tông chủ giải thích với chúng ta đi, dẫu sao các vị ở đây hình như cũng chưa có ai được học tư thục. Ô, tư thục, khi còn bé nghèo quá, không học nổi. Đúng vậy, giết người đến tay cũng mềm ra, lấy đâu ra thời gian học tập. Huyên luyện tông chủ cười nói, Hàn Nhu Tông, Cương Nhu kết hợp. Hôm nay các vị đều là người xây dựng lên Hàn Nhu Tông, đều phải lấy việc phát triển tông môn làm mục tiêu trong quá trình này đương nhiên phải chịu uất ức không thể giống như trước kia liều mạng với người khác một điều nhịn bằng chín điều lành cho nên đây cũng là ngụ ý của hàn nhu tông các tiền pháp vương của thiên thần giáo im lặng trong chốc lát lời này của tông chủ rất có đạo lý một điều nhịn bằng chín điều lành tông ta còn nhỏ bé yếu ớt đúng là cần phải nhẫn nại có điều không biết là lời này là người nào nói học vấn lớn đến đâu nếu như có thể lão phù tình nguyện theo người ấy học hai năm huyết luyện tông chủ tiếc nuối nói người nói ra câu này có trí tuệ lớn nhưng thật đáng tiếc bổn tông chủ mời cùng tham gia hắn lại từ chối thế nhưng đã chỉ cho bổn tông chủ một con đường nếu như không có hắn thì sẽ không có hàn nhu tông của hôm nay cho nên vị trí phó tông chủ của tông ta sẽ luôn giữ lại cho hắn các vị có ý kiến gì hay không không thành vấn đề nếu người này có công lao to lớn trong việc xây dựng tông môn như vậy thì vị trí phó tông chủ vô cùng xứng đáng không sai tông ta đều là mấy lão già chỉ biết giết người có một người có học lo việc cũng là chuyện tốt huyết luyện vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại các vị nhớ lấy hôm nay các vị đều là cấp cao của tông môn cũng không thể giống như trước kia nữa tông chủ yên tâm bọn ta biết vũ ma nói tông chủ hôm nay tông ta được sáng lập nên phát triển tông môn như thế nào huyết luyện tông chủ cười nói yên tâm phó tông chủ đã chỉ rõ đường đi cho ta chẳng qua là cần phải chịu khổ chút nhưng vì sự lớn mạnh của hàn nhu tông chút khổ cực này có thấm vào đâu bổn tông chủ sẽ đi ngay bây giờ tông môn giao phó cho các vị vừa dứt lời huyết luyện tông chủ trốn vào hư không đi về phía điện thiên tông những pháp vương thiên thần giáo trước kia bắt đầu trao đổi với nhau vũ ma ông có tu vi cao nhất đường công pháp hẳn nên giao cho ông phụ trách vũ ma cười được rồi được rồi nhưng các ông phải viết ra tất cả công pháp đã học được trong đời để vào trong đường công pháp tạo điều kiện cho các đệ tử tu luyện chuyện này không có bất kỳ vấn đề gì chúng ta nhiều người như vậy những gì đã học được đều khác nhau toàn bộ kết hợp lại đó cũng là một kho báu công pháp cỡ lớn lão phu phải đi giảng đạo cho mấy giáo đồ không đúng là các đệ tử để bọn họ đừng giống như trước kia, tín ngưỡng nên thay đổi, thay đổi thành hàn nhu tông. Giờ khắc này, mỗi người phân chức vị xong xuôi, ai đi làm chuyện người nấy, điện thiên tông, người nào, đệ tử gác núi, thấy có người tới, nghiêm nghị hỏi. Tại hạ tông chủ hàn nhu tông, khẩn cầu gặp thẩm phán điện thần tông. Huyết luyện ôm quyền nói, nếu như là trước kia, đã tung một trưởng tiêu diệt đối phương từ lâu, nhưng bây giờ cần phải ẩn nhẫn. Nhẫn, hàn nhu tông là tông môn gì chưa từng nghe thấy không gặp đệ tử trực tiếp xua tay huyết luyện cười từ trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một vài thứ xin giúp ta thông báo một tiếng đệ tử gác núi thấy những thứ này mặt mày vui mừng không tệ sẽ giúp ngươi chờ đấy bây giờ sẽ thông báo một tiếng nhìn đệ tử kia rời đi huyết luyện thở dài đồng thời nghĩ đến lâm phong chủ vô cùng cảm tạ nếu như không phải đã đi rèn luyện nhẫn nhục thì sẽ chẳng bao giờ học được cái chiều hối lộ trong thế tục này. Rất nhanh, một tài quyết của Điện Thiên Tông đi ra. Đệ tử gác núi nói, vị này là qua dương tài quyết, muốn gặp thẩm phán, cần có sự đồng ý của tài quyết đại nhân. Huyết luyện lập tức tiến lên, tại hạ tông chủ Hàn Nhu Tông từ Hàn Minh, bái kiến qua dương tài quyết. Hàn Nhu Tông là tông môn nào chưa từng nghe qua, tông môn nhỏ mới vừa thành lập, muốn gia nhập Điện Thiên Tông, xin qua dương tài quyết giúp tiến cử. Sau đó ông lấy ra một ít đan dược, lặng lẽ đưa tới. Lạch cạch, thứ gì việc, tông môn nhỏ bé mà muốn gia nhập điện thiên tông. Nằm mơ giữa ban ngày, qua dương tài quyết hoét bay đan dược, khinh thường nhìn huyết luyện, một cái tông môn nhỏ bé, cũng muốn gia nhập điện thiên tông, đùa sao. Trong lòng huyết luyện có chút tức giận, nhưng nhớ tới lời lâm phàm đã nói, khi người ta đạp chân lên mặt ngươi mà ngươi còn nở được nụ cười, vậy thì người cách thành công chỉ còn một bước vâng vâng xích xác là nằm mơ giữa ban ngày nhưng xin qua dương tài quyết giúp đỡ tại hạ vô cùng cảm kích sau này nguyện làm châu làm ngựa huyết luyện mặt dày nở nụ cười thành khẩn qua dương tài quyết nhìn huyết luyện cười khinh ha ha tông chủ nhà người cũng thật thú vị được cho ngươi một cơ hội quỳ xuống nuốt từng viên đan dược trên đất này nếu như không làm được thì cút ngay đi cho ta huyết luyện nhìn đan dược trên đất nhớ tới lời của lâm phàm lại nghĩ tới bóng hình đối với ông mà nói là thứ đẹp đẽ nhất kia được lập tức huyết luyện nằm trên đất nuốt xuống từng viên từng viên đan dược trên đất đệ tử gác núi sững sờ sao lại có kẻ ngu đến vậy qua dương tài quyết ngẩn ra sau đó cười to ha 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 tốt tốt đây là tình huống mà bổn tài quyết lần đầu tiên nhìn thấy rất thú vị đúng là vô cùng thú vị ăn ăn cho ta, một viên cũng không được dư lại, chỉ cần ăn hết tất cả sẽ đi thông báo tới thẩm phán đại nhân cho ngươi. Huyết luyện nằm ở đó, trên mặt lộ ra nụ cười nhưng nội tâm lại vô cùng tức giận. Rất muốn bóp tên này thành đống thịt nát, nhưng lời nói của Lâm Phàm vẫn đang vang vọng trong đầu. Nhẫn, nhẫn, người khác đạp chân lên mặt ngươi, vẫn mặt dày nở nụ cười, ngươi không thành công vậy ai có thể thành công. Sau khi nuốt xuống toàn bộ đan dược rơi vãi trên đất, huyết luyện ôm quyền xin qua dương tài quyết giúp tiến cử qua dương tài quyết nhìn huyết luyện nói được chờ đó sẽ đi thông báo cho ngươi ngay bây giờ đa tạ huyết luyện hít sâu một hơi đè xuống tức giận trong lòng trên mặt lộ ra nụ cười nhẫn chút nhục nhã này còn không chịu được thì còn sáng lập tông môn gì nữa cũng không lâu sau vào đi thẩm phán tuyên vũ hỏi sẽ đích thân hỏi ngươi qua dương tài quyết hô lên cái tên này đúng là lần đầu tiên thấy thế mà lại ăn hết thật. Tiến vào điện xét xử, không biết đã bao lâu, khi huyết luyện xuất hiện ở bên ngoài, trên mặt đã hiện ra ý cười. Thành công, thật sự thành công rồi. Lâm phong chủ, đa tạ ngươi, ngươi nói đúng, ẩn nhẫn là thứ cần có, bổn tông chủ đã làm được. Chỉ có điều diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây. Gia nhập điện thiên tông, chính là một khởi đầu tốt. Ông muốn tiến hành bước kế tiếp, cũng là điều lâm phong chủ đã nói với ông thiết lập quan hệ ngoại giao với những tông lân cận, phát triển ý tưởng, từ từ thâu tóm, mở rộng tông môn. Vô địch phong, trong mật thất, mẹ ơi, đầu lưỡi mình tê luôn rồi, chấm chấm chấm, lâm phàm thở hổn hển rốt cuộc đã xong. Cuối cùng đã liếm hết được căn nguyên nhiều vô kể của ma long tích, mặc dù có thể cắn, nhưng hắn thích liếm hơn, bởi vì loại cảm giác này thật là thoải mái. Kiểm tra trị giá khổ tu cũng có chút hài lòng, thật sự không tệ nha chỉ giá khổ tu, 80 triệu 240 nghìn 100, hay lắm, kém hơn so với bán bộ thần đan, còn kém hơn so với nhật chiếu tông, nhưng cũng đã đủ, đã bước được một bước lớn đến gần thành công. Bổn phong chủ sẽ vô địch nhanh thôi, lâm phàm cổ vũ cho mình, chương 431, lâm phong chủ thật trượng nghĩa, hơn 8 triệu số khổ tu, đỡ được không ít công sức, cách thăng cấp tu vi một khoảng nữa sau khi liếm sạch căn nguyên của rồng Komodo cũng kiếm được hơn 8 triệu số khổ tu, vô cùng tốt, rất đáng khen. Tính toán bước đầu, nếu như tích lũy số khổ tu đến 100 triệu, Lâm Phàm bắt đầu tăng giảm thẳng dư, đây không phải là chuyện đơn giản, cần bộ não phải hoạt động hết công suất. Người bình thường hoàn toàn không tính được, nhưng căn cứ vào tính toán bước đầu của hắn, muốn tích lũy tích phân đến 100 triệu cần 7, 7 ngày, cũng chính là 8 ngày không ngủ không nghỉ. Được, Xem ra chỉ có thể tiếp tục tu luyện, để xem đến khi đạt được 100 triệu số khổ tu, rốt cuộc có thể tăng tu vi lên hay không. Bây giờ cái gì hắn cũng thiếu, số khổ tu cùng với tích phân đều khan hiếm, nhất là phải tích đủ thực lực của mình, còn phải bỏ ra nỗ lực rất lớn. Tu luyện, tu luyện, ngồi quanh quẩn, xoay quanh phạn ma vô song pháp, mỗi giây tăng 30 điểm khổ tu, đối với người khác mà nói tu luyện là con đường hết sức khô khan. Nhưng đối với hắn mà nói tu luyện chính là một loại hưởng thụ khác thường, mỗi lần mệt nhọc chỉ muốn vung một kiếm, lúc ấy chuyện gì cũng không còn là vấn đề nữa. Giờ phút này, trong mật thất rất an tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào, mà bên ngoài, trời cũng đã tối. Thanh Hoa nằm sấp ở trên giường, bốn móng vuốt duỗi thẳng, chìm vào trong giấc mơ, trong mơ, y nằm mơ thấy thê tử. Thê tử, ta tới đây, Thanh Hoa nói mớ, mơ thấy mình thoát khỏi cơ thể của ếch, trở về hình dáng đẹp đẽ ban đầu, mà lúc chuẩn bị nắm được tay thê tử, một tiếng kêu vang lên, làm y bừng tình. Giấy vàng dán sau lưng y, lớn tiếng ca hát, hát rất là đắc ý, rất là sảng khoái. Người đang tự tìm cái chết phải không? Mộng đẹp của thanh hoa tan biến, y nổi giận đùng đùng nhìn giấy vàng quát to. Cái tên này, quá đáng lắm rồi, hơn nửa đêm, người còn chưa ngủ sao? Ngủ cái gì mà ngủ, bổn thánh phủ trước giờ đều không ngủ. Giấy vàng đắc ý nói vậy thì im miệng cho ta, bổn hoa buồn ngủ, thanh hoa tức giận, trước kia yên tĩnh biết bao, mộng đẹp biết bao khiến người ta vui vẻ nhưng bây giờ có giấy vàng này, tất cả đều tan biến. Ngươi ngủ của ngươi, bổn thánh phù hát của ta, liên quan gì đến ngươi? Giấy vàng không có mặt, nhưng giọng nói kia lộ ra vẻ đắc ý. Ban ngày thanh hoa này dám hỗn xược với nó như vậy, tối nay sẽ cho nó đẹp mặt. Người hát thế, bổn hoa làm sao ngủ? Thanh hoa mắng, Hận không thể dẫm giấy vàng xuống dưới chân, hung hăng giày xéo một trận. Giấy vàng nói, vậy thì hết cách, đây là chuyện của ngươi, chẳng liên quan gì tới ta cả. Đồng thời trong lòng tràn đầy uất hận, ban ngày dám bất kính với bổn thánh phù, tối nay mà ngươi còn ngủ được thì bổn thánh sẽ cùng họ với ngươi. Tới khi trời sáng, Thanh Hoa vẫn chừng hai mắt, vành mắt thâm đen, y bị giấy vàng làm ẩm ý cả đêm, bất kể y uy hiếp như thế nào, nhục mạ như thế nào giấy vàng này căn bản không để ý, làm y có cảm giác như đấm vào vải bông vậy, rất là bất lực. Thứ liều mạng, thật ác độc, thanh hoa khóc không ra nước mắt, đây là đang liều mạng trả thù y, nhưng y nhịn được, có thể sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Giấy vàng, chờ đấy cho ta, chờ bổn hoa đến bán thần cảnh, sẽ lấy mạng giấy vàng nhà ngươi. Kha kha, chỉ dựa vào con ếch ghẻ nhà ngươi sao? Ta thấy cả đời này ngươi cũng không thể đâu. Tung tung, bên ngoài truyền tới tiếng chuông hai đệ tử canh núi phát hiện ở xa xa có một chiếc thuyền thần lái đến vội vàng gõ chuông cảnh tình đây là thuyền thần một vài tông môn mua từ những tông môn khác viêm hoa tông bọn họ cũng từng có nhưng thời đại quá lâu đã bị lạc hậu không thể theo kịp thời đại hôm nay có một chiếc thuyền thần tới đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của các đệ tử các trưởng lão đứng đầu tông môn đang trao đổi đây là thuyền thần của hải thần tông bọn họ tới đây làm gì? Không biết, chẳng lẽ là tới khiêu khích sao? Ánh mắt hỏa dung nhìn vào hư không? Các vị các sư huynh sư đệ, ta thấy không phải, rất có thể là có chuyện gì đó, bất kể như thế nào, cứ đi xem trước rồi tính. Các tông chủ của đại diễn tông cùng với đại hùng bảo tông vẫn còn chưa đi, khi cảm giác được tình huống trong hư không thì cũng nghi ngờ. Hải thần tông với viêm hoa tông, thời đại đế của viêm hoa tông đã từng xảy ra mâu thuẫn cực lớn, có mối thù sâu, Mặc dù đã nhiều năm như vậy nhưng giữa hai tông vẫn không có lúc nào cùng xuất hiện. Giờ phút này, hỏa dung bay lơ lửng trong hư không, ánh mắt nhìn về phía thuyền thần đang dần chậm lại dừng ở trong hư không. Các vị tới tông ta làm gì? Có điều ngay khi hỏa dung thấy bóng người đứng ở mũi thuyền, không khỏi nghi ngờ, ông không ngờ tông chủ Hải Thần Tông lại tới, rốt cuộc ông ta có ý gì? Hỏa dung nghi ngờ, ông không biết tông chủ Hải Thần Tông tự mình tới là rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này tông chủ hải thần tông ôm quyền nói, hóa ra là trưởng lão hỏa dung, lần này tới là có ý muốn cảm ơn lâm phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông. Liên quan gì đến tiểu tử kia, hỏa dung ngẩn ra, có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông thấy có người của tông khác đích thân tìm tới viêm hoa tông cảm tạ mà không phải là tới đòi công đạo. Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng vẫn giữ thái độ hỏa hoãn. Ô, không biết lâm phong chủ tông ta sao vậy? Tông chủ hải thần tông cười, hỏa dung trưởng lão không bằng chúng ta đi xuống rồi nói như thế nào mời hỏa dung vội vàng nói chỉ cần không phải tới gây chuyện vậy thì đều hoan nghênh mặc dù giữa hai tông có thủ oán nhưng tông chủ hải thần tông đích thân tới chắc hẳn cũng muốn giúp tiến quan hệ giữa hai tông chẳng qua là một mình ông có thể làm chủ chuyện này sao trong đại điện tông chủ ra mặt dẫu sao cũng là tông chủ của hải thần tông tới nếu như chỉ để hỏa dung tiếp đãi lại tỏ vẻ coi thường đối phương lúc này tông chủ viêm hoa tông bao gồm các trưởng lão ai ai cũng đầy vẻ kinh ngạc bọn họ đột nhiên phát hiện dường như mình không còn quen biết người kia nữa nhờ có lâm phong chủ ra tay cứu giúp mới tránh cho tông ta bị con rồng komodo kia hủy diệt lúc ấy lâm phong chủ mang mặt nạ không biết là ai nhưng cách chiến đấu với tình huống đặc biệt đó bổn tông chủ nghĩ đến lâm phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông dùng lời của lâm phong chủ các ông mà nói giữa hai tông tuy đã từng có mối thủ sâu nặng nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn yêu thú hủy diệt tông môn máu chảy thành sông hôm nay tới cũng là muốn cảm tạ ân lớn của lâm phong chủ lúc này tông chủ hải thần tông giơ tay lên vỗ một cái một chiếc dương xuất hiện sau đó mở ra châu báu lấp lánh lập tức tràn ngập cả đại điện đây là chút tấm lòng của tông ta còn có cả những đặc sản của tông nữa cảm kích lâm phong chủ ra tay trượng nghĩa tông chủ hải thần tông mở miệng nói Đám người Hỏa Dung đã há hốc mồm, trong lúc tông chủ Hải Thần Tông khen Lâm Phàm đủ đường, bọn họ cảm giác như đang nằm mơ, có đánh chết bọn họ cũng không dám tin. Trước đó Thánh Đường Tông, rõ ràng là người ta đúng lẽ cũng bị tên tiểu tử này đổi trắng thay đen khiến cho đối phương phải chịu thiệt nặng nề. Còn có Điện Thiên Tông cũng tới gây khó dễ. Tính ra Nhật Chiếu Tông, Điện Thiên Tông, Thánh Đường Tông, Âm Dương Tông, tiểu tử này đã kết không ít kẻ thù mà tông môn có thủ nặng với viêm hoa tông lại chính tông chủ đích thân tới, tặng đồ để cảm tạ sự trượng nghĩa của hắn. Điều này làm bọn họ không hiểu nổi. Hai vị tông chủ của đại diễn tông với đại hùng bảo tông nhìn nhau gật đầu, bọn họ nhìn ra lâm phong chủ không hổ là lâm phong chủ. Sau khi tận mắt nhìn thấy quả thật không giống người bình thường, ngay cả chỗ có thù nặng như hải thần tông cũng đích thân tới cảm tạ, đồng thời lâm phong chủ vừa có thể xóa bỏ mối thù trước kia, ra tay chém chết yêu thú bán thần, đây là sự khoan dung đến bậc nào. Bội phục, thật sự là bội phục, không biết Lâm Phong chủ hiện ở nơi nào, bổn tông chủ muốn gặp mặt để cảm tạ một phen. Tông chủ Hải Thần Tông nói, bây giờ hẳn đang bế quan tu luyện, lão phu phái người đi thông báo. Hỏa Dung đáp, thế nhưng Tông chủ Hải Thần Tông lập tức xua tay, nếu Lâm Phong chủ đang bế quan, vậy không nên quấy dày, lần này tới mang tới mấy thứ này để cảm ơn Lâm Phong chủ, nếu không còn việc gì vậy xin cáo tư tông chủ cùng với hỏa dung đều mời ông ở lại nhưng đối phương từ chối sau đó ngồi thuyền thần rời đi hỏa dung nhìn thuyền thần đi về phía xa lại nhìn sang chiếc dương lớn ở bên cạnh nghi ngờ nói tông chủ hải thần tông này rốt cuộc muốn làm gì tông chủ im lặng một hồi hay là thật sự đến để cảm ơn hỏa dung có chút không tin tình huống hải thần tông hơi có vẻ phức tạp cấp cao bên trong tông không hề đồng lòng nhìn những người tới đây có thể nhìn ra có vài vị trưởng lão đứng đầu không hề đi cùng hải thần tông mấy trưởng lão đứng đầu đang trao đổi ông ta lại mang đồ đến viêm hoa tông chẳng lẽ là muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với viêm hoa tông các trưởng bối thân viêm đây là ông ta muốn đẩy hải thần tông ra ngoài ta rất nghi ngờ về năng lực làm tông chủ của ông ta một nhóm trưởng lão đứng đầu đối với hành động mang lễ vật đến viêm hoa tông của tông chủ rất là bất mãn đồng thời đối với năng lực của tông chủ, bọn họ cũng đã bắt đầu hoài nghi. Chẳng qua là bọn họ chưa có can đảm lật đổ tông chủ đương nhiệm, dù sao không có người ủng hộ, rất khó thành công. Mà chuyện lâm phàm chém chết rồng Komodo của bán thần ở Hải Thần Tông cũng đã truyền ra ngoài. Các con dân của Hải Thần Tông cũng có hứng thú rất lớn với chuyện này. Dẫu sao giữa Viêm Hoa Tông và Hải Thần Tông có tồn tại mối thủ sâu nặng nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước. Bây giờ, Phong chủ vô địch Phong viêm Hoa tông đi ngang qua Hải Thần Tông, chém chết rồng Komodo, giải cứu cả Tông môn. Điều này khiến bọn họ vô cùng cảm kích, độ hảo cảm đối với Viêm Hoa Tông cũng dần dần tăng lên. Có điều đối với một vài con dân mà nói, bọn họ vẫn gai mắt Viêm Hoa Tông, dẫu sao năm đó Viêm Hoa Tông đã chém chết không ít người của bọn họ, cho nên có người dân nghĩ rằng một cuộc chiến với Viêm Hoa Tông là rất nên có. Dần dần sinh ra hai phe phái thân viêm lấy tông chủ hải tông tông làm chủ, mà một vài trưởng lão đứng đầu tông môn lại tạo thành một phe khác. Mặc dù tình thế còn rất nhỏ bé, nhưng lần này tông chủ hải thần tông tới viêm hoa tông cũng đã tạo thành điểm mâu thuẫn. Viêm hoa tông, tại các thành trì lớn, các con dân tập trung ở bên trong quán trà. Lúc này, một nam tử hào hoa phong nhã mang dáng vẻ thư sinh đứng ở trên ghế. Khua khua cánh tay, cảm xúc dâng trào mạnh mẽ nói. Nghe nói, lúc ấy Nhật Chiếu Tông xâm phạm Tông ta, trên chiến trường Nhật Chiếu Tông phái một con cự thú chiến tranh khổng lồ, vô số người đều không thể chống lại cự thú này, trong lúc mọi người đều tuyệt vọng, đột nhiên đệ tử ngoại môn Lâm Phong chủ đạp mây từ trên trời hạ xuống, tay cầm một binh khí sắc bén, chém cự thú một nhát thành hai nửa, từ đó đặt nền móng cho sự thắng lợi. Các con dân phía dưới, nghe vậy ngẩn ra, có đứa trẻ lại đỏ mặt, trong con người ngây thơ chất phác, lóe lên vẻ sùng bái, cứ như rất khao khát thứ gì đó. Thật là lợi hại, chương 432, không ai có thể ăn hiếp vô địch phong chúng ta. Viêm Hoa Tông, Vô Địch Phong, đông đảo các đệ tử đang trong trạng thái tu luyện. Nơi tu luyện trên núi cao của Vô Địch Phong, thông qua sắp xếp của Lâm Phàm, nơi đó đã được coi là sân bãi cao nhất trong tông môn, hồ ngâm, thềm đá đều là nơi tu luyện tuyệt vời nhất. Lúc này, ngoài sơn môn, một bóng hình xuất hiện ở đằng xa nhưng bóng hình kia rất kỳ lạ đi được một nửa đột nhiên bất động sau đó ngã ẩm xuống đất đệ tử gác sơn môn nhìn thấy tình huống kia lập tức hoảng sợ bên kia có người ngã mau đi xem khi thấy bóng người ngã xuống đất đệ tử gác sơn môn không khỏi hoảng hốt nói đây không phải là vương phù của vô địch phong sao hắn làm sao vậy lúc này cả người vương phù toàn là máu chỗ cổ bị cắt thành một vết thương rất sâu cảm giác nếu như vào sâu hơn một chút thì cả phần đầu sẽ đứt lìa. Mau mau, mau dìu về vô địch phong, thấy thương thế nặng như vậy, đệ tử gác cửa cũng thấy hoảng, sức sống phải mạnh đến nhường nào mới có thể chống đỡ đến tận bây giờ, hoặc là chống đỡ đi đến đây chỉ bằng một hơi thờ. Đệ tử gác sơn môn, mang vương phủ vội vã chạy về vô địch phong, các đệ tử tông môn đi ngang qua, thấy người bị nhuốm đầy máu này, cũng kinh ngạc đến ngây người. Không biết chuyện gì xảy ra, xa xa, đệ tử gác sơn môn hô lên, Lữ Sư Huynh, Lữ Sư Huynh, Vương Phủ sắp chết rồi. Lữ Khải Minh đang kiểm tra tình hình trong Sơn Phong, hai ngày trước cậu ta đã viết ra câu chuyện đầu tiên của Lâm Sư Huynh, rất xuất sắc, các đệ tử trong tông môn đều rất thích, chắc hẳn đã chuyển đi rộng rãi. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng cậu ta có mục tiêu lớn, sau này nhất định phải khiến cậu ta trở thành cuốn truyện thần thoại bán chạy nhất. Mà thủ pháp khoa trương rất thường gặp, hoàn toàn không có vấn đề gì có điều lúc nghe thấy âm thanh từ đằng xa sắc mặt lữ khải minh chợt thay đổi vương phù sắp chết ư điều này sao có thể vương phù là đệ tử có thiên phú nhất vô địch phong không chỉ có bọn họ rất coi trọng ngay cả lâm sư huynh cũng rất coi trọng đối phương tránh ra tránh xa chuyện gì vậy lữ khải minh vội vàng đi tới các đệ tử vây xem ở bên cạnh tránh ra một lối để lữ sư huynh đi ngang qua đệ tử gác cửa liền nói lữ sư huynh bọn đệ cũng không biết lúc đệ gác cửa thì thấy ngã ở đó các đệ tử ở xung quanh sắc mặt đông cứng lại đây là tình huống nghiêm trọng nhất mà bọn họ thấy trước kia cho dù có sư huynh sư đệ ra khỏi tông tập luyện bị thương trở lại cũng không có bị nặng đến như vậy lữ khải minh ngồi xổm xuống kiểm tra khi thấy vết thương nhìn mà thấy sợ này của vương phủ cũng thấy kinh ngạc đi mau đến dược đường lấy thuốc tới lấy cả điện đan nhiều một chút vâng có đệ tử chạy đi như bay rất nhanh đã quay lại vương sư đệ cố cầm cự lữ khải minh nhìn vết thương của vương phù thì rất kinh hãi bị thương thành thế này nếu như là người bình thường đã sớm chết toàn thân trên dưới không có chỗ nào là nguyên vẹn nhất là phần cổ kia cắt ra một vết rất lớn cả phần đầu cũng suýt nữa rơi xuống phù phù từng ngụm máu phun ra từ trong miệng vương phù tới đây tới đây lúc này đệ tử chạy đi lấy thuốc lúc nãy vội vã chạy về lữ khải minh cầm đan dược ra bóp nghiền thành bột trực tiếp bôi lên cổ sau đó lau sạch vết máu trong khoang miệng vương phù nhét vào bên trong nuốt xuống vương phù chỉ còn non nửa thần trí cổ họng chật vật di chuyển cuối cùng nuốt đan dược xuống đan dược khuếch tán trong cơ thể tạm thời giữ được tính mạng rốt cuộc là ai lại ra tay ác độc như vậy lữ khải minh cau mày không biết rốt cuộc là ai sao xuất thủ, thực lực của Vương phù đã rất mạnh, mặc dù còn chưa vào Thiên Cương cảnh nhưng cũng là địa cương cảnh tầng 9, có thể khiến bị thương thành như vậy, nhất định là cường giả Thiên Cương cảnh. Sư, huynh, lúc này, thần trí của Vương phù dần dần hồi phục, nhưng thương thế trên người quá nặng, vẫn không thể nhúc nhích, lúc mở miệng vết thương trên cổ vẫn còn có máu tươi chảy ra. Sư đệ, đừng nói, bây giờ dưỡng thương là quan trọng nhất. Lữ Khải Minh vội vàng nói, đệ tử vây xem có người còn không dám nhìn thẳng, bởi vì thật sự quá kinh khủng, bị thương tới mức này đừng nói phải chịu đựng là biết bao đau đớn, nhìn thôi đã thấy cả người lạnh như băng. Sư huynh, đệ không biết còn sống được hay không, nhưng đệ nhất định phải nói, là Thánh Đường Tông còn có Vĩnh Hằng Tông, đệ cùng với Tần Chân sư đệ tiến vào hiểm địa vô giới, ở bên trong, bọn đệ phát hiện ra bảo bối nhưng lại gặp phải thánh tử của Thánh Đường Tông còn có đệ tử vĩnh hằng của vĩnh hằng tông hai người bọn đệ bị bao vây tấn công tần sư đệ bị giết mà đệ cũng thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau khi vương phù nói xong hơi thở vẫn rất yếu ớt có thể chết đi bất cứ lúc nào nhưng trong lúc bất chợt một đường sức sống màu xanh được truyền tới từ đỉnh núi khô mộc tiến vào trong cơ thể của vương phù làm lành vết thương bên trong cơ thể đây là sức sống mà khô mộc trưởng lão đã tích tụ lại rất quý báu nhưng đã sử dụng nhiều lần, cộng thêm lần này, không còn dư lại là bao. Đa tạ khô mộc trưởng lão ra tay, Lữ Khải Minh cảm kích nói, sau đó nhìn sư đệ vương phù dần dần thở bình thường lại, dặn dò đệ tử sắp xếp cho vương phù nghỉ dưỡng thật tốt, thương thế bực này, ít nhất phải nghỉ dưỡng sức nửa tháng. Dù có rất nhiều đan dược cũng không được, giờ phút này, các đệ tử vây quanh, mỗi một người đều lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Sư huynh, bây giờ nên làm gì, Chuyện này, chúng ta phải đòi lại công bằng. Đây là Thánh tử Thánh Đường Tông cùng với đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông ra tay, quan hệ dính líu rất lớn. Có đệ tử tỏ ra bất lực, hai tông này cũng là hai tông lớn không giống bình thường, hơn nữa đó là tình huống gặp phải lúc đang tu luyện ở hiểm địa. Xảy ra thương vong, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hừ, tu luyện ở hiểm địa, chết là bình thường nhưng nếu đã biết là ai làm. Dựa vào cái gì lại cho qua như vậy? Tần chân sư huynh là người của vô địch phong chúng ta, chẳng lẽ cứ chết oan uổng như vậy, ngay cả thù đều không thể báo. Lữ sư huynh, huynh nói xem, chuyện này chúng ta nên làm như thế nào? Lữ Khải Minh cau mày, tạm thời cũng không biết nên làm gì. Lúc này, khô mộc trưởng lão xuất hiện, chuyện này tạm thời chớ nói ra ngoài, chờ sau này nghĩ biện pháp giải quyết sau. Một vài đệ tử trong lòng muốn báo thù, nghe thấy lời này của khô mộc trưởng lão thì chỉ cúi đầu, bọn họ không phục nhưng trưởng lão lên tiếng, bọn họ còn có thể làm gì, chỉ có thể nghe theo. Kéo kẹt, mật thất cửa đá mở ra. Ôi, tu luyện đúng là khô khan muốn chết. Lâm phàm ngẩng đầu, nhìn ánh mặt trời trói mắt, cảm giác du ngoạn khắp thế gian vẫn là tuyệt nhất. Đồng thời cũng đã tăng trí lực chân giới công tới tầng thứ sáu. Một triệu tích phân cứ thế tiêu hao sạch sẽ, trong lòng đau xót muốn chết. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại mấy trăm ngàn tích phân còn lại xem ra còn cần phải tiếp tục tích lũy tích phân mới được. Hắn đã quyết định, nhất định phải dốc hết sức, tăng nội lực lên, hôm nay trị giá khổ tu đã đủ, 100 triệu trị giá khổ tu có thể thăng cấp tu vi. Có điều nội lực vẫn chưa đủ, chắc hẳn phải từ từ, nếu làm phải làm mạnh nhất mà nội lực không đủ, dù có bị đánh chết, hắn cũng không thăng cấp tu vi. Thật vất vả mới gây dựng được nền móng, đột nhiên bị hủy diệt, lòng này rất đau. Hử! nơi đó xảy ra gì vậy hắn thấy ở đằng xa có không ít đệ tử vây quanh một chỗ hình như đếch tranh luận gì đó trực tiếp đi tới muốn nhìn xem lại xảy ra chuyện gì dù sao gần gũi với các huynh đệ trong sơn phong là việc nên làm một nhóm đệ tử tụ tập ở đó nhất là nữ đệ tử có người hốc mắt còn ửng đỏ tình cảnh vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy đau đớn của vết thương kia e là cũng không khác chết đi là mấy bây giờ biết rõ là ai nhưng không thể báo thù càng khiến các nàng khổ sở, tập trung hết tại đây làm gì vậy? Tại sao không đi tu luyện? Lúc mọi người đang nghe Khô Mộc trưởng lão khuyên bảo, giọng nói Lâm Phàm vang lên. Vô số các đệ tử thấy Lâm sư huynh thì vô cùng kích động, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cúi đầu không biết nên nói cái gì. Khô Mộc trưởng lão hơi sững lại, xuất quan rồi? Khô Mộc trưởng lão, sao lại có thời gian đến vô địch phong của ta vậy? lâm phàm không trả lời mà chỉ tò mò sao khô mộc trưởng lão lại tới đây nếu là trước kia đây là chuyện không hề tồn tại chẳng lẽ gần đây thấy bổn phong chủ phất lên muốn thành bạn tốt với mình sao nếu quả thật là như vậy cũng không phải không thể giữ lại chút mặt mũi cho người ta khô mộc cười nói trước tiên hãy xem xem vô địch phong hôm nay chính là đại diện cho tông ta mấy ngày trước tông chủ hải thần tông tới đưa không ít lễ vật cảm ơn ngươi đã giúp bọn họ chém chết rồng Komodo. Hải thần tông này đúng thật là có lòng, Lâm Phàm cười nói, không ngờ tông chủ hải thần tông lại đích thân tới, sau này kẻ gây rối đã bớt đi một. Người ta nể mặt mình như vậy, mình cũng không thể không nể mặt người ta. Nhức đầu, thật ra thì, hắn lại hy vọng tông khác đừng nể mặt mình thì hơn, cứ châm biếm mình thoải mái, lần áp mình, có như vậy mới có thể tạo động lực cho hắn. Người người, lúc này, chóp mũi lâm phàm động động, khẽ nhíu mày. Không đúng, có mùi máu tanh, ai chảy máu sao? Vừa dứt lời, biểu tình các đệ tử có gì đó khác thường. Ban đầu, hắn còn thật sự cho rằng người kia vì sư muội nào đó mới tới, nhưng bây giờ nghĩ lại dường như có gì đó không đúng. Có phải mấy người giấu ta chuyện gì không? Lâm Phàm cười hỏi, có chuyện hãy nói với sư huynh, sư huynh còn có thể bảo vệ cho các đệ. Khô mộc trưởng lão cười ha hà nói không có chuyện gì không cần ngạc nhiên như vậy đi đến sơn môn của lão phu đi trò chuyện một chút nói xong liền thân thiết kéo lấy tay lâm phàm lâm phàm rụt tay lại khô mộc trưởng lão hiện tại bồn phong chủ đang hỏi các sư đệ xin đừng xen vào khô mộc trưởng lão đứng im đó thấy hơi nhức đầu nếu như chuyện bị tiểu tử này biết vậy chẳng phải lớn chuyện sao nhưng tiểu tử này hoàn toàn không để ý gì đến ông khiến ông không biết phải làm sao quá gấp gáp những trưởng lão đứng đầu như bọn họ này không thể giấu giếm nổi nữa lữ sư đệ ta tin đệ nhất đừng lừa gạt ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì lâm phàm hỏi lữ khải minh gật đầu tuyệt đối sẽ không giấu giếm gì lâm phàm dù là khô mộc trưởng lão bảo bọn họ đừng nói nhưng đối với lâm sư huynh cậu ta tuyệt đối sẽ không lừa dối xảy ra chuyện rồi vừa rồi vương phù sư đệ bị trọng thương trở về thiếu chút nữa mất mạng mà tần chân sư đệ đã chết lâm phàm nghe xong Sắc mặt bình tĩnh, "Là ai?" "Không biết, để có hỏi vương sư đệ." "Đệ ấy cũng không biết đối phương tên gì, chỉ biết là thánh tử của Thánh Đường Tông, còn có đệ tử vĩnh hằng của Vĩnh Hằng Tông." Lữ Khải Minh đáp, "Ừ, Lữ sư đệ trông non sơn phong, ta đi một lát sẽ trở lại." Lâm Phàm hít sâu một hơi, đã chuẩn bị sẵn sàng. Khô Mộc trưởng lão vội la lên, "Ngươi muốn đi làm gì?" Lâm Phàm cười, "Chỉ có vô địch phong của ta ăn hiếp người khác." không ai có thể ăn hiếp người của vô địch phong ta, cho dù là một con súc sinh cũng không thể để cho người khác ăn hiếp. Phanh, vừa dứt lời, hắn bay thẳng lên trời, xuyên qua hư không, bay về phương xa. chương 433, ta không đến để phách lối, ta đến để giết người, sắp có chuyện rồi. Khô mộc trưởng lão đầy vẻ bất lực, tiểu tử này đi ra ngoài, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, hơn nữa tiểu tử này càng bình tĩnh, e rằng bão táp càng điên cuồng, lữ khải minh sao ngươi không nhịn lại chút nói cho hắn làm gì khô mộc trưởng lão không biết nên làm thế nào cho phải lữ khải minh ôm quyền khô mộc trưởng lão ta không thể lừa gạt lâm sư huynh ngươi ngươi khô mộc trưởng lão bị những lời này của lữ khải minh làm tức muốn hộp máu đây là lời nói dối thiện ý thôi không ngờ tên nhóc kia lại có suy nghĩ ấy đầu óc chẳng linh hoạt gì cả không được không được tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra dựa vào thực lực của hắn nhất định không thể nhăn cản nói không chừng đuổi theo lại bị tiểu tử kia chấn áp bằng một chiêu khi đó không chỉ không ngăn lại được còn bị đánh cho một trận như vậy thì thật mất mặt đỉnh núi thiên tu sư huynh huynh có còn quan tâm đến đồ nhi của mình không nó sẽ đi làm lớn chuyện lên đó khô mộc vội vã chạy tới chuyện này không hề bình thường ông thật sự rất khó tưởng tượng cuối cùng tiểu tử này sẽ gây ra phiền toái gì thiên tu mở mắt sư đệ ta đã biết rồi đây là chuyện của đồ nhi ta để căng thẳng như vậy làm gì hà khô mộc trưởng lão ngây ra ông tốt bụng tới thông báo không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy sư huynh huynh cứ định để nó gây chuyện vậy sao thiên tu nói đây không phải là gây chuyện mà là chức trách của người làm phong chủ đệ tử trong phong một chết một thương chẳng lẽ còn phải làm con rùa rụt cổ sao muốn đánh thì đánh có gì phải sợ đâu thể nói vậy chúng ta có thể kháng nghị với thánh đường tông cùng vĩnh hằng tông mà khô mộc cho rằng đây mới có đạo lý còn trực tiếp ra khỏi tông như bây giờ thì có chút không hiểu chẳng lẽ còn có thể đi liều mạng với người ta hay sao kháng nghị kẻ yếu mới đi kháng nghị kẻ mạnh không cần kháng nghị chỉ cần dùng thực lực là được thiên tu nói khô mộc trưởng lão đã không muốn nói thêm gì với sư huynh nữa ông cảm giác nếu tiếp tục nữa rất có thể sẽ bị sư huynh thuyết phục sư huynh đây là vũ lực không nên dựa vào vũ lực để giải quyết mọi chuyện ông còn có thể nói gì nữa bây giờ không chỉ là vấn đề của hai tông mà là vấn đề của ba tông lại còn dính líu đến cả vĩnh hằng tông chuyện này thật sự có chút phức tạp sư đệ đây chính là nguyên nhân đệ không bằng sư huynh rụt rè sợ hãi như đám đàn bà vậy thiên tu lắc đầu không nói thêm gì nữa khô mộc nghe vậy trở nên mờ mịt như đám đàn bà ư sư huynh nói ông là đàn bà chuyện này sao có thể chấp nhận được trong hư không tốc độ của lâm phàm lên tới mức cao nhất mục tiêu đầu tiên chính là thánh đường tông bên ngoài thánh đường tông một chiếc thuyền thần đang trôi lơ lửng đến ở trên thuyền thần thánh tử áo mỗ nghịch nghịch hạt trâu trên tay trên mặt lộ ra nụ cười thu hoạch lần này đúng là không tệ không chỉ lấy được món bảo bối này còn làm thịt một tên xúc sinh của viêm hoa tông có điều một tên khác đã chạy tiếc thật các đệ tử bên cạnh đều bật cười. Chúc mừng áo mỗ đại nhân có được bảo bối, còn về con súc sinh chạy mất kia, ta thấy cũng không sống được bao lâu. Một kiếm kia đã chém mất nửa bên cổ của nó, chẳng lẽ còn có thể sống được sao? Áo mẫu thánh tử cũng đang suy nghĩ về tình huống của tiểu tử kia, rõ ràng chỉ là tu vi địa cương cảnh tầng 9 lại có thể chạy thoát khỏi tay gã, đúng là làm người ta không dám tin. Đệ tử Vĩnh Hằng vẫn muốn tranh giành bảo bối này với áo mẫu thánh tử, cuối cùng đã thua, cũng chỉ có thể ra về tay không. Một tên đệ tử nói, ha ha ha, áo mỗ thánh tử cười nói, thực lực tên kia không tệ, nhưng vẫn thua bổn thánh tử một bậc. Thánh tử đại nhân, hạt châu này chuẩn bị đưa cho thánh nữ nhược trần sao? Nghe được hai chữ nhược trần này, trong con người của áo mỗ thánh tử hiện lên một tia u ám, giống như rất coi thường vậy. Gã đã dùng thế tiến công mạnh nhất với liễu nhược trần này nhưng đến bây giờ vẫn không thể bắt lại được. Thật sự khiến gã rất khó chịu. Có điều gã không vội, dựa vào địa vị và thực lực của gã, để bắt người này lại cũng chỉ cần bỏ ra một chút thời gian mà thôi. Nhưng Thánh tử đại nhân, ngài nói xem, chúng ta giết đệ tử của Viêm Hoa Tông, liệu có bị tìm tới cửa hay không? Một tên đệ tử hỏi, vừa mới hỏi vấn đề này, mọi người xung quanh lập tức cười lên. Ha ha, tìm tới cửa? Chuyện này chẳng phải nằm mơ giữa ban ngày sao? người cho rằng viêm hoa tông có can đảm này ư hơn nữa đây là trong hiểm địa sinh tử do trời phải trông vào bản lĩnh thôi tốc độ của lâm phàm rất nhanh hư không như dòng nước lũ đều dạt sang hai bên khốn khiếp dám ngồi lên đầu bổn phong chủ đừng nhìn vẻ rất bình tĩnh bây giờ của hắn thực ra đã vô cùng nóng này vốn tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng xem ra bây giờ thân thiện quá cũng không được cần phải dùng bản lĩnh để cho tất cả các tông môn biết ức hiếp người của vô địch phong hắn thì kết quả sẽ ra sao? Lâm phong chủ, ngay lúc hắn đi ngang qua mặt biển, một giọng nói từ phía dưới chuyển tới. Lâm phàm kinh ngạc, lại gặp phải huyết luyện tôn giả. Người này đã biến mất một khoảng thời gian. Huyết luyện tôn giả, người ở đây làm gì? Lâm phàm hỏi, huyết luyện cười nói. Lâm phong chủ, tôn giả đã là quá khứ, bây giờ ta là huyết luyện tông chủ. Ta sáng lập hàn nhu tông, đồng thời nghe theo lời chỉ dẫn của lâm phong chủ thành công gia nhập điện thiên tông đồng thời dùng thành ý buôn bán trao đổi với các tông nhỏ xung quanh nghe được lời này của huyết luyện trong lòng lâm phàm kinh ngạc không ngờ tên này lại thành công thật có điều bây giờ hắn còn có chuyện không rảnh rỗi tám chuyện với huyết luyện bây giờ bổn phong chủ còn có chuyện trước tiên không nói nhiều nữa chờ sau này có cơ hội lâm phong chủ xin hỏi có chuyện gì nếu như cần huyết luyện ta nhất định không từ chối. Không cần, thực lực ngươi quá yếu, không giúp được gì đâu. Lâm Phàm nói xong, tiếp tục chui vào hư không, biến mất giữa trời đất. Mà huyết luyện tông chủ đứng tại chỗ, gương mặt vốn cười tươi giờ có hơi mờ mịt. Trong đầu luôn quanh quẩn lời nói của Lâm Phong chủ, ngươi quá yếu, không giúp được. Âm thanh vang vọng trong đầu ngày càng dày đặc, ngày càng dày vò. Chịu đựng đả kích nặng nề chỉ trong nháy mắt, mình thật sự yếu sao? Huyết luyện tông chủ tự nhủ, có chút không dám tin, nhưng sau đó cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lên đường đi về phía viêm hoa tông. Bây giờ gã cần phải tìm sự an ủi, vẫn chỉ có nhu nhi tốt nhất, sẽ an ủi gã. Sau khi tạm biệt huyết luyện tông chủ, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, không ngờ huyết luyện thật sự thành công. Chẳng lẽ mình có khả năng tiên đoán thành thật sao? Ngay cả người này cũng có thể thành công, không thể nào. Rất khó tin, lại rất khó chấp nhận luôn có cảm giác không khoa học không nghĩ nữa trước tiên giải quyết chuyện này đã hắn đã chuẩn bị sẵn sàng lần này phải sống chết một trận với thánh đường tông nếu không có người chết thì bỏ đi nhưng hiện tại bọn chúng giết chết một đệ tử của vô địch phong là một phong chủ không thể ngồi yên mặc kệ như vậy cuồng thân bạo huyết ngũ hành nghịch thần toàn bộ công pháp đều được vận dụng khí tức khủng khiếp cực điểm phóng lên cao hư không xung quanh đều bị chấn động mà đối với hắn mà nói lần này rất nghiêm túc không cần nghĩ gì hết đến nơi đó trực tiếp ra tay mở mắt ra mái tóc dài như thân rồng bay lượn cơ thể biến thành một vệt sáng biến mất giữa không gian thánh đường tông một bóng người bỗng nhiên xuất hiện đứng ở trong hư không hơi thở không hề che giấu cứ thể chúng lan tỏa truyền tới thánh đường tông như gợn sóng quả là một nơi tuyệt đẹp khó trách liễu nhược trần lại muốn đến Thánh Đường Tông. Lần đầu tiên thấy quang cảnh của tông môn Thánh Đường Tông, cảm giác cũng rất tốt, không biết liễu nhược trần có ở bên trong tông môn hay không. Nếu như ở đây, hôm nay thuận tiện giải quyết luôn. Lúc này, các đệ tử Thánh Đường Tông cảm nhận được trong không gian có một làn sóng mạnh mẽ. Chợt ngừng đầu, lại phát hiện xa xa trong hư không, một bóng người đứng đó. Đó là ai? Các đệ tử chú ý đến tình huống này, giọng ngạc nhiên hỏi, Bọn họ không biết là ai lại dám tới Thánh Đường Tông quấy rối. Sâu trong Thánh Đường Tông, các đại quân chủ cũng cảm nhận được hơi thở này, chợt mở mắt ra. Trích Diệu quân chủ là người đầu tiên xông ra khỏi tông môn, bay lơ lửng trên không trung. Ngươi là Phong chủ Lâm Phàm vô địch phong của Viêm Hoa Tông? Bổn phong chủ còn tưởng là ai, hóa ra là Trích Diệu quân chủ. Lâm Phàm cười, không ngờ người ra mặt đầu tiên lại là ông ta, tên quân chủ tham lam đó người tới thánh đường tông để làm gì trích diệu quân chủ nhìn lâm phàm thực lực tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ hơn hơn nữa tình huống này nhất định không phải tới để giao chơi mà chính là tới để tìm chuyện lần trước tới lãnh địa của tông ta gây chuyện còn chưa đi được bao lâu hôm nay còn dám tới thật đúng là can đảm đột nhiên ngay tại lúc trích diệu quân chủ vừa dứt lời lâm phàm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương một quyền chợt tung ra không có bất kỳ do dự trực tiếp dùng sức mạnh lớn nhất. Sắc mặt trích diệu quân chủ chợt biến đổi, vốn định ngăn lại nhưng phát hiện sức lực này mạnh đến kinh người, bị một quyền đấm thẳng vào, cơ thể bay vào về phía tông môn giống như đạn đại bác, thậm chí còn đụng đổ không ít kiến trúc. Đừng nói nhảm, thánh đường tông có thể nói chuyện thì lan hết ra đây cho bổn phong chủ. Lâm phàm lạnh lùng nhìn phía trước, giọng điệu oai nghiêm hóa thành sóng âm bao trùm cả thánh đường tông các đệ tử thánh đường tông thấy trích diệu quân chủ bị người ta đánh trở về mỗi người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi dường như không dám tin trích diệu quân chủ đứng lên từ trong hố sâu vẻ mặt tức giận lâm phàm ngươi đừng có phách lối các tiểu thiên sứ màu trắng vây quanh cơ thể ông ta cũng không thổi kèn nữa mà là cầm lưỡi đao ra chuyển thành tiểu thiên sứ màu đen hiển nhiên đại biểu cho trích diệu quân chủ đã chuyển sang trạng thái tức giận Ông không ngờ đồ hỗn trướng này lại ngông cuồng như vậy, đi tới thánh đường tông không nói một lời đã động thủ, thậm chí còn làm ông bẽ mặt trước các đệ tử. Thật không thể tha thứ được, phách lối, hôm nay bổn phong chủ không phải tới phách lối, mà là muốn giết người. Lâm phàm lạnh lùng nói, cả người mang vẻ kiêu ngạo. Mặc dù chưa vào bán thần nhưng sức lực như nước lũ ngút trời kinh thiên động địa. Lúc này, đán ác quân chủ xuất hiện, mục đích người này đến thánh đường tông là gì ông không biết nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lâm phong chủ, có chuyện gì từ từ nói, cần gì phải động chân động tay vậy? Ông vô cùng gai mắt tên tiểu tử này, ở viêm hoa tông bị chém một phát tàn nhẫn nhưng mà phải công nhận thịt của rồng Komodo kia đúng là rất ngon, nhất là sau khi thêm muối. Mùi vị càng ngon, lâm phong chủ này, không hề gạt người. chương 434, hôm nay ai cũng đừng nghĩ được yên ổn không có gì đáng nói cả. Một vị thánh tử nào đó của thánh đường tông ở nơi hiểm địa giết sư đệ ta, lần này tới chính là muốn các người giao người ra đây cho ta. Lâm Phàm nhìn về phía đàn ác quân chủ, mở miệng nói, lần này tới hắn đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu, đã lâu rồi chưa được thỏa thích đánh nhau, nếu quả thật không nể mặt mũi thì đánh luôn. Đán ác quân chủ cười to, ha ha ha, Lâm Phong chủ, chuyện đòi người này thật là không nói đạo lý mà nơi hiểm địa vốn là nơi xem thiên mệnh người này tu hành không tới nơi tới trốn bị chém chết không phải là chuyện rất bình thường sao nếu như bị giết lại đến đòi người thật là vô lý mà theo ta thấy việc này bỏ qua đi lâm phong chủ hà tất gì phải làm như vậy trong lòng đán ác cười thầm không nghĩ tới lại là chuyện nhỏ nhặt này lâm phàm lên tiếng cười đúng ta chính là không thích nói đạo lý đó có lúc nào ngươi thấy bản phong chủ ta nói đạo lý không nếu không giao người ra thì gọi tất cả quân chủ của tông môn ra đây cho bản quân chủ, chiến một trận sinh tử xem ta có thể giết được bao nhiêu tên. Lập tức, một cỗ sát ý tản ra từ người lâm phàm. Đán ác quân chủ nhíu mày, ông ta cảm nhận được cỗ sát ý này, có lẽ đối phương thật sự không phải là nói đùa. Hơn nữa với hiểu biết của ông ta, tên tiểu tử này thực lực rất mạnh. Mấy vị quân chủ trong tông môn cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu quả thật hắn ra tay độc ác chỉ sợ thật sự sẽ có người chết. Lâm Phong Chủ, người đã nói như thế, vậy trả lời xem, thánh tử giết sư đệ ngươi là ai? Đán ác quân chủ hỏi, không biết, Lâm Phàm nói, đán ác quân chủ nghe thấy vậy, lập tức cảm thấy buồn cười. Lâm Phong Chủ, ngay cả người giết cũng không biết, mà đã đi đòi người, tông ta có 1999 thánh tử, muốn tra ra thì phải tra đến lúc nào chứ? Lần trước giết một thánh tử, hẳn là chỉ còn lại 1998 người. Đã không biết, vậy thì giết toàn bộ, không được sao? Hắn nói câu này mà không hề có chút vấp váp nào, tốc độ tu hành của Thánh tử Thánh Đường Tông thật sự là quá chậm, mặc dù là người cùng một thế hệ nhưng căn bản cũng không cùng đẳng cấp. Vốn Đinh lấy những thánh tử này làm bàn đạp, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần để ý đến. Lâm Phong chủ, người quá cản rỡ rồi đó, đán lắc quân chủ nhíu mày, trong lòng cảm thấy không ưa, không nghĩ hắn lại ăn nói ngông cuồng như thế, dám nói muốn chém giết toàn bộ thánh tử thánh đường tông, thật đúng là nghĩ viển vông. Đừng nói nhảm với ta, nếu không giao người ra, ta sẽ chặt từng tên thánh tử một. Lâm phàm khoát tay, không muốn nói nhiều, đợi lát nữa giải quyết xong thánh đường tông, còn phải đến Vĩnh Hằng Tông nên rất bận rộn đó, không có thời gian để lề mề đâu. Còn có, người đừng nói nhảm nữa đi, gọi người đứng đầu của tông ra đây, thực lực ngươi quá yếu, đánh ngươi chẳng có chút thú vị nào cả. Ngươi, đán ác quân chủ phát cáu, người này sao lại toàn nói những lời khiến người ta cảm thấy khó nghe vậy, quá kiêu ngạo và ngông cuồng. Quá đáng, chẳng lẽ chỉ cho ngươi giết người, không cho phép người khác giết người hay sao? Nói nhảm, bản phong chủ giết người, các ngươi có thể vây giết ta, bây giờ thánh tử thánh đường tông các ngươi giết sư đệ ta. Bản phong chủ đến là muốn trả thù hiện tại đang đứng ở cổng lớn của tông, nếu không thì có năng lực thì giết ta, không để ta mang người rời đi, đừng nói nhảm nữa, cho người mười khắc, nếu vẫn không ra người ra ta lập tức động thủ. Cuồng vọng, ngay lúc đó lôi đình quân chủ xuất hiện, đán ác sư huynh, tên này ngông cuồng vô cùng, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, vậy giết hắn, cho dù là thiên tu cũng sẽ không nhiều lời. Không đủ, thêm mấy người nữa đi, lâm phàm vạn cổ, biết rõ rằng nếu muốn mang người của Thánh Đường Tông đi mà không cần động thủ là điều không thể nào xảy ra. Còn mẹ nó, cái tên này chảnh như vậy, mẹ người có biết không? Thánh chửi chế tài xuất hiện, sau đó nhìn về phía đán ác quân chủ, sư huynh, huynh còn do dự cái con mẹ gì vậy, chiến đấu đi chứ, đánh hắn đi. Chế tài, ta cược với ngươi một ván, chúng ta cược xem đán ác sư huynh có chiến đấu hay không. Ta cược huynh ấy có, đến người đấy, thánh cược thần chật cũng xuất hiện lâm phàm người thân là phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông thật sự quá ngông cuồng rồi chẳng lẽ thật sự không sợ hai tông sẽ gây chiến sao phiêu thánh hỗn loạn đứng lơ lửng trên không trong ánh mắt tràn ngập lửa giận các đệ tử thánh đường tông nhìn thấy trên không trung cảm thấy khinh hãi vô cùng sáu vị quân chủ xuất hiện đây chính là đội hình dũng mãnh vô cùng mà đối phương chỉ có một người thế nhưng lúc đối mặt với sáu vị quân chủ lại không hề có chút sợ hãi nào việc này khiến bọn họ không dám tin. Đậu, các huynh đệ sợ cái quần què gì, chúng ta lên, đánh như tử cái tên đần độn này đi. Thánh chửi chế tài nổi giận hét lên một tiếng, thủ đương kỳ trùng, pháp tắc chi lực, hùng dũng bành phái, đột nhiên đánh về phía lâm phàm. Chế tài, đừng manh động, Đàn ác quân chủ vội vàng hô lên, nhưng đã quá muộn rồi, chế tài đã ra tay, sau đó nhìn về phía mấy vị quân chủ khác, không còn cách nào khác chỉ có thể ra tay thôi lâm phàm nhìn sáu vị quân chủ lúc nhìn thấy chế tài cả người đột nhiên biến mất ở chỗ đó mà khi xuất hiện lại ở ngay trước mặt chế tài sau đó bàn tay nhanh chóng chộp lấy mặt của chế tài nhấc lên cao năm ngón tay bóp sức mạnh ở đầu ngón tay bộc phát sau đó ngay lập tức đánh một quyền vào lồng ngực của đối phương một cỗ sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đánh thẳng vào người xuyên qua lồng ngực chế tài sau đó ném ông ta sang một bên quá yếu bán thần không phải dễ dàng chém giết như vậy, mà Lâm Phàm cũng không muốn giết chế tài, đây chính là người dùng để thử nghiệm luân hồi, nhìn tình huống bây giờ hiển nhiên là hiệu quả không tồi, khiến cho hắn tiếp tục gieo rắc tài họa cho Thánh Đường Tông một cách thật tốt. Chế tài, đàn ác quân chủ kinh hãi, không nghĩ tới thực lực Lâm Phàm cường hãn đến như vậy, một chiêu liền hạ gục chế tài, đây là thực lực mạnh cỡ nào vậy? Ha ha ha, Lâm Phàm cười to, những tên như này yếu quá, ta chỉ muốn nói với các ngươi, gọi người mạnh nhất ra đây. âm âm lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một đạo ánh sáng sức mạnh phóng thẳng lên trời. ánh sáng kia giống như chất lỏng nhưng đó là sức mạnh kết tinh, khí tức cuồn cuộn khuếch tán ra. năm vị quân chủ đều kinh hãi, khí thế kia thật sự là quá mạnh khiến cho người ta khó mà ngăn cản được. Lâm Phàm nhấc chân, vừa xài bước, trong không gian xuất hiện mấy thân ảnh. Trích Diệu, cẩn thận đán lất quân chủ kinh sợ nhưng cũng đã muộn rồi. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Phàm cầm chặt hai tay của trích diệu quân chủ, đột nhiên kéo mạnh, phốc một tiếng, trực tiếp kéo đứt hai tay, sau đó một cước đạp vào lồng ngực. Thân thể trích diệu quân chủ đột nhiên rơi xuống đất, mặt đất không chịu nổi một kích này, nhanh chóng vỡ ra, tạo nên một hố sâu lớn. Hai người, đôi mắt của hắn lập lòe ánh sáng đỏ thẫm sau đó nhìn chằm chằm vào lôi đỉnh quân chủ lôi đình quân chủ run lên, thế nhưng lúc kịp phản ứng lại thì Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt. Người rất yếu, hỗn trướng, lôi đình phẫn nộ, vạn đạo lôi đình cuồn cuôn tuôn trào, lập tức bao vây Lâm Phàm, hình thành lên một thế giới lôi đình to lớn. Có điều đột nhiên ở giữa lôi đình nứt ra một khe hở, một cỗ sức mạnh cuồn cuộn đột nhiên đánh vào người lôi đình. Người ngón tay lâm phàm hợp lại, một kích mạnh mẽ đánh xuống, đánh lôi đình quân chủ rơi xuống. Máu tươi ảo ảo tuôn ra, giống như trích diệu quân chủ rơi xuống mặt đất. Mạnh thật, đây là lần đầu tiên lôi đình quân chủ cảm thấy bất lực như vậy, đối phương rõ ràng còn chưa đạt đến bán thần, sao lại có thể mạnh đến như vậy. Tuy nhiên lúc này, mắt ông ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của trích diệu quân chủ, trong lòng cảm thấy khó chịu, chật vật bò qua, nằm cùng với trích diệu, ngón tay chậm rãi di chuyển lên, khoác lên cánh tay đã gãy của trích diệu quân chủ. Giống như là quan tâm nhưng thật ra là muộn trộm đồ, dù là bị đánh thành dạng này nhưng cũng không thể ngăn cản. Các đệ tử Thánh Đường Tông mở to hai mắt nhìn, không dám tin những gì trên không trung. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi sáu vị quân chủ đều bị đánh một nhát liền nguèo, ngay cả một chút phản kháng cũng không có. Tên này sao có thể mạnh như vậy? Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục động thủ, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Ngươi, tên tiểu tử này, đừng quá chớn, lập tức một cỗ sức mạnh kinh khủng từ sau lưng ập đến. Lâm Phàm không do dự, nhanh chóng xoay người lại, đấm một quyền. Âm, nắm đấm va chạm, sinh ra cỗ sức mạnh khổng lồ gây chấn động, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thì ra là bà, Lâm Phàm thấy rõ người tới, hóa ra là thiên dụ quân chủ. Thiên dụ quân chủ với vẻ mặt tức giận nói, tiểu tử, người quá cản rỡ, lão nương nhịn ngươi lâu rồi đó. Ngực to thật đấy, có thể cho ta đánh một quyền chứ? Lâm Phàm hỏi, láo sược, lập tức thân ảnh của hai người biến mất trong nháy mắt, nhưng mỗi tích tắc, không gian đều sẽ chấn động, mà mỗi lần như vậy, đều xuất hiện lực xung kích lớn. Xung kích đó khiến mặt đất vỡ ra, không gian cũng rung chuyển, sinh ra sức mạnh lớn, đến cả bán thần cũng không thể nào chống đỡ được. Thiên dụ chân quyền, đột nhiên, xuất hiện thân ảnh của thiên dụ quân chủ, đấm một quyền, thánh ca thiên địa vây quanh, thân thể lâm phàm đột nhiên rơi xuống và chạm mạnh với mặt đất. Xung kích cường đại như vậy, hơn nữa lại có tính chất hủy diệt, trong nháy mắt mặt đất chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bay lên, hình thành một hố sâu lớn. Kết thúc rồi à, đán lắc quân chủ tập trung nhìn, không hề chủ quan. Tiểu tử, người thật là không biết sống chết, đệ tử có một người chết, mà cũng dám đến thánh đường tông gây sự, người thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi hay sao? Thiên dụ quân chủ lơ lửng trên không, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử quá cản rỡ với bà rồi, không biết tôn trọng ai. Ha ha ha, đột nhiên, trong hố sâu, Lâm Phàm đứng lên, quay đầu lại, phun ra một ngụm máu tươi. Rất lợi hại, tuy nhiên có thể lợi hại hơn nữa hay không, ta bây giờ cảm thấy rất hưng phấn. Nhiên thiêu, lập tức, ngũ hành nghịch thần nhiên thiêu thọ mệnh bên trong cơ thể giống như một thứ hư ảo trực tiếp rút ngắn nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên giang. Hôm nay lão tử bằng bất cứ giá nào, nếu không giao người ra. Đừng ai nghĩ được yên ổn, thân là sư huynh thì phải làm chủ cho sư đệ. Vô song, vừa dứt lời, trong mắt lâm phàm có ngọn lửa đang cháy hừng hực, thân thể phun trào ra sương mù màu trắng, quấn quanh thân mình. Răng rắc, răng rắc, đây là âm thanh giãn nở, thân thể giang bình thường đột nhiên cao lên, đây là trạng thái tăng lên mà theo sự cao lên của thân thể, như rồng đen cuồng dại không ngừng dài ra. Bên trong bụi bặm mặc dù không nhìn thấy rõ thân ảnh, nhưng loáng thoáng thấy có hai ngọn lửa không ngừng cháy thiên dụ quân chủ cũng cảnh giác hơn, bà cảm giác cố khí tức của tên tiểu tử này lại mạnh lên nữa rồi, càng lúc càng mạnh hơn. Lạch cạch, bụi bặm tan đi, lâm phàm dẫm trên mặt đất, ngẩng đầu, cặp mắt kia làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Bây giờ có thể bắt đầu tiếp tục, chương 435, con mẹ nó, thật là kích thích, tên tiểu tử này cũng quá mạnh rồi. Các đệ tử đứng ở bên ngoài đại điện Thánh Đường Tông, vẻ mặt kinh hãi, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người bên ngoài dám cả gan đến thánh đường tông gây sự bây giờ ba vị quân chủ đã bại thiên dụ quân chủ đứng ra đón địch thế nhưng vẫn không hạn được đối phương việc này theo bọn họ nghĩ là không có khả năng đâu chế tài quân chủ lôi đình quân chủ trích diệu quân chủ bị đối phương một kích tất sát căn bản là không có bất kỳ sức đánh trả nào vẻ mặt đán ác quân chủ cứng lại không nghĩ tới hắn cường đại đến mức như vậy thiên dụ quân chủ đứng trên không cao mày, thiên dụ chân quyền đã là quyền pháp siêu việt nhất rồi, là do bà tự sáng tạo ra, thế nhưng nhìn tình hình bây giờ giống như chẳng có tác dụng gì. Lâm Phàm, người thân là phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông, mỗi lời nói, hành động chính là đại diện cho tông môn. Bây giờ ngươi đến thánh đường tông gây sự, chính là muốn nói viêm hoa tông muốn khai chiến với thánh đường tông hay sao? Đán ác quân chủ nghiêm nghị nói, với tình huống hiện nay, thành đường tông muốn giữ được mặt mũi thì nhất định phải trấn áp được tên tiểu tử này. Nếu quả thật để hắn mang thánh tử của thánh đường tông đi hoặc là chém giết thì coi như mất hết mặt mũi rồi. Ha ha ha, lâm phàm ngẩng đầu, lên tiếng, cười. Đán ác, đổ tội cho người khác cũng không thể đổ tội như thế. Hôm nay lâm phàm ta tới đây chỉ muốn tông môn giao tên thánh tử kia ra, hoặc các ngươi đánh ta chết, nếu không thì đừng nói lời vô ích nữa. Ngươi thật sự muốn làm đến cung đàn ác quân chủ không nghĩ tới tiểu tử này căn bản là không thể dùng lời nói để đả thông khẳng định là đầu óc có vấn đề nếu như không thì cũng sẽ không một mình đơn thương độc mã đến thánh đường tông kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đừng nói nhảm nữa nếu không lâm phàm ta hoặc là đứng đây hoặc đã nằm xuống sau khi kết thúc thì hãy nói tiếp vừa dứt lời thân thể lâm phàm biến mất ở chỗ vừa đứng mà khi xuất hiện thì đã đứng trước mặt thiên dụ quân chủ năm ngón tay nắm lại đột nhiên đánh ra sức mạnh như dòng nước lũ bộc phát đây là sức mạnh cường đại nhất sư phụ đã nói với hắn thực lực thiên dụ quân chủ mạnh hơn hắn rất nhiều là một bán thần đỉnh phong nhưng đối với hắn mà nói mặc kệ là mạnh bao nhiêu bây giờ đã sớm có kết quả trong nháy mắt cả người thiên dụ quân chủ khẽ động hai quả cầu rung lên thánh quang ở bàn tay bộc phát đánh thẳng về phía lâm phàm âm hai cỗ sức mạnh va chạm vào nhau Sức mạnh cuồn cuộn bùng nổ, hình thành xung kích mãnh liệt, khuếch tan ra bốn phương tám hướng. Trời đất rung chuyển, Thánh Đường Tông cách đó không xa tất nhiên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bên ngoài Thánh Đường Tông có một màn ánh sáng xuất hiện, ngăn chặn tất cả xung kích này lại. Thực lực của lão yêu bà này thực sự là mạnh đó, là nữ nhân cường đại nhất mà ta gặp được từ trước đến nay. Lão yêu bà đừng quá kiêu ngạo, xem ta làm như thế nào đánh người sưng phù lên dùng quyền đánh chết lão yêu bà trong chốc lát lâm phàm vây thiên dụ quân chủ song quyền đánh ra quyền ảnh dày đặc sức mạnh kinh khủng vô cùng hoàn toàn bạo phát tiểu tử thối ngươi nói ai là lão yêu bà thiên dụ quân chủ phẫn nộ nhanh chóng phản kích giờ khắc này trời đất thay đổi bụi bay mù mịt sức mạnh của hai người khuếch tán ra xung quanh làm nhiễu loạn trời đất thậm chí còn tạo ra dị tượng có lôi đình đánh xuống sư huynh tình huống này có chút không ổn chúng ta ra tay đi hỗn loạn quân chủ đi tới bên cạnh đán ác quân chủ nói đánh cược không nếu như chúng ta ra tay ta cược tiểu tử này có thể chống đỡ được một hồi thánh cược thần trật nói thần trật người có phải bị bệnh hay không đã đến lúc này rồi ngươi còn nói những thứ vớ vẩn này hỗn loạn trừng mắt với thần trật thời khắc quan trọng như vậy lại còn đánh cược được tại sao không lấy mạng mình ra mà cược đi bây giờ bán thần trong tông môn chỉ có chúng ta và thánh chủ, nếu như thần phạt sư huynh của bọn họ cũng ở đây thì có lẽ chuyện đã sớm giải quyết rồi, sẽ ra tay chân áp hắn. Đán ác quân chủ nói, đám người biết nơi ẩn thân bán thần vong tông của thần phạt sư huynh, đã sớm đuổi theo giết, không biết tình hình như thế nào. Nếu như thần phạt sư huynh cũng ở đây liên thủ với thiên dụ sư tỷ chế ngự được tên tiểu tử này, cũng không phải là việc khó khăn, được, hỗn loạn quân chủ gật đầu, nhìn tình huống trên không không hề do dự mà ra tay giờ phút này ba vị quân chủ tham gia vào trận chiến bốn vị quân chủ thánh đường tông liên thủ đánh lâm phàm các đệ tử thánh đường tông nhìn thấy một màn này đã sớm kinh ngạc đến ngây người đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy mấy vị tông chủ của tông môn cùng xuất thủ trong không gian công kích cuồng bạo như dòng lũ khiến bọn họ ngây người chiến đấu ở mức này quá cường đại rồi ba cái thứ rác rưởi các ngươi cũng đừng góp vào cho đủ số chỉ tổ tốn thời gian mà thôi lâm phàm đưa tay nhanh chóng hóa giải công kích liên thủ của ba vị quân chủ kia một đạo ngưng tụ cột sáng pháp tác của ba vị quân chủ bị một tay lâm phàm phá nát hóa thành tinh quang rơi xuống phía dưới ngươi ba người đán ác quân chủ biến sắc trong lòng đau đớn bọn họ cảm giác đối phương đang khinh thường mình hỗn chướng đừng có coi thường chúng ta chúng ta là quân chủ đó là cường giả bán thần đó. Hỗn loạn giận dữ, cơ thể hóa thành một đạo ánh sáng hai màu trắng đen ập về phía Lâm Phàm. Hai, yếu quá, ánh sáng cuồn cuộn sức mạnh kinh khủng như lũ, Lâm Phàm đưa tay, lạch cạch một tiếng, ngăn chặn được ánh sáng, Hỗn loạn quân chủ hiện lên từ trong ánh sáng đó, đầu bị Lâm Phàm nắm trong tay. Sao lại thế được, Hỗn loạn quân chủ không dám tin, một chiêu này của mình mạnh như vậy, đối phương lại có thể dễ dàng ngăn cản như thế đây cũng quá không nể mặt mũi rồi lâm phàm nhấc hỗn loạn quân chủ lên kéo tới trước mặt ngươi nói thử xem có phải ngươi rất yếu hay không lại muốn đi tìm chết làm gì hỗn trướng hỗn loạn quân chủ giận dữ âm lâm phàm đấm ra một quyền thân thể hỗn loạn quân chủ cong lên há miệng phun ra ngụm máu trong bụng chịu đựng công kích mãnh liệt sức manh xuyên qua thân thể khuấy động không gian làm sao lại mạnh như vậy phiêu thánh hỗn loạn cảm giác ý thức dần dần có chút mơ hồ, hai con người trợn lên, cuối cùng tứ chi bất lực rũ xuống, hoàn toàn mất cảm giác. Mặc dù phế vậy này cũng có quyết tâm nhưng mà vẫn yếu quá. Sau đó ném ông ta sang một bên, lão yêu bà, chuyện của ta và bà vẫn chưa kết thúc đâu, trước hết hãy để ta trị mấy con tôm nhãi nhép này đã, lát nữa sẽ chơi với bà, ta rất thích món đồ chơi kia của bà nha. Ánh mắt lâm phàm nhìn hai quả cầu to lớn kia nhìn bầy tay mình sau đó nheo nhéo, cuối cùng lắc đầu. Quá to, không thể nào nắm hết trong tay được. Đán lắc quân chủ và thần chật quân chủ nuốt nước miếng. Trong lòng bọn họ không phục, bọn họ không phải là con tôm nhãi nhép mà là bán thần vĩ đại, làm sao trong mắt tên này lại biến thành như vậy. Tiểu tử hỗn láo, thiên tu dạy dỗ ngươi kiểu gì vậy, sao dám nhục nhã ta. Thiên dụ quân chủ nổi giận, lúc vừa mới ra tay, thân ảnh tiểu tử kia trong nháy mắt liền biến mất không ổn, bà biết mục tiêu của tiểu tử này là đàn ác và thần chật. quả nhiên, ngay lúc đang suy nghĩ thì hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. đàn ác và thần chật khom lưng, con mắt trợn trừng, há miệng phun ra dịch mật. nhất là hai người trong lòng vô cùng run sợ, bọn họ căn bản không biết tiểu tử này xuất hiện trước mặt bọn họ từ lúc nào mà khi đánh ra một quyền khiến bọn họ không thể chống đỡ được. quá mạnh khiến người ta sợ hãi. lâm phàm chợt quát một tiếng giơ bàn tay lên, đột nhiên vỗ mạnh vào lưng hai người. Đừng có làm phiền ta, đi nằm đi. Âm, sức mạnh khinh khủng đánh ra, thân thể của đán ác và thần chật quân chủ đột nhiên rơi xuống mặt đất, bụi bay mùi mịt, tạo thành một hố sâu lớn. Thần chi đán ác quân chủ chưa tan rã, cuối cùng kêu gào lên. Bổn quân chủ không phải là con tôm nhãi nhép, nói xong thì hôn mê ngay lập tức. Được đó, lão yêu bà, bây giờ tới ta chơi với bà nha, ta đến đây lâm phàm cười thân thể to con cơ bắp cuồn cuộn cánh tay vung lên một cái mồ hôi chảy xuống tỏa ra khí tức nam nhân thiên tung lập tức thiên dụ quân chủ hô lên một tiếng đôi mắt đẹp ngưng lại ánh sáng lạnh lập lòe xuyên qua không gian biến mất vô tung vô ảnh mà lúc xuất hiện đã đứng ở phía sau lâm phàm bàn tay biến thành đao trực tiếp huy động im hơi lặng tiếng không hề gây ra chấn động nào có chút thú vị lâm phàm đứng ở nơi đó vẻ mặt điên cuồng, chiến đấu như vậy khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái nha. Mặc dù không phải là đối thủ của thiên dụ quân chủ nhưng lại có thể cảm nhận được tất cả. Ở chỗ này, Lâm Phàm xoay người, trong mắt có ánh sáng lóe lên, đây là thế công của thiên dụ quân chủ nhưng đối với hắn mà nói thì chẳng cần tránh né. Mặc dù thiên dụ quân chủ là một nữ nhân ngực to nhưng cũng không hề ngốc nghếch, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, bà đã phong tỏa tất cả, động tác tiếp theo của lâm phàm đều nằm trong lòng bàn tay của bà phụt một ngụm máu phun ra thần sắc thiên dụ quân chủ biến đổi bà không nghĩ tới tên tiểu tử này lại không hề né tránh cái này sao có thể đột nhiên bà hoảng sợ trên vầng trán có mồ hôi rơi xuống lão yêu bà nhìn tuyệt chiêu của ta đây lâm phàm đưa tay ra nhanh chóng nắm lấy một quả cầu to năm ngón tay lún sâu vào trong đó mà tay phải nắm thành quyền trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng đột nhiên đánh ra. Âm, sức mạnh xuyên qua, nhưng lúc chạm đến, quả thực đúng là đồ vật mềm mại, đạt được mục đích chỉ hoãn. Hỗn trướng, thiên dụ quân chủ giận dữ, chịu đựng sự đau nhức, cổ tay chém xuống, máu tươi phun ra. Người dám làm như thế, thiên dụ quân chủ sắp nổi điên rồi, một trường bao hàm sức mạnh hủy diệt, chụp về phía lồng ngực lâm phàm. Phụt, lâm phàm nhằm ngay mặt thiên dụ quân chủ phun ra một ngụm máu tươi, cứ tiếp tục phun ra phụt phụt lập tức khuôn mặt trắng nõn ban đầu của thiên dụ quân chủ biến thành màu đỏ ghê tởm ghê tởm đã có lúc nào bà phải chịu sự nhục nhã như vậy đâu mà cái tay của tên tiểu tử nắm ở nơi đó nắm chặt không buông càng khiến bà nổi giận hơn trong nháy mắt ra tay sức mạnh cuồn cuộn trực tiếp bộc phát toàn bộ đánh vào người lâm phàm sức mạnh như này khó mà có thể ngăn cản được lâm phàm đột nhiên rơi xuống đạp mạnh trên mặt đất lúc rơi xuống sức mạnh xung kích ở trên người khuếch tán ra, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Đau quá, hai tay thiên dụ quân chủ xoa nhẹ, sắc mặt trắng bệch, bà không có nghĩ rằng tên tiểu tử này lại công kích vào điểm yếu của bà. Cảm giác đau đớn kia, cho dù là bà cũng khó có thể chịu đựng được. Các đệ tử thánh đường tông đứng xem, trợn mắt hốc mồm xem một màn này, giơ tay lên lau máu mũi đang chảy ra. Bọn họ thấy được, thật sự thấy được tay tên kia xác thực sờ lên, hơn nữa còn lún sâu vào. Con mẹ nó, thật là kích thích, chương 436, vẫn phải giả vờ thôi. Mau đến khiêng quân chủ vào đi, một thánh tử vội vàng mở miệng nói, chiến đấu như vậy thật sự là quá kịch liệt, tạo thành từng luồng xung kích quả thực là đáng sợ. Nếu bọn họ mà ở bên trong luồng xung kích kia chỉ sợ cũng không biết bản thân mình chết lúc nào. Nhưng trong của bọn họ cũng có chút ghen tị. Tên kia trẻ như vậy, tại sao có thể cường đại như thế, không có khả năng giữa người với người mà có thể có sự chênh lệch lớn đến thế được. Các đệ tử nghe thấy thế nhưng vẫn do dự, không biết phải làm cái gì bây giờ, chỗ đó bọn họ không dám đến. Tất nhiên, cũng có nghĩ đến, nếu như cứu quân chủ thì đó không phải là lập công sao, sau này được quân chủ nhớ mặt, nói không chừng đó cũng là việc tốt. Dưới sự hấp dẫn của lợi ích to lớn kia, đã có đệ tử hành động, cả người như báo săn, nhanh chóng bước vào chiến trường. Một tên đệ tử nâng đán ác quân chủ ở dưới hố sâu lên, vội vội vàng vàng nói. Quân chủ đại nhân, đệ tử tư ca đến cứu người, đại nhân nhất định phải nhớ tên của đệ tử đó, đệ tử gọi là tư ca. Đối với đệ tử mà nói, nếu như không có lợi ích mà tùy tiện bước vào chiến trường thì to gan cỡ nào chứ? Đồng thời, một nữ đệ tử đi tới chỗ hỗn loạn quân chủ, nghe nói gần đây có tin đồn xấu về hỗn loạn quân chủ trong tông khiến rất nhiều nam đệ tử oán hận trong lòng. Tuy nhiên dưới cái nhìn của cô thì hỗn loạn đại nhân là một người tràn đầy sức hấp dẫn. Những đệ tử kia chỉ là hâm mộ mà thôi. Thần trí hỗn loạn mơ hồ nhưng vẫn có chút tỉnh táo. Khi thấy mình được nữ đệ tử diều, ông ta yếu ớt mở miệng nói. Bao nhiêu tiền, hỗn loạn đại nhân, việc này trở về đã rồi hãy nói nha. Khuôn mặt nữ đệ tử ửng đỏ, ở trong tông cô đã từng nghe nói. Hỗn loạn đại nhân thường xuyên thích hỏi nữ đệ tử câu bao nhiêu tiền, hơn nữa nếu như ra giá thành công sẽ có được rất nhiều đồ tốt kỳ thật cô cũng có nghĩ đến việc này nhưng bình thường nữ đệ tử xuất hiện trước mặt hỗn loạn đại nhân thật sự là quá nhiều rồi rất khó đến lượt cô thiên dụ quân chủ đứng lơ lửng trên không sắc mặt trắng bệch dần dần cũng có chút huyết sắc nhưng vẫn nhìn chằm chằm phía dưới cau mày chết rồi sao vừa nãy quả thực bà xa vào trạng thái điên cuồng không hề nương tay nếu quả thật đã đánh chết tiểu tử này có lẽ sẽ có chút phiền phức. lão già thiên tu kia tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này. tuy nhiên tất cả là do tiểu tử kia tự tìm đến, chẳng trách ai được. chào ôm sức mạnh của lão yêu bà quả nhiên rất là cường đại, đánh ta đau quá. xem ra bình thường chỉ dùng một phần sức mạnh thôi. lập tức một âm giọng nói trong hố sâu vang lên. nhóm đệ tử đang khiêng quân chủ, nghe được âm thanh này, sợ hãi đến mất hồn mất vía, co cẳng chạy về tông môn. Về phần quân chủ đã hôn mê bọn họ cũng chẳng thèm để tâm nữa, có đệ tử cõng về tông môn, có đệ tử đi được nửa đường thì bỏ lại. Đợi lát nữa lại tiếp tục đánh thì xung kích đó bọn họ không thể chống đỡ nổi. Tiểu tử, người đứng quá trớn, ngay cả thầy người cũng không dám làm như thế đâu. Thiên dụ quân chủ nghiêm nghị nói, nếu như không chết có lẽ sẽ không nghiêm trọng nữa, nhưng điều quan trọng là đối phương hình như chẳng bị làm sao, không hề có chút dị thương nào, việc này khiến bà cảm thấy thật kinh khủng quang cảnh xung quanh đã sớm bị hủy diệt không còn gì nguyên vẹn trong hố sâu lâm phàm phủi bụi giơ chân lên trực tiếp nhảy lên thầy ta là thầy ta còn ta là ta đừng có nghĩ ta phải như thế tuy nhiên ta đã phát hiện nhược điểm của bà rồi lát nữa ta lại tiếp tục công kích chỗ đó của bà ngươi vẻ mặt thiên dụ quân chủ rất khó coi tên tiểu tử này thật sự là quá đề tiện đồng thời đối với bà mà nói đây chính xác là nhược điểm của bản thân chỉ là bà cũng không có cách nào cả. Trời sinh vậy thì sao có thể thay đổi được, cho dù là đi đường cũng sẽ chuyển động lúc lên lúc xuống, lúc cận chìa cũng khiến tay chân bị gò bó. Ta chặt tay ngươi, thiên dụ quân chủ mặt lạnh như băng, khi lần đầu tiên gặp tên kiêu ngạo như vậy, lập tức một đạo bạch quang mũi nhọn xuất hiện ở sau lưng. Giữa bạch quang, có nhiều ánh sáng khác nhau đang lưu chuyển, đồng thời còn có lông vũ màu trắng bay bay trong không gian. Đây là sắp bạo phát ư hắn lại muốn xem xem thiên dụ quân chủ đang dở cho gì. Đủ rồi, lúc này, một giọng nói vang lên từ bên trong tông môn. Các đệ tử đang đứng xem, nghe thấy giọng nói này thì đều đồng loạt cúi đầu. Đây chính là giọng của thánh chủ. Thiên dụ quân chủ đang chuẩn bị ra tay nhưng giờ phút này lại kìm lửa giận trong lòng, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phàm Lâm Phong chủ không nên ức hiếp người quá đáng, Thánh Đường Tông và Viêm Hoa Tông là nước sông không phạm nước giếng, chẳng có mâu thuẫn gì, chẳng lẽ lâm phong chủ muốn tạo ra mâu thuẫn hay sao ở phía xa cánh cửa sừng sững lúc này được mở ra một cỗ sức mạnh cuồn cuộn từ bên trong cánh cửa khuếch tán ra ngoài vạn trượng bạch quang giống như tấm lụa bật ra ngoài bao trùm lên trời đất một bóng người đi ra thánh chủ thánh đường tông xuất hiện hiệu ứng không tồi đáng giá sáu mao lâm phàm ghét nhất chính là những người chơi hiệu ứng nhìn thì đẹp mắt thật nhưng tính thực dụng chẳng có chút nào hơn nữa đối phương còn nói hắn khinh người quá đáng việc này thì không thể nhẫn nhịn được lâm phàm ta là người tùy tiện bắt nạt người khác ư vu hãm như vậy thật đúng là không thể nhịn nữa ngươi nói lời này coi như là đang lo sợ đi đậu má ai nói nước sông không phạm nước giếng thiên thần giáo là ai ở phía sau hỗ trợ trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết sao lâm phàm mở miệng nói cầm miệng dám cả gan bất kính với thánh chủ thiên dụ nghiêm nghị nói bất kính thì sao nào có gan thì đánh nhau đi, ta sợ các ngươi sao? Lão tử đầu đội trời chân đạp đất, hôm nay một mình ta thách đấu với thánh đường tông các ngươi, có gan thì đạp chết ta đi. Khí phách lâm phàm tỏa ra âm thanh vang dội, các đệ tử thánh đường tông kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Quá kiêu ngạo, tên này có phải thật sự là phong chủ của viêm hoa tông không vậy? Tố chất làm sao lại có thể thấp được chứ, mặc dù không bằng chế tài quân chủ, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Nơi xa, Thân ảnh Thánh chủ biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở trong chiến trường. Thánh chủ mở miệng nói: "Lâm Phong chủ, bản Thánh chủ ta đời này chưa bao giờ thấy người ngạo mạn như ngươi vậy." Lâm Phàm cười: "Chưa từng thấy, nhưng cũng không có nghĩa là không tồn tại, bây giờ đã thấy chưa? Ta chính là người ngạo mạn mà ngươi chưa từng thấy đó, cho ngươi mở mang tầm mắt." "Không cần cảm tạ đâu, đợi lát không nói được nữa, ta lại để cho ngươi thấy ta ngạo mạn cỡ nào." thiên dụ quân chủ tức đến run cả người, tên này thật sự là quá trớn rồi, nhưng sau đó trong lòng an ủi bản thân. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, bổn quân là thục nữ. Không thể thô bạo như thế, thánh chủ cao mày, ông ta biết tên tiểu tử này là đồ nhi của thiên tu nhưng lại khiến ông ta rất thất vọng. Thượng bất chính hạ tác loạn, thiên tu cũng chỉ có thể dạy dỗ đệ tử đến mức này thôi. Lâm Phàm nhìn chằm chằm thánh chủ, có bất chính hay không, cũng không cần ngươi quản, sư phụ ta dạy như thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi, đã nói rồi là đánh hoặc là làm hòa. Rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?" Thánh chủ hỏi, ông ta đã biết được thực lực của tên tiểu tử trước mặt này thật sự rất mạnh, thiên dụ cũng không thể khống chế được hắn, đủ để nhìn ra hắn rất có năng lực, nếu quả thực xảy ra đại chiến, đối với tông môn mà nói chỉ sợ là tổn thất không nhỏ. Rất đơn giản, giao ra tên thánh tử kia, tên giết sư đệ bản phong chủ ấy Nhất định tên đó phải còn sống. Mục đích của lần này chủ yếu là vì chuyện đó, đệ tử vô địch phong lại bị giết, nếu như mình không có chút bản lĩnh, có lẽ sẽ phải nén giận, không dám làm gì, nhưng mình mạnh như vậy thì còn nhẫn nhịn cái gì, trực tiếp đến tận cửa giết, không cho thì đánh, đánh đến lúc giao ra mới thôi. Không thể, lúc Lâm Phàm nói ra yêu cầu này, Thánh chủ lập tức cự tuyệt. Thánh tử của tông ta làm sao có thể giao cho ngươi? Ngươi cho rằng thánh đường tông ta dễ bị bắt nạt vậy sao? ỉ mình có chút thực lực thì coi trời bằng vùng ư, có thể muốn làm gì thì làm sao? Ha ha ha, lúc này, Lâm Phàm cười. Ngươi cười cái gì? Thánh chủ nghiêm nghị nói. Lâm Phàm lắc đầu, ta cười ngươi là thánh chủ của thánh đường tông mà rốt nát như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết có chút thực lực thì muốn làm gì cũng được sao? Đã không đồng ý thì đánh đi, bản phong chủ thề với trời, nếu hôm nay ta không thể mang tên hung thủ đã giết sư đệ ta đi thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết hóa thành cho tàn âm âm lúc nói lời thề trời đất chấn động dường như là cảm nhận được sắc mặt thánh chủ và thiên dụ quân chủ đều kinh hãi bọn họ không nghĩ đối phương dám thể với trời điều đó nói lên lần này nhất định phải có giao phó các đệ tử trên đại điện mở to hai mắt nhìn tên này muốn chết sao lại đi thề với trời đây chính là muốn nói Tông ta nhất định phải giao thánh tử ra sao? Không thể nào, người cho rằng thánh chủ sẽ đồng ý sao? Cũng đúng, làm sao có thể đồng ý được, mà vị trí thánh tử đứng, áo mẫu thánh tử nuốt nước bọt. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không xa xa kia, gã không nghĩ tới lúc ở bên trong hiểm địa giết đệ tử Viêm Hoa tông kia lại dẫn tới tên kinh khủng như vậy. Nhất là lúc đối phượng thề với trời, trong lòng gã run rẩy, chẳng phải là đã khẳng định kết cục của ngày hôm nay ư? Áo mẫu thánh tử tên kia tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này ngân tùy đệ tử nói áo mẫu thánh tử gật đầu sau đó cười cho có lệ đây là điều đương nhiên tên không biết sống chết như vậy dám cả gan đến thánh đường tông cũng không biết ai cho hắn lá gan to như vậy a à, đúng rồi thánh nữ nhược trần đâu thánh nữ nhược trần rời tông đi lịch luyện vẫn chưa trở về a à, thì ra là rời đi rồi nếu có thể gọi cô ấy đến đây nhìn tình huống này một chút cho dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng đã từng là người của Viêm Hoa Tông. Áo Mẫu Thánh Tử vừa cười vừa nói, sự lo lắng vừa cũng chẳng để trong lòng. Gã tin tưởng Thánh chủ, hơn nữa tin tưởng tông môn. Đại tông đệ nhất thế gian sao có thể bị một phong chủ nhỏ nhoi của Viêm Hoa Tông uy hiếp, giao mình ra. Lâm Phàm cảm giác mình đang trêu đùa ông trời, có đôi khi cũng không tốt, trong lòng sẽ có cảm giác tội lỗi. Nhưng hết cách rồi, cái lời thề này vẫn phải giả vờ thôi cũng khiến đối phương thôi dùng lời nói để thuyết giáo mình ha lâm phàm hít sâu một hơi mở tay ra tới đi hôm nay chỉ có hai kết cục hoặc là đánh chết ta hoặc là giao người ra tuyệt đối sẽ không có sự lựa chọn khác thánh chủ và thiên dụ quân chủ nhìn nhau cuối cùng gật đầu trong chốc lát hai cỗ khí tức kinh khủng giống như sóng thần bộc phát ra khắp trời đất đánh thẳng về phía lâm phàm có chút thú vị lâm phàm cười trong nháy mắt hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh mình, hai sức mạnh một trước một sau, đánh tới. Đây là tiền hậu giáp kích nha, chơi đùa chút thôi. chương 437, người con mẹ nó quá trớn rồi đó. Thực lực của thánh chủ và thiên dụ quân chủ đều mạnh hơn hắn. Áp lực rất lớn, có điều là nam nhân thì không thể nói mình không làm được, dưới mọi tình huống thì phải cố gắng chiến đấu, phát huy hết sức mạnh của mình. Âm, sức mạnh va chạm, bắn ra hào quang trói lóa, lấy ba người làm trung tâm tạo lên từng gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Xung kích của sức mạnh lần này khác xa với ban nãy. Dư âm của loại sức mạnh kia giống như cuồng phong bạo vũ, quét sạch cả vùng, ầm ầm vang cả trời đất, mặt đất rung chuyển. Cây cối sụp đổ, các đệ tử đang đứng ở phía xa trong lòng run rẩy, nói thẳng ra là sợ hãi, không gian đều bị vỡ nát, dòng lũ đó cũng không ngừng lại. Đây mới là chiến đấu, quả thật làm cho người ta cảm thấy sảng khoái lâm phàm cười chiến đấu kiểu này rất thoải mái cảm giác sung sướng nói không lên lời khi thấy sức mạnh va chạm chỉ là đột nhiên thân ảnh thiên dụ quân chủ khẽ động xuất hiện ở sau lưng cánh thánh khiết bỗng nhiên co lại để lộ ra nửa vòng tròn ngưng tụ lại một điểm đánh thẳng vào lưng hắn mà lúc này thánh chủ quát lên một tiếng song trưởng trấn áp toàn bộ đều đánh úp lên người lâm phàm âm lâm phàm rơi xuống đất bụi đất bay mù mịt che kín bầu trời a à, lúc này tiếng giống giận dữ từ phía dưới chuyển đến tay lâm phàm xuyên sâu xuống mặt đất hai tay dùng sức nhấc một mảng đất lên sau đó ném thẳng lên bầu trời đậu sức mạnh tên tiểu tử này cũng quá khủng bố rồi các đệ tử đang vây xem cảm thấy cực kỳ kinh hãi bọn họ không nghĩ tới phong chủ vô địch phong này có thể nhấc được mảng đất lên coi đó là vũ khí ném thẳng lên trời thánh chủ suy nghĩ đưa tay vỗ một cái, mảng đất che khuất bầu trời kia chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh vụn. Thánh chủ sư huynh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ở chỗ này chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến tông môn. Thiên dụ quân chủ nói, chiến đấu kiểu này, tạo thành chấn động rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến tông môn. Hơn nữa bà rốt cuộc đã nhìn ra, phương thức chiến đấu của tên tiểu tử này thật sự quá là thô bạo. Vậy mà chỉ lĩnh ngộ được sức mạnh pháp tắc, thật sự là không biết nên nói cái gì Ưm, ừ, thánh chủ gật đầu đúng là như thế lâm phàm đứng ở trong hố sâu lau máu ở khóe miệng một kích vừa nãy đã khiến lưng hắn máu thịt be bét các ngươi quả thật rất mạnh tuy nhiên chỉ có như vậy mới khiến cho ta cảm thấy kích thích đã như vậy ta phải xuất ra toàn bộ thực lực cùng các người chiến một trận dục huyết chi ma đây là trạng thái mà hắn lấy ra từ trước đến nay chưa từng sử dụng nhưng nhìn tình huống hiện tại thì phải dùng đến nó rồi lập tức mở ra trạng thái hắn cảm giác bản thân hình như có một loại cảm giác khát vọng điên cuồng với chiến đấu a à, một tiếng gào giận dữ bạo phát ra âm thanh hóa thành sóng âm sông thẳng lên trời sắc mặt của hai người đang bay trong hư không bắt đầu nghiêm túc và cẩn trọng khí tức cuồng bạo như vậy thánh chủ nhíu máy giọng nói nghiêm trọng hẳn lên thiên tu của viêm hoa tông bọn họ càng phải cảnh giác hơn, thiên tu là người có chiến lực cao nhất. Chỉ có một điều, mặc dù đe dọa có tác dụng nhưng sẽ không khiến Thánh Đường Tông cảm thấy sợ sệt. Về sau, nghe nói viêm hoa tông có một đệ tử có thể đấu với bán thần, mặc dù để ý nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ xem ra, thực lực đệ tử này, quả thực đã phát triển khiến bọn họ cảm thấy lo lắng. Loại cảm giác này, Lâm Phàm nhìn hai tay, không biết từ khi nào, trên thân mình có một ngọn lửa màu đỏ rực đang bùng cháy, mà chỗ máu đang chảy kia, càng ngày càng sôi sụp lên, giống như có linh tính, bám vào trên người mình, hình thành từng đạo hoa văn của huyền diệu trận. Phu, phu, trái tim bên trong có thể đang đập mạnh liệt, đột nhiên, âm thanh tim đập lớn nhất đã đánh thức dược vọng chiến đấu đang ngủ say. Khom người lại, hai tay nắm chặt, lên tiếng, răng cắn chặt, trên mặt lộ ra từng đường gân mạch. Hai con người vốn đỏ thẫm dần dần thay đổi, màng mỏng màu máu bao trùm lấy con ngươi hình thành hai con mắt đỏ ngom loại cảm giác này loại cảm giác này ha 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 thật là mạnh oanh giờ phút này lâm phàm đứng thẳng người ngẩng đầu một cột máu phóng lên tận trời mà cột máu không ngừng khuếch đại tốc độ liên tục tăng lên trong chốc lát tốc độ cột máu giống như tốc độ ánh sáng khuếch tán ra bốn phương tám hướng thánh chủ và thiên dụ quân chủ cau mày tim đập thình thịch lui lại đằng sau mà khi nhìn thân ảnh phía dưới vẻ mặt đột nhiên biến sắc chuyện gì đang xảy ra vậy thiên dụ quân chủ hỏi cẩn thận một chút khí tức tiểu tử này có cái gì đó không bình thường thánh chủ tập trung tinh thần nói không hề chủ quan lúc này lâm phàm lên tiếng cười nhìn tình huống này ngẩng đầu một đôi mắt màu máu làm cho người ta cảm thấy kinh hãi rất thú vị nha cái gì thiên dụ quân chủ ngẩn ra không biết là hắn đang muốn nói cái gì chiến đấu đi nào lâm phàm chợt quát một tiếng hai đầu gối uốn lượn cuối cùng đột nhiên đánh ra sức mạnh to lớn bạo phát trong nháy mắt mặt đất nứt toác ra kéo dài không ngừng khí tức thật mạnh sư muội cẩn thận một chút tiểu tử này lại mạnh lên nữa rồi thánh chủ nhắc nhở cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh lập tức ông ta cảm giác được sau lưng có chấn động chợt xoay người đấm ra một quyền một quyền này ngưng tụ pháp tắc không gian hoàn toàn méo mó dù là ẩn núp sâu đến đâu cũng có thể bị đánh chết thân ảnh lâm phàm xuất hiện không hề nương tay chút nào thánh chủ vốn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của lâm phàm lúc này đột nhiên sững sờ ông ta thấy đây hình như không giống như là vẻ mặt của con người mà giống vẻ mặt của một ác ma điên cuồng thì đúng hơn bộc lộ sự hưng phấn với máu tươi oanh hai người đồng thời ra chiêu một quyền kia của thánh chủ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh vào lồng ngực lâm phàm thậm chí sức mạnh kinh khủng này còn xuyên qua thân thể hắn. Một quyền của Lâm Phàm cũng thế, đánh vào người thánh chủ, chỉ là thánh chủ trong nháy mắt đã kịp phản ứng, thi triển bí pháp, nhanh chóng lui lại, tạo ra khoảng cách lớn với Lâm Phàm. Phụt, thánh chủ ôm chỗ bị trúng quyền, khóe miệng có vết máu, có chút không thể tin nổi. Sư huynh không sao chứ? Thiên dụ đến bên cạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, không có việc gì, tiểu tử này quá tà môn, thánh chủ cảnh giác nói có cảm giác không nói lên lời dường như bây giờ đang đối mặt không thứ không phải là người hơn nữa tên tiểu này còn có thể tu luyện ngạnh công tới trình độ này cũng khiến ông ta phải sợ hãi thán phục chưa đạt tới bán thần có lẽ sẽ có người tu luyện ngạnh công nhưng đã là bán thần cũng không có nhiều người muốn tu luyện bởi vì muốn thăng cấp thật sự là rất khó tí tách máu tươi nhỏ xuống lâm phàm đứng lơ lửng ở đó sờ lồng ngực bị đánh xuyên qua nhìn vết máu trong tay hưng phấn cười. Không tệ, nhìn xem, cũng bị người đánh thủng, gió cũng có thể lọt qua nha. Lâm phàm, rốt cuộc ngươi muốn gì? Thánh chủ hỏi, chẳng muốn thế nào cả, cứ đánh một trận đã, khi nào cảm thấy đủ rồi thì bàn tiếp. Hắn cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể đang tăng lên, cảm giác chiến đấu với cường giả quả thực không tệ. Vừa mới nói xong, Lâm phàm cúi đầu, huyết quang trong mắt bộc phát dữ dội, ngay lập tức thân ảnh biến mất đánh thẳng về chỗ hai người đang đứng. Trong nháy mắt, trời long đất lở, trong không gian, thân ảnh ba người nhanh chóng biến mất nhưng mỗi lần trong không gian đều sẽ có từng đạo xung kích khuếch tán ra. Sắc mặt các đệ tử trên đại điện trắng bệch, bọn họ cảm thấy một loại áp lực cực kỳ khủng khiếp từ trên bầu trời áp xuống, khiến bọn họ không thể nào đứng thẳng được. Đột nhiên, xảy ra chấn động, lâm phàm bị đánh rớt xuống mặt đất. Thánh, thánh chủ đứng trên không, hơi nhấc ngón tay, quát một tiếng, pháp tắc cuồn cuộn ngưng tụ, hình thành từng chuôi trường mâu phát ra thần lực, sau đó đánh xuống, trường mâu giống như mưa chút xuống dưới. Âm, âm, nhìn thấy tình cảnh này các đệ tử Thánh Đường Tông đều cảm thấy vui mừng. Tên kia chết rồi sao? Phải chết rồi, đây chính là Thánh Chủ ra tay đó, làm gì có ai có thể sống sót. Giờ phút này, trời đất yên tĩnh lại, thiên dụ quân chủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là có chút lo lắng. Sư huynh, giết hắn như vậy có thể khiến thiên tu đến trả thù hay không thánh chủ trả thù ông ta làm gì còn mặt mũi mà đi trả thù nhìn tình cảnh tông ta hiện nay đi quả nhiên lúc nhìn quang cảnh xung quanh thiên dụ quân chủ có phần không dám nhìn tổn hại quá nghiêm trọng ngoại trừ tông môn tạm thời không có chút hư hại nào còn lại tất cả đều là đống đổ nát từng cái hố sâu trông vô cùng thê thảm không nỡ nhìn đây chính là tàn cuộc của cuộc chiến bán thần vô cùng thê thảm. Lạch cạch, đột nhiên, có tiếng đá vụn rơi xuống. Ai nha, thật sự là tàn nhẫn nhưng cũng mạnh đó chứ, giúp ta tìm lại cảm giác đã từ rất lâu rồi. Kỳ thật, bây giờ tốt nhất các người nên đánh ta đi, không bao lâu nữa, ngay cả tư cách sách giày cho ta các người cũng không có đâu. Lúc này, giọng nói lâm phàm vang lên, khiến đám người cảm thấy kinh hãi. Công kích mạnh như vậy mà vẫn còn có thể sống được. Âm, âm thanh lớn vang vọng, Lâm Phàm lại đánh tới một lần nữa, ý chí điên cuồng kia bao phủ hai người, cũng không cần đến bất kỳ chiêu thức gì, mà chỉ lấy sức mạnh cuồng bạo nhất, phá hủy tất cả những gì mà hắn nhìn thấy. Làm sao có thể, việc này làm sao có thể? Thánh chủ không dám tin, ông ta không nghĩ tới tên tiểu tử này chẳng hề hấn gì cả, hơn nữa năng lực chiến đấu vẫn kinh khủng như vậy. Âm, um, một chiêu trực tiếp đánh ra, đánh Lâm Phàm bay xa nhưng vẫn không hề dừng tay tiếp tục nhiều loại pháp tắc cuồn cuộn đánh ra. Âm, âm, chấn động truyền đến, trời đất ở phía xa đều trở thành cho tàn. Một lúc sau, lúc tất cả mọi người nghĩ rằng Lâm Phàm đã bị chém chết. Trời đất ở nơi đó đột nhiên trở nên đen xì, còn chưa đủ nha, dùng thêm sức đi. Lâm Phàm cười lớn, hai tay nâng một dãy núi, bay tới, đột nhiên dùng sức ném dãy núi đi. Thánh chủ nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt đại biến. Tên súc sinh này, Sao có thể như thế được? Ông ta không nghĩ tới tên tiểu tử này dám phá dãy núi của Thánh Đường Tông, trực tiếp ném đi, hắn có biết đây chính là thể hiện điều gì không? Các đệ tử tông môn ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ cảm thấy một mảnh tối đen như mực kia chèn ép bọn họ không thở nổi. Đối với Thánh chủ, ông ta đã không thể suy nghĩ được nhiều như vậy nữa, bàn tay vừa nhấc lên, hàng ngàn đạo bạch quang xuất hiện, một trường được vỗ xuống, khiến dãy núi kia đột nhiên dừng lại trong không trung ưm, ta ném đổ vật thì làm gì có đạo lý không rơi xuống đất. Lâm phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp xông đến, song trưởng áp chế dãy núi, hung hăng đẻ ép. So sức mạnh, ta chưa sợ ai cả, răng rắc, dãy núi thác phù trong nháy mắt vỡ vụn, nhanh chóng rơi xuống. Người quá trớn rồi đó, thánh chủ giận dữ, nếu như là cả một dãy núi nện xuống. Thì toàn bộ tông môn đều phải chơi theo rồi, chương 438, như vậy không phải tốt hay sao, không nên đánh đánh giết giết làm gì cả dãy núi này kéo dài vạn dặm nhìn giống như một con cự long sinh động hiện giờ dãy núi đang rơi xuống phía dưới nếu như đè lên tông môn hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi thiên dụ quân chủ đánh về phía lâm phàm sau đó lơ lửng trên không trung hai tay mở ra đôi cánh thánh khiết ở phía sau lưng trải dài đủ để che khuất cả bầu trời cộng với sự gia trì của thánh quang tràn đầy ánh sáng nữ tính Lâm Phàm liều mạng đẩy dãy núi, thậm chí còn thè cả lưỡi, phát ra đủ mọi âm thanh kỳ lạ, thật sự đã dốc hết toàn bộ sức lực. Lâm Phàm, người đừng có quá đáng quá, nơi này là Thánh Đường Tông, người muốn phá hủy tông của ta sao? Thánh chủ nổi giận nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ dãy núi, song sức mạnh của tiểu tử này thật sự quá lớn, khiến cho ông ta khó mà chống đỡ nổi. Lựa chọn được bày ra trước mặt, xông thẳng lên giết chết tiểu tử này nhưng hậu quả là dãy núi sẽ rơi xuống tông môn nếu không chỉ có thể gắng gượng chống đỡ ở đây sư muội ra tay đi thánh chủ quát hiện tại ông ta đang hối hận vì đám thần phạt sư đệ không có mặt ở đây nếu như có ở đây sự việc cũng sẽ không biến thành như vậy được sư huynh thiên dụ gật đầu đôi cánh rung lên vô số tia sáng trắng rơi xuống đánh về phía lâm phàm lâm phàm vẫn không thèm để ý khí thế phấn chấn, liều mạng đẩy. Lập tức, những tia sáng trắng này đâm xuyên vào cơ thể của Lâm Phàm, máu tươi giàn rụa, thậm chí còn có máu thịt rơi xuống dãy núi. Kiên trì được một hồi, hơi thở càng ngày càng yếu, cuối cùng nhắm mắt lại. Thánh chủ cảm nhận được luồng áp lực này đã tiêu tán, liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra sư muội đã thành công rồi, sau đó đưa tay nâng dãy núi lên, thế nhưng trong lòng rất phẫn nộ, tiểu tử này thật sự rất quá đáng cảnh vật xung quanh thánh đường tông đã bị phá hủy thành như vậy. Đột nhiên, không đợi thánh chủ lấy lại tinh thần, dãy núi vốn dĩ đang lơ lửng bất động lại nhanh chóng rơi xuống lần nữa. Lão tử còn chưa chết mà, các người muốn làm gì hả? Lâm phàm quát lên một tiếng, liều mạng đẩy, nếu như thật sự có thể hủy diệt thánh đường tông thì cũng không tệ lắm. Thế nhưng khả năng rất thấp, thánh chủ kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng giơ tay lên chống đỡ dãy núi đang rơi xuống. Lâm Phàm, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ông ta gào lên giận dữ. Lâm Phàm đáp lại, như vậy cái gì? Là đệ tử của tông môn các người quá đáng, giết chết sư đệ của ta. Ta thân là sư huynh, sao có thể làm ngơ mặc kệ? Ông có biết sư đệ đó của ta đáng yêu như thế nào không? Mới mười mấy tuổi mà đã chết, thậm chí còn chưa lấy vợ, cứ như vậy mà tuyệt tự, ông có biết việc này khiến cho người ta đau khổ đến nhường nào hay không? Chỉ bởi vì việc này, mà ngươi muốn phá hủy tông của ta hay sao?" Thánh chủ phẫn nộ nói, "Việc này má nó đã là cái gì chứ? Trước đây Thánh Đường tông cũng đã từng chém giết đệ tử của Viêm Hoa tông, thế nhưng chuyện này chưa từng xảy ra, hôm nay chỉ vì một tên đệ tử nhỏ bé mà thành như vậy, điên rồi sao? Ta mặc kệ, hoặc là giao người ra đây cho ta, hoặc là chiến đấu đến cùng." Lâm Phàm Quát, không thể nói lý, Thánh chủ không ngờ tên này lại không khác gì một tên điên như vậy cho dù có là thiên tu, thì cũng bình thường hơn hắn. Bổn phong chủ chính là không thể nói lý như vậy đó, có thể giết ta thì ra tay đi, bằng không thì đừng có lại nhảy nữa. Gân xanh nổi đầy trên hai tay lâm phàm, bạo phát ra sức mạnh cường đại, hung hăng đẩy dãy núi. Thánh chủ trong lòng rất muốn thổ huyết, cái tên này đúng là lần đầu tiên gặp phải, hoàn toàn không có cách nào nói chuyện được. Quan trọng nhất chính là thực lực của tên này mạnh như vậy rõ ràng chưa bước vào bán thần nhưng lại có được thực lực như thế. Rất nhiều lần trước đó, đều cho rằng đã giết chết tiểu tử này rồi, thế nhưng hắn lại mạnh như rồng như hổ, không hề hấn gì. Đã từng nghe đám chế tài nói, tiểu tử này có con rối thế thân, nhưng mà không thể nào, mỗi một kích đều có sức mạnh ngăn cách, hoàn toàn có thể ngăn cản tác dụng của con rối thế thân. Tại sao lại có thể như vậy? Thiên dụ kinh hãi, tại sao hắn lại không bị sao hết? Sau đó lao thẳng xuống, một trường đánh vào sau lưng Lâm Phàm, sức mạnh của pháp tắc xuyên thẳng qua, đè mạnh Lâm Phàm lên trên dãy núi. Thế nhưng không biết tình hình của đối phương như thế nào, Thiên Dụ quân chủ đưa lưng về phía dãy núi, nâng thi thể của Lâm Phàm lên, thở hổn hển, bà ta có thể thề, tiểu tử này là đối thủ khó đối phó nhất mà bà ta gặp phải. Bây giờ đã đi đời nhà ma rồi chứ? Thiên Dụ quân chủ lẩm bẩm sư huynh, ta đã giải quyết xong hắn ta rồi. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, ngươi là đệ tử của thiên tu giết ngươi sẽ dẫn đến sự trả thù của thiên tu nhưng mà ngươi thật sự quá vô lý nghĩ tới đây thiên dụ quân chủ cảm thán một tiếng quay cổ ngọc lại muốn nhìn xem nên giải quyết dãy núi này như thế nào nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến bịch một lực lớn truyền đến thân hình của thiên dụ quân chủ chịu lực hút đập mạnh lên dãy núi đôi môi đỏ xinh đẹp khẽ mở phun ra một ngụm máu tươi ta vẫn còn chưa chết đừng có chủ quan quá Lâm Phàm lại đẩy dãy núi, chỉ là lần này, dưới lòng bàn tay hắn, còn có thêm một con tin nữa. Khốn nạn, bỏ tay ngươi ra, trên gò mà trắng sáng như tuyết của thiên dụ quân chủ lộ ra màu đỏ ửng nhưng trong chớp mắt, tức giận mắng. Lâm Phàm ngây người, rủ mắt nhìn xuống, mười ngón tay lõm sâu vào trong lớp thịt mềm mại, mặc dù vị trí không đúng lắm nhưng hiện tại đã không thể làm gì khác, chỉ có thể cưỡng ép trần áp mà thôi. Không được, sau đó tăng thêm sức mạnh, đồng thời, bàn tay này suýt chút nữa là trượt đi do đó chỉ có thể nắm chặt hơn thiên dụ quân chủ rên khẽ một tiếng lông nghi dài mảnh run lên toàn thân không chút sức lực thánh chủ không biết tình hình như thế nào tại sao lại không giết chết được tiểu tử này thế nhưng sức mạnh phải chịu đựng càng lúc càng lớn khó mà chống đỡ được pháp tắc mà ông ta lĩnh hội không phải pháp tắc sức mạnh chống đỡ một dãy núi thì không có vấn đề gì nhưng quan trọng chính là sức mạnh của tiểu tử này lớn đến độ kinh người sức mạnh nghiền ép thật sự quá mạnh lâm phong chủ ngươi đây là muốn khiến cho hai tông xảy ra chiến tranh đúng không nếu như bây giờ ngươi buông tay chuyện này tông ta có thể không truy cứu thánh chủ gào lên đối với ông ta viêm hoa tông mặc dù có cường giả thiên tu nhưng tuyệt đối không dám chống đối thánh tông đường hoặc gây ra chuyện gì đó thế nhưng hiện tại tình huống này đã xảy ra biến đổi lớn làm sao mà biết được phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông lại chẳng khác gì một tên điên hoàn toàn bất chấp đơn thương độc mã đánh tới như vậy cho dù có xảy ra chiến tranh bổn phong chủ cũng sẽ không buông tay trừ khi giao người ra đây cho ta sức mạnh của lâm phàm lại càng lớn hơn dãy núi dần dần hạ xuống thiên dụ quân chủ bị đè ở chỗ đó tức giận mắng chửi thả ta ra đau sắp nổ tung rồi sư huynh huynh mau đồng ý đi ta không chịu nổi nữa rồi bà ta không ngờ sẽ trở thành như vậy thậm chí ngay cả tư tưởng muốn chết cũng có rồi đã bao giờ xảy ra tình huống như vậy đâu chứ đồ khốn ngươi làm gì sư muội ta vậy thánh chủ cảm thấy giọng nói của sư muội có chút đau đớn không khỏi tức giận hỏi lâm phàm đáp lại hừ sư muội của ông đã trở thành con tin trong lòng bàn tay của ta rồi ta khuyên ông tốt nhất hãy thành thật một chút đừng có phí công chống cự nữa ngươi lửa giận bùng cháy lên trong lòng thánh chủ được bây giờ bọn ta sẽ buông tay không được, ông phải giao người ra đây cho ta, thế thì ta mới có thể buông tay chứ." Lâm Phàm nói, hắn đã thăm dò tình hình của Thánh Đường Tông rồi, chẳng qua cũng chỉ như vậy, chỉ cần tới bán thần, có thứ để bọn họ vẻ vang. Còn hiện tại, hắn thật sự là đến vì báo thù cho sư đệ, chứ không phải đến để phá hoại. "Vậy ngươi hãy nói xem rốt cuộc là vị thánh tử nào đi?" Thánh chủ không biết tình hình của sư muội như thế nào nhưng chắc chắn không ổn tẹo nào nếu như tiểu tử này giết chết sư muội thì đối với thánh đường tông đó sẽ là một thiệt hại không thể gánh nổi không biết lâm phàm trả lời ngươi không biết vậy ngươi bảo bổn thánh chủ tìm như thế nào thánh chủ nổi giận đó là việc của ông không liên quan đến việc của bổn phong chủ nếu như ông còn không thể hiện thành ý vậy thì cứ tiếp tục đi xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng thánh chủ nói cái tên nhà ngươi sao lại có thể vô lý như vậy không biết là ai chẳng lẽ thật sự muốn bổn thánh chủ giao hết tất cả đệ tử trong tông cho ngươi hay sao vậy cũng được nếu như không ngại giao hết ra cũng được phụt thánh chủ muốn hộp máu đây má nó có còn là tiếng người hay không cho dù là lúc thánh đường tông cường thế nhất cũng không quá đáng như thế sư huynh huynh nhanh lên lên một chút đi ta không chịu nổi nữa rồi thánh tử trong tông gần đây ra ngoài cũng chỉ có một mình áo mẫu ngoại trừ hắn ra còn có thể là ai nữa Hơi thở của Thiên Dụ Quân chủ ngày càng dồn dập, cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi. Thánh chủ do dự một lát, không biết nên làm thế nào cho phải, nếu như giao thánh tử ra, vậy thì thể diện của Thánh Đường Tông sẽ thật sự không còn nữa rồi. Có điều tiểu tử này thề chết, không bỏ qua, cũng không phải là cách, nếu thật sự tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. "Đưa áo mẫu ra đây cho ta." Thánh chủ ra lệnh một tiếng, các trưởng lão bình thường trong tông lập tức hành động. Cuộc chiến như vậy đã làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Áo mẫu đang nghỉ ngơi nghe thấy lời này, lập tức ngây người, mồ hôi lạnh ứa ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị các trưởng lão bắt đi. Rất nhanh, thánh tử áo mẫu đã được đưa tới, gào to. Cứu ta, cứu ta với. Lâm phàm nhìn thấy thánh tử áo mẫu kia, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh, bóp lấy cổ của đối phương, rời khỏi chỗ, sau đó lơ lửng trong hư không như vậy không phải tốt hay sao, phải đánh một trận mới chịu giao người ra. Suy cho cùng Lâm Phàm ta cũng là người thân thiện, không phải kiểu thích đánh đánh giết giết. Lúc này, dãy núi đã mất áp lực, yên lặng lơ lửng trong hư không, thánh chủ cũng thở phào nhẹ nhõm. A, à, thiên dụ quân chủ hét lớn một tiếng, tê liệt ở nơi đó, nặng nề thở hổn hển. Sau đó nhìn hầm hầm vào lâm phàm khốn nạn, ta phải giết ngươi. Sư muội dừng tay, thánh chủ nghiêm nghị nói, mà thiên dụ quân chủ đứng trong hư không, đôi mắt đẹp phóng ra lửa nhìn lâm phàm. cúi đầu nhìn, trên lớp áo ngoài bên ngoài hai hình cầu có in dấu 10 ngón tay, đây là một sự sỉ nhục. Hơn nữa bà ta còn cảm thấy phần da bên trong y phục đau rát, nếu như cởi xuống, sẽ phát hiện ra 10 dấu vân dính tay tơ máu màu đỏ ở trên đó. Thiên dụ quân chủ, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nếu như không phải vật to to kia có năng lực hỏa hoãn, bổn phong chủ đã đẻ dãy núi xuống từ lâu rồi. Lâm Phàm bất mãn nói, phụt, thiên dụ quân chủ thật sự không có cách nào chịu đựng được sự nhục nhã này. Một ngụm máu tươi phụt ra, lại còn trách mắng bà ta sao? Đây là con người sao? Được, được lắm, Lâm Phong chủ, chuyện này thánh đường tông ta nhất định sẽ đến viêm hoa tông để đòi công đạo. Thánh chủ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm chỉ hận không thể bầm thây hấy thành vạn đoạn nếu như ông dám đến viêm hoa tông đòi công đạo, bổn phong chủ xin thề với trời, chỉ cần thánh đường tông dám đến viêm hoa tông đòi công đạo, lâm phàm ta đời này chuyện gì cũng mặc kệ. Nhưng nhất định phải tiêu diệt thánh đường tông, nếu như làm trái, sẽ bị thiên lôi đánh. Lập tức, trời đất thoáng chấn động, rồi không có sau đó nữa. Lão thiên, ông như vậy là không nể mặt rồi, ông có tin hay không, ta thề. Đột nhiên, trong hư không xảy ra đại biến, vòng xoáy nước lũ xuất hiện, hoa trời rơi rụng, kèn hiệu vang lên, giống như đang làm chứng cho lời thề vĩ đại này. Lâm phàm hài lòng gật đầu, sau đó chỉ vào thánh chủ, thấy không, lời thề đã được lập. Ta không hề nói đùa với ông, thánh chủ suýt chút nữa thì không thở được, đây có phải con người hay không vậy? Lão thiên tu này rốt cuộc kiếm đâu ra cái tên đồ đệ này vậy, chẳng thà cho hắn một cái bạt tài chết luôn cho xong. Được rồi, người cũng đã giao ra, Bổn phong chủ còn phải đến Vĩnh Hằng Tông, cáo từ, sau này có cơ hội sẽ lại đến xin lĩnh giáo." Vừa dứt lời, Lâm Phàm mang theo thánh tử áo mẫu rời khỏi Thánh Đường Tông. Thánh chủ đứng ở nơi đó, trong lòng phẫn nộ, cảm thấy vô cùng nhục nhã. "Ta thề, ngay lúc này, ngoài đại điện của tông môn, một đệ tử hét lên với trời cao. "Chiêm mẫu, ta xin thề với trời, Lâm Phàm vô địch phong của Viêm Hoa Tông làm nhục tông môn ta!" Chia mẫu ta đời này nhất định sẽ cố gắng tu hành, sẽ có ngày giết chết hắn ta, nếu như làm trái, sẽ bị nam đạo sấm xét đánh chết. Đệ tử chia mẫu lập lời thề là để thể hiện một lần trước mặt thánh chủ của Tông Môn, hơn nữa lời thề này có hướng phát triển rất lớn. Ba chữ sẽ có ngày này, chứng tỏ sự không chắc chắn của thời gian. Dù sao lời thề này cũng giống như chưa nói, không có bất kỳ tổn thất nào, thế nhưng nhất định phải để cho thánh chủ Tông Môn thấy được niềm tin của hắn thánh chủ cảm động, không ngờ trong tông môn còn có đệ tử như vậy, chỉ là... Âm âm, đột nhiên, một đạo sấm sét từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh chết đệ tử kia, ngay sau đó, lại có bốn đạo sấm sét rơi xuống, tất cả đều đánh chúng vào cùng một chỗ. Thánh chủ chứng kiến cảnh này, đồng tử co lại, suy nghĩ lập lời thề trước đó đã biến mất không còn sót lại chút gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chương 439, đây không phải là lúc ngươi ra vẻ. Các đệ tử của Thánh Đường Tông rất vui mừng. Vừa rồi suýt chút nữa là ta cũng thể theo hắn ta rồi đó, thật không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Đúng thế, đúng thế, rõ ràng là hắn ta đã nói giỡn với ông trời mà, lúc còn sống làm sao hắn ta có thể vượt qua cái thằng cha kinh khủng kia được. Đây chính là hậu quả của việc đùa bỡn với ông trời đó. Ừm, con người vẫn là nên tự biết mình, người thích thể hiện, cuối cũng cũng không có kết cục tốt. Lúc này, các đệ tử của Thánh Đường Tông đều gật đầu, rất đồng ý với lời nói này, chỉ là cảnh vật xung quanh tông môn đã khiến cho bọn họ kinh hãi. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Nơi này chính là thánh đường tông, đệ nhất đại tông trên thế gian, sao lại bị phá hủy thành như vậy? Ngay cả thánh tử áo mẫu cũng đã bị đối phương đưa đi mất, thể diện này đã hoàn toàn không còn nữa rồi. Lão Phu đau đầu quá, đán quân chủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị lâm phàm nghiền ép mất đi thần trí ngay tại chỗ, khi nhìn rõ cảnh tượng xung quanh đồng tử liền co lại sau đó đi tới bên cạnh thánh chủ sư huynh có chuyện gì vậy ông ta ngây người ra nơi này là thánh đường tông là thánh địa ở trong lòng mọi người thế nhưng giờ đây tông môn thì không tổn hại gì nhưng cảnh vật xung quanh đưa mắt nhìn gồ ghê thảm thương không nỡ nhìn thánh chủ mệt mỏi thở dài cho dù là ông ta cũng không thể chấp nhận được kết quả như vậy tiểu tử khốn nạn đó đi đâu rồi có phải đã chết rồi hay không đán đác quân chủ kiểm tra xung quanh nhưng khi nhìn thấy dấu vết ở phía trước ngực của thiên dụ sư tỷ lập tức ngây ra có một cảm giác không ổn đi rồi thánh chủ trả lời đây là nỗi nhục lớn nhất từ trước đến nay của thánh đường tông thật sự rất muốn lãnh đạo quân chủ của tông môn lập tức đánh giết đến viêm hoa tông nhưng mà không thể như vậy không sáng suốt phong tông bán thần thì nhìn chằm chằm như hổ đói Đồng thời những tông môn khác trên thế gian cũng đang nhìn chòng chọc vào thánh đường tông nếu như thật sự xảy ra một số chuyện gì đó. Những tông môn đó đã đợi một thời gian dài, có lẽ sẽ liên hợp lại, sâu xé thánh đường tông. Không thể để cho hắn ta cản rỡ như vậy nữa. Thánh chủ hãy hạ lệnh đi, ta sẽ dẫn quân chủ tông môn đến viêm hoa tông. Đán, quân chủ lạnh lùng nói, ông ta muốn thỉnh chiến, chủ động ra trận, tiến đến viêm hoa tông, bất kể như thế nào, cũng muốn đòi lại công đạo cho tông môn, thậm chí còn muốn khiến cho Viêm Hoa tông phải trả một cái giá đắt. Thánh chủ nhìn Đán Ác quân chủ, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ đần độn. Có điều, cũng không nói thêm gì, ông ta vẫn chưa biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà. Nếu như biết, có lẽ cũng sẽ không nói ra lời này. Tiểu tử kia không phải người, tùy tiện đưa ra lời thề căn bản không nghĩ tới hậu quả, việc này khiến cho ông ta thân là thánh chủ, cũng cảm thấy rất đau đầu trở về tông, chuyện này, không ai được phép truyền ra ngoài, nếu không tông phạt nghiêm trị. Thánh chủ phất tay, không muốn dây dưa với chuyện này nữa. Lần này, thánh đường tông nhận thua, xem như người lợi hại, có điều phong thủy luân chuyển, một ngày nào đó. Tên này sẽ phải trả một cái giá rất lớn, thiên dụ quân chủ trở lại tông môn, các đệ tử xung quanh quăng ra ánh mắt kỳ lạ. Trước đó, bọn họ thật sự đã nhìn thấy rõ, tay của phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông túm vào phía trên kia, hơn nữa còn dùng sức. Nhìn một chút, ôi trời ơi, mặt trên còn có dấu tay, dấu tay đó quả thật rất chói mắt. Thật ra thì bọn họ cũng có lúc bị khuất phục bởi khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng của thiên dụ quân chủ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Chứ không dám biểu hiện ra ngoài, trong hư không, thả ta ra, ta cầu xin ngươi, thả ta ra. Thánh tử áo mẫu tay chân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn ta thật sự rất sợ hãi vốn cho rằng ở trong tông môn tuyệt đối sẽ không có chuyện xảy ra suy cho cùng nơi này là thánh đường tông hơn nữa hắn ta còn là thánh tử của thánh đường tông làm sao có thể nói đưa đi là đưa đi được mà hiện tại bản thân không khác gì một con gà con bị người ta xách trong tay tâm lý của hắn ta đã sụp đổ rồi đừng hoảng hốt sợ cái gì bổn phong chủ còn có thể ăn thịt ngươi hay sao đối với tên thánh tử áo mẫu nhát gan này Hắn cũng không biết phải làm sao, nếu như có khí phách một chút thì có thể đi lên đánh một trận điên cuồng nhưng nhìn tình hình hiện tại, thật đúng là khiến cho người ta có hơi thất vọng. Đôi mắt của thánh tử áo mẫu lộ ra vẻ đáng thương. Lâm Phong chủ, cầu xin ngài hãy thả ta ra, ta thật sự không cố ý. Nếu như sớm biết đó là sư đệ của ngài, dù có cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám. Chỉ cần bằng lòng thả ta ra, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Không cần bổn phong chủ có nhiều sư đệ sư đệ giúp đỡ không thiếu trầu ngựa như ngươi yên lặng một chút đi đừng có uốn quà uốn lại nữa coi chừng ta không chú ý đập vỡ đầu ngươi đó lâm phàm khó chịu nói trước đây hắn đã từng tiếp xúc với một thánh tử của thánh đường tông rồi song chẳng ra sao cả rất dễ dàng đã bị mình giải quyết rồi không có bất kỳ khó khăn gì cho tới bây giờ những thánh tử này hoàn toàn không hợp mắt một cái hát hơi là có thể khiến cho bọn họ phụt ra cả phân. Thứ lỗi cho vì đã nói chuyện kinh như vậy nhưng đây là lời nói thật. Khu vực thay đổi đã cách xa lãnh thổ của Thánh Đường Tông. Thánh Đường Tông cách Vĩnh Hằng Tông một đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ bến. Với những người không thể xuyên qua hư không, muốn vượt qua nơi đây thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian nhưng đối với Lâm Phàm thì lại rất nhanh. Thánh tử áo mẫu biết mình đã xong đời rồi, rơi vào trong tay cái thằng cha độc ác tàn nhẫn này, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Lâm Phong Chủ, ngài hãy nói cho ta biết, kết cục sau cùng của ta là gì? Ta nguyện ý coi giữ phần mộ cho sư đệ của ngài, coi giữ cả đời cũng được, cho dù bị dày vò cũng được hết. Thánh tử áo mẫu không muốn chết, tiền đồ của hắn ta sáng sủa. Sao có thể chết được? Không cần phiền phức như vậy, coi giữ mộ gì gì đó, có người làm rồi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, biểu hiện rất thân thiện thánh tử áo mẫu nhìn thấy nụ cười này trong lòng thanh thản có lẽ đối phương sẽ không làm gì hắn ta ít nhất sẽ không mất mạng vậy ta sẽ làm cái gì thánh tử áo mẫu dò hỏi lâm phàm đáp lời đợi đến trước mộ của sư đệ ta thì giết ngươi là được hả thánh tử áo mẫu nghe vậy trong lòng kinh hãi hai mắt trợn lên sợ đến nỗi ngất xỉu đúng là một phế vật lâm phản liếc mắt nhìn sách ở trong tay đi về phương xa, cũng không quản nhiều như vậy, tiến thẳng tới chỗ ở của Thánh Đường Tông. Vĩnh Hằng Tông mặc dù không bằng Thánh Đường Tông nhưng cũng là một trong những trong lớn, hùng mạnh hơn nhiều so với Viêm Hoa Tông. Các đệ tử đang canh giữ sơn môn ăn không ngồi rồi tán phét một số điều mắt thấy tai nghe với nhau, đột nhiên, bọn họ thấy có người xuất hiện trong hư không. Liên lớn tiếng nói, người đến là ai, nơi này chính là Vĩnh Hằng Tông sao? Lâm Phàm đứng trong hư không, liếc mắt nhìn, trong lòng có chút không vui công trình này quả là rất tốt đẹp hơn viêm hoa tông nhiều thật là xa xỉ về phần các đệ tử giữ cửa thì bị hắn coi khinh người quản sự của vĩnh hằng tông hãy mau mau ra đây lâm phàm hô to âm thanh chấn động hắn lười không muốn nói thêm gì nữa lần này ra ngoài đã tiêu hao không ít thời gian lát nữa phải quay về tông môn láo xược nơi này chính là tông môn vĩnh hằng hãy xưng tên ra đi các đệ tử canh giữ sơn môn lớn tiếng khiển trách không ngờ lại có người dám coi thường bọn họ lâm phàm cúi đầu xuống trừng mắt nhìn ngay lập tức một luồng uy áp bạo phát ra các đệ tử canh giữ sơn môn đó cảm nhận được áp lực này run lẩy bẩy không dám nói nhảm nữa dũng mãnh quá dù đang ở địa bàn của vĩnh hằng tông mà một chút thể diện cũng không cho người đến là một nhân vật lợi hại đó bọn họ hiểu biết sâu rộng lan lộn ở cấp thấp nhất nhưng vẫn có kiến thức Ngươi là ai? Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, một thiếu niên tuấn tú khác thường, phía dưới hàng lông mày lưỡi mác là đôi mắt không vui. Đồng thời khí tức từ tỏa ra từ trên người tràn đầy sự tự tin, kiêu ngạo, độc nhất vô nhị trên thế gian, cảm giác ta là con cưng của trời. Tay mơ thì đi sang một bên, gọi trưởng lão tông chủ của các ngươi ra đây. Lâm Phàm không muốn nói chuyện với thiếu niên này, mà lúc này đã có không ít đệ tử tới đây. Khi nghe thấy lời này của đối phương, không khỏi kinh hãi. Đồ kiêu ngạo, đây chính là Ngọc Sư huynh, một trong các đệ tử của tông môn Vĩnh Hằng, không ngờ tên này lại dám láo sược như vậy. Hừ, thằng cha không biết trời cao đất dày, cũng trẻ tuổi như Ngọc Sư huynh nhưng lại kiêu ngạo như vậy, ta nghĩ lát nữa Ngọc Sư huynh chắc chắn sẽ dạy cho tên này một trận nên hồn. Quả nhiên, Ngọc Hồ nghe thấy lời này của Lâm Phàm, trong lòng nóng như lửa, hắn ta thân là đệ tử của tông môn Vĩnh Hằng, xếp thứ hai trong tông môn là nhân vật được rất nhiều đệ tử sùng bái. Hôm nay lại bị người ta coi thường, khiến cho hắn rất tức giận. Ngạo mạn, ta hy vọng thực lực của ngươi cũng mạnh như cái miệng của ngươi vậy. Trong nháy mắt, chiếc quạt giấy trong tay Ngọc Sư Huynh được mở ra, ánh sáng chiếu rọi tuyệt đẹp. Không ít nữ đệ tử nhìn thấy cảnh này sinh lòng ngưỡng mộ, trái tim nhảy nhót trong mắt. Đây chính là nam thần hoàn mỹ nhất trong lòng các nàng. Mà đối với các nàng, nam tử đối địch với sư huynh kia mặc dù ngoại hình cũng khá nhưng chỉ cần đối nghịch với sư huynh thì đó chính là kẻ thù kha kha không ngờ lại có người tìm tới tận cửa để mình thể hiện một lần trước mặt các sư đệ sư muội đúng là không tệ tâm trạng của ngọc hồ rất tốt nhưng sức mạnh trong tay hắn ta còn chưa kịp tập hợp thì đã vang lên âm thanh khác lạch cạch, đừng có làm phiền ta giờ không phải là lúc ngươi ra vẻ lâm phàm nhẹ nhàng giơ tay lên một trưởng đánh tới sau đó nhíu mày người quản sự của vĩnh hằng tông đâu không nể mặt như vậy bổn phong chủ sắp nổi giận rồi đó sư huynh các nữ đệ tử với vẻ mặt sùng bái nhìn ngọc sư huynh phát huy trước đó đều tan nát cõi lòng chỉ thấy sư huynh không có một chút phong độ nào nằm sấp trên mặt đất theo hình chữ đại không hề nhúc nhích điều này đã khiến cho trái tim của các nàng tan nát đây căn bản không phải là ngọc sư huynh trong lòng các nàng lúc này lâm phong chủ đường xá xa xôi tới đây không kịp tiếp đón từ xa, tiểu bối không hiểu chuyện, kính xin đừng chấp nhặt. một giọng nói từ sâu trong tông môn truyền ra, sau đó một đạo thần ảnh xuất hiện trước mặt lâm phàm. ừm, um, yên tâm, bổn phong chủ không phải ngồi lòng dạ hẹp hòi. lâm phàm lạnh nhạt nói, đồng thời trong lòng thoáng vui vẻ, có chút tự hào, không ngờ từ trước đến nay chưa từng giao thiệp với vĩnh hằng tông, vậy mà đối phương lại biết đến đại danh của mình, cảm giác này đúng là không tệ ngẫm ra cũng đúng hiện giờ danh hiệu của mình vô cùng vang dội vui vẻ giúp người giúp đỡ tông môn khác vượt qua tai họa danh tiếng này truyền bá ra ngoài rõ ràng là chuyện bình thường lâm phong chủ ta là trưởng lão vinh kỳ của vĩnh hằng tông không biết lâm phong chủ lần này tới đây là vì việc gì vinh kỳ trưởng lão hỏi trong lòng có chút cảnh giác phong chủ vô địch phong của viêm hoa tông ở bên ngoài có tiếng tăm rất không tốt nghe nói vô lý giết người không nể tình đầu óc còn có chút không được bình thường, vui buồn thay đổi liên tục, cho nên trong tông không có người nào nguyện ý đi ra nghênh tiếp. Cuối cùng, chỉ có ông ta bị sắp xếp đi ra ngoài. chương 440, ở với đúng người rất quan trọng. Vinh trưởng lão, ông không cần căng thẳng như vậy, bổn phong chủ lần này đến đây chỉ vì một chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Phàm cười nói, mặc dù trong tay có sách theo thánh tử áo mẫu nhưng việc chắp tay thì vẫn không có vấn đề gì. Chỉ là, Cảnh tượng như vậy có phần kỳ lạ, vinh trưởng lão thấy thế liền run như cầy sấy, trong lòng nói thầm, quả đúng như lời đồn, không tầm thường. Như vậy có thể không căng thẳng sao, mặc dù những năm gần đây Vĩnh Hằng Tông và Viêm Hoa Tông tạm thời không giao du nhưng hiện giờ, chẳng biết tại sao tên này lại tới đây, chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Các đệ tử đứng vây xem nghe nói đối phương là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, trái tim bé nhỏ liền run dày. Đó không phải là ác ma uống máu ăn lông, Hung tàn hết sức trong truyền thuyết hay sao? Trong chớp mắt, các đệ tử trở nên run rẩy, bọn họ chưa từng nhìn thấy diện mạo của Lâm Phong chủ nhưng đã nghe qua đại danh này, nghĩ đến việc Ngọc sư huynh vừa rồi hoạch hoẹ với đối phương, không khỏi run như cầy sấy, đây là tự tìm cái chết mà. Không biết chuyện nhỏ mà Lâm Phong chủ nói là gì vậy? Vinh trưởng lão cảnh giác hỏi, thậm chí còn kéo dài khoảng cách với Lâm phàm. Nếu như xảy ra chuyện gì, ông ta có thể chạy trốn đầu tiên bốn vị bán thần của thánh đường tông đều bị đánh cho chết đi sống lại chỉ một mình ông ta thật sự không có khả năng liều mạng với đối phương ôi lúc này lâm phàm buồn bã thở dài tại sao lâm phong chủ lại thở dài chẳng lẽ có việc gì khó nói sao nếu như cần giúp đỡ xin cứ dặn dò vinh trưởng lão hỏi bất kể như thế nào cũng nhất định phải khiến đối phương bình tĩnh không thể để đối phương đại khai sát giới nếu không thì xong đời chuyện này càng nghĩ càng thấy đau lòng bổn phong chủ có một sư đệ thân thiết nhưng một ngày nọ đệ ấy lại chết ông nói xem như vậy có khiến người ta thương tâm hay không chứ lâm phàm lau mắt vinh trưởng lão im lặng một lúc sau đó gật đầu sư đệ thân thiết quả thực khó tìm kính mong lâm phong chủ kiềm nén đau thương nếu như muốn tìm kiếm hung thủ tông ta rất sẵn lòng giúp đỡ thật chứ lâm phàm rất ngạc nhiên hỏi vinh trưởng lão ngây người suy nghĩ việc này có gì đó không đúng biểu hiện của lâm phong chủ này quá hưng phấn rõ ràng có vấn đề với thực lực của hắn có kẻ thù nào mà không giải quyết được chứ chẳng lẽ kẻ địch kia rất lớn mạnh cho nên mới đến đây tìm người giúp đỡ ư như vậy thì có chút phiền phức rồi nhưng nhìn thấy biểu cảm mong đợi của đối phương ông ta cảm thấy có lẽ cũng không nên từ chối cuối cùng cắn răng gật đầu nói đúng vậy tông của ta bằng lòng giúp đỡ lâm phong chủ xin hãy nói xem Người này rốt cuộc là ai? Bốp, Lâm Phàm vỗ tay, "Tốt, Vĩnh Hằng Tông nghĩa khí, hiểu lý lẽ, vậy Bổn phong chủ sẽ nói thẳng, quý tông có một đệ tử Vĩnh Hằng đã giết sư đệ của ta, xin hãy giao ra đây đi." Hà, Vinh trưởng lão vốn dĩ đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên, hai tròng mắt ngây ra, giống như đã nghe lầm Lâm phong chủ, "Ngài nói cái gì?" "Ta nói, sư đệ của ta đã bị đệ tử Vĩnh Hằng của Vĩnh Hằng Tông giết. Cho nên giao người ra đây là được rồi." lâm phàm gàn từng chữ một nói vinh trưởng lão cười lúng túng lâm phong chủ ngài đang nói đùa sao đệ tử tông ta sao có thể giết sư đệ của ngài đây nhất định là tin đồn thất thiệt rồi tin đồn thất thiệt vậy chờ một chút để ta đi hỏi lâm phàm cười dưới ánh mắt nghi hoặc của vinh trưởng lão chỉ thấy lâm phàm sách thánh tử áo mẫu lên trước mặt vốn định hỏi thử nhưng lại nhận ra đối phương đã ngất đi không có cách nào liền dùng tay tát hai bên bàn tay quạt vù vù tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại vinh trưởng lão thấy quen mắt nghi hoặc hỏi lâm phong chủ vị này la hắn ta là thánh tử áo mẫu của thánh đường tông khi ta đến đòi người còn không bằng lòng giao ra cuối cùng bổn phong chủ nổi giận nâng cả một dãy núi lên rồi đập thẳng xuống sau cùng thánh chủ đó mới chịu nhận thua giao người ra cho ta thật là khiến người ta mất hứng nếu như không phải thời gian đánh nhau quá lâu bổn phong chủ đã sớm tới đây rồi lâm phàm lẩm bẩm thế nhưng lại không chú ý tới sắc mặt đang ngày càng trắng bệch của vinh trưởng lão thánh tử áo mẫu vinh trưởng lão nhìn nam tử đang bị sách ở trong tay hình như là thật ông ta nghĩ thầm rốt cuộc thánh đường tông đã trải qua áp lực như thế nào mà phải giao thánh tử ra vậy chẳng lẽ thánh chủ hoặc thiên dụ quân chủ của thánh đường tông không ngăn cản hay sao a à, đừng giết ta cầu xin ngài đừng giết ta mặt của thánh tử áo mẫu bị tát đến nỗi sưng lên khi tỉnh lại lập tức cầu xin tha thứ hắn ta sợ hãi bởi vì nhân vật kinh khủng này sẽ lấy mạng của hắn ta mà đừng kêu nữa mau nói đi đồng bọn của ngươi là đệ tử nào của vĩnh hằng lâm phàm quơ quơ thánh tử áo mẫu đang thao thao bất tuyệt lắc lư đối phương cho đến khi không còn kêu khóc om sòm nữa thì mới buông tay ra thánh tử áo mẫu sợ sệt nhìn lâm phàm hắn ta thật sự hối hận rồi sớm biết sẽ như hiện tại, lúc trước không nên giết người. Vinh trưởng lão hoảng hốt, đối xử như vậy với thánh tử của thánh đường Tông, đây là sự tàn nhẫn đến nhường nào chứ, quả đúng như lời đồn, rất kinh khủng. Chuyện này, ông ta cũng có phần không làm chủ được. Là Adam, là đệ tử Adam của Vĩnh Hằng, thánh tử áo mẫu la lên, hắn ta không dám che giấu bất kỳ chuyện gì nữa, chỉ mong muốn cũng có người xui xẻo giống hắn ta, hoặc là chia sẻ một phần với hắn ta, như vậy mới có thể khiến hắn ta cảm thấy công bằng một chút. Không thể nào, vinh trưởng lão mở miệng phản kích thánh tử áo mẫu, mong người đừng tùy ý vu cáo hãm hại cho đệ tử của tông ta. Vinh trưởng lão, cảm phiền gọi đệ tử vĩnh hằng adam ra đây, bổn phong chủ hơi gấp, phải mau chóng trở về. Lâm phàm mở miệng nói, hắn tin thánh tử áo mẫu. Lâm phong chủ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, không thể tin vào lời nói từ một phía của thánh tử áo mẫu được vinh trưởng lão nói nói như vậy là không giao người đúng không lâm phàm híp mắt trong mắt lóe lên tia sáng khiến người ta cảm thấy kinh hãi vinh trưởng lão nuốt nước miếng ánh mắt của tên này má nó tả môn quá có tính xuyên thấu hiện tại ông ta nhất định phải giải quyết chuyện này sau đó đứng thẳng lưng lâm phong chủ tông của ta kính trọng ngươi nhưng ngươi cũng không thể ức hiếp tông ta được adam chính là đệ tử vĩnh hằng của tông ta làm sao có thể nghe một lời của hắn ta liền giao người ra, thứ lỗi cho tông ta không làm được. Lời này đã khiến cho các đệ tử ở phía dưới rất hưng phấn, người nào người nấy đứng thẳng lưng lên, đây chính là vĩnh hằng tông của bọn họ, tuyệt đối sẽ không khuất phục bất kỳ áp lực nào. Âm, đột nhiên, đất núi rung chuyển, một luồng khí tức cuồn cuộn từ trên người lâm phàm bạo phát ra, sông thẳng lên trời. Lâm phàm bật hết hỏa lực, thân hình phồng lên, bày ra hình dáng giữ tận nhất trong mắt mọi người. Lâm phong chủ, ngươi đây là có ý gì? Vinh trưởng lão lui về phía sau một bước, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, không chịu nổi loại áp lực này. Không có ý gì, tình hình hiện tại chính là Vĩnh Hằng Tông không nể mặt. Vậy cũng được, người nào có thể đánh thì ra đây, hôm nay hoặc là giao người ra, hoặc là giết chết bổn phong chủ, nếu không thì sẽ không có lựa chọn thứ ba đâu. Lại là một cách cụ dích, nhưng kết quả của lần này không giống, Thánh Đường Tông còn khiêu chiến lâm phàm một hồi, ra tay rất mạnh. Còn Vinh trưởng lão thấy tình hình như vậy, sắc mặt khó coi, vội vã giơ tay lên, "Lâm Phong chủ, xin chờ một chút, cho phép ta đi thông báo với tông chủ." Đồng thời, trong lòng cũng điên cuồng mắng chửi, "Súc sinh mà, quả nhiên danh bất hư truyền, không nói phải trái, một lời không hợp liền động thủ, như vậy sau này còn có ai dám kết quan hệ với Viêm Hoa tông nữa." "Nhanh lên, đời này của ta ấy, ghét nhất là người không nể mặt, mau mau gọi người quản sự ra đây." nếu không thì ta thật sự sẽ động thủ đấy mà nếu như ta động thủ ta sẽ không khống chế được bản thân đến lúc đó các người tự gánh lấy hậu quả nhé lâm phàm trở nên gấp rút trên thân hình lập tức giống như máy hơi nước tỏa ra sương mù dường như đã nằm ở biên giới bùng nổ vinh trưởng lão vội vàng mời tông chủ ra ngoài giải quyết đối phương quá cứng rắn không nói phải trái đánh không lại mà ở nơi đệ tử vĩnh hằng ở adam đã biết được tình hình bên ngoài vội vã thoát khỏi đám người trở lại trong phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn hắn ta không ngờ thánh tử áo mẫu lại bị người ta bắt tới đây khốn khiếp sao có thể khai ra ta chứ dù gì cũng là thánh tử của thánh đường tông quả là hèn nhát hắn ta cũng không cho rằng tông môn có thể bảo vệ được cho hắn đến áo mẫu cũng bị bắt tới đây rồi điều này đã nói lên thánh đường tông cũng không bảo vệ được cho đối phương Đúng lúc hắn ta đã thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi thì lại phát hiện ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau lưng của mình. Lông tơ của Adam dựng lên, khi nhìn thấy người tới, cũng là một vẻ mặt sầu khổ. "Tông chủ, đừng nói chuyện." Tông chủ xua tay, sau đó thở dài một tiếng, "Adam, tông môn đối với ngươi không tệ, không phải tông chủ không muốn bảo vệ ngươi, mà là vừa rồi, bên Thánh Đường Tông đã truyền tin tới." ngay cả thánh đường tông cũng suýt chút nữa thì bị cái tên ở bên ngoài hủy diệt cả tông môn cho nên ta không nghe ta không nghe tông chủ ngài nhất định phải cứu ta ngài chính là tông chủ ngài phải bảo vệ cho mỗi đệ tử ở dưới vây cánh của mình chứ adam mặt trắng bệch trong lòng điên cuồng chửi bới tông chủ đây là muốn vứt bỏ hắn ta rồi sự tuyệt vọng trong lòng bạo phát ra không còn hy vọng nữa ôi cũng chính vì như vậy bổn tông chủ mới bảo ngươi ra ngoài đó Adam ngươi là nam tử hán phải có dũng khí gánh vác trách nhiệm nếu như dùng một mình ngươi để đổi lấy sự an toàn cho nghìn vạn đệ tử của tông môn thì cũng đáng giá ngươi là anh hùng của tông môn tông môn suốt đời sẽ ghi nhớ ngươi tông chủ nói không ta không muốn làm anh hùng tông chủ ngài hãy để ta đi đi ta cam đoan sẽ không quay lại nữa tông chủ rõ ràng không cho đối phương cơ hội nói chuyện mà trực tiếp bắt lấy hắn ta biến mất trong hư không xuất hiện ở cửa sơn môn. Tông chủ của Vĩnh Hằng xuất hiện, rào Adam ra. Tông chủ, ngài không thể như vậy, ta trung thành tận tâm với tông môn, sao ngài có thể bán ta chứ? Adam giận dữ gào thét, hắn ta không ngờ sẽ có kết quả như vậy. Tông chủ trao mày, tức giận của mắng, câm miệng, kết giao nhiều năm của Vĩnh Hằng Tông và Viêm Hoa Tông đã bị ngươi làm hỏng rồi, lại dám giết hai đệ tử của Viêm Hoa Tông. Tên nghiệt đồ nhà ngươi đã phá hoại quan hệ hữu hảo giữa hai tông, hôm nay Lâm Phong Chủ đến đây, bổn Tông Chủ sẽ giao ngươi cho Lâm Phong Chủ xử lý. Lâm Phàm rất hài lòng, cảm thán nói, người hiểu chuyện như Tông Chủ, quả là không nhiều, đâu có, đâu có, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. Tông Chủ đạo đức giả nói, Lâm Phàm nhìn Adam đang giấy rùa, đừng vùng vẫy nữa, đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra hay sao, Tông Môn của ngươi đã bán ngươi rồi, ngu không chịu được, còn cống hiến cho Tông Môn. Sau này phải có mắt nhìn một chút, ở với đúng người rất là quan trọng, ở với sai người, sẽ mất mạng đó. Giọng nói rất lớn, truyền thẳng đến tai tất cả các đệ tử ở phía dưới, đây là đang phá tan lòng người mà. Tông chủ vĩnh hằng tông nhìn lâm phàm, khóe miệng giật giật, trong lòng mắng chửi, đồ súc sinh, nếu không phải hơi sợ người một chút, thì đã sớm đánh cho người ị ra phân rồi. Hà, chẳng lẽ lời bổn phong chủ nói vấn đề gì sao? Lâm Phàm vô tội nhìn về phía đối phương rồi hỏi, ha ha, Tông chủ của Vĩnh Hằng Tông cười, trong nụ cười lộ ra ý muốn đào cả tổ tông nhà tên kia lên. Chỉ muốn nói ra rằng, xin người đó, mau mau đi đi, tông ta sợ ngươi rồi. chương 441, nhìn lên mấy nghìn năm, nhìn xuống mấy nghìn năm, đều không có một. Adam buông thõng chân tay, tuyệt vọng, hắn ta đã bị tông môn vứt bỏ rồi. Vĩnh Hằng Tông quả nhiên là hiểu lý lẽ hơn thánh đường tông nhiều, vậy bổn phong chủ xin được cáo từ. Lâm Phàn giơ hai tay lên, chạm hai tên này vào nhau, xem như là chắp tay cảm ơn, sau đó biến mất trong hư không, tiến về phía viêm hoa tông. Đáng ghét mà, vinh trưởng lão buồn phiền gần chết, trơ mắt nhìn đối phương mang đệ tử vĩnh hằng đi. Thể diện này biết để ở đâu đây, tông chủ, để như vậy sẽ khiến cho đệ tử tông môn sợ hãi đó. Vậy thì đuổi theo, đánh nhau với hắn ta, có thể chết mấy người thì chết từng đấy, người thấy thế nào? Tông chủ nói vinh trưởng lão ngây người sau đó cúi đầu xuống không nói gì đây là tông chủ đang châm biếm ông ta sao nhưng vẫn không hài lòng nói cũng không thể để đối phương dễ dàng mang đệ tử đi như vậy được làm vậy sẽ khiến cho các đệ tử khác nhìn nhận thế nào về tông môn chứ ừm tên xúc sinh này quả thật quá đáng không thể giữ lại được tông chủ nói trong mắt có sát ý tông chủ ý của ngài là vinh trưởng lão có chút kỳ vọng nếu như có thể giết chết tiểu tử này Vậy thì có thể chút được cơn giận này rồi. Nếu như có cường giả đến, có lẽ sẽ có thể áp chế được tiểu tử này, tông chủ nói. Vinh trưởng lão có chút nghi hoặc, cường giả? Cường giả ở đâu ra? Tông chủ nói, ngươi còn nhớ lá bùa từ trên trời giáng xuống tông ta từ rất lâu rất lâu trước đây hay không? Vinh trưởng lão hiểu ra, sắc mặt khẽ biến, lá bùa kia từ trên trời giáng xuống, không biết từ đâu tới, sau đó thông qua nghiên cứu rất nhiều năm cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của những phủ văn trên lá bùa đó, cuối cùng rút ra kết luận, lá bùa này giống như một lời nhắn từ nơi khác đến đây. Các trí giả trăm năm trước của tông ta đã cảnh báo là không được hồi âm, bởi vì chúng ta căn bản không rõ nguồn gốc của lá bùa, càng không biết bọn họ là nhân vật gì. Nếu như tùy ý liên lạc, sợ rằng sẽ, tông chủ, vinh kỳ, người nghĩ nhiều quá rồi đó, chỉ cần có sinh mạng là có thể trao đổi, nếu như tông ta có thể đạt được lợi ích từ trong đó, Đến lúc ấy, Thánh Đường Tông cũng có là gì, còn về tiểu tử này thì lại càng chẳng là gì. Ừm, đúng là như thế, khi các trí giả phân tích ra nội dung trên lá bùa, đều không may rời đi, mặc dù bảo chúng ta không được trả lời, nhưng không nói rõ thứ này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nếu như tông ta có thể liên lạc với đầu nguồn, có lẽ sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Vinh Kỳ nói, trong lòng cũng có chút kỳ vọng, đây là sự tò mò về thứ chưa biết càng là sự theo đuổi về một nhân vật cao hơn bọn họ không tin bán thần cảnh chính là đỉnh cao nhất định còn có cấp độ cao hơn thần cũng không phải truyền thuyết trong hư không lâm phàm sách theo hai người lần này đi ra ngoài ở thánh đường tông không được thuận lợi lắm nhưng vĩnh hằng tông thì rất dễ dàng toàn thân adam không có sức lực hết hy vọng với tông môn hắn ta không ngờ tông môn lại vứt bỏ mình áo mẫu tên hèn nhát nhà ngươi tại sao ngươi không một mình gánh chịu đi dù gì ngươi cũng là thánh tử của thánh đường tông vậy mà lại nhát như chuột chỉ biết bán đứng ta bảo bối kia cũng bị ngươi lấy còn ta thì chẳng đạt được cái gì hết adam không thể nhịn được nữa tức giận mắng thánh tử áo mẫu trong lòng đau buồn không có chút sức phản kháng nào nghe thấy tiếng nhục mạ của adam cũng phản bác lại im miệng là ngươi động thủ ta chỉ đả thương người đó cuối cùng ngươi bổ một đao cắt đứt đầu của cậu ta còn đem làm bóng đá nữa mà Lâm Phong chủ, ngài nhất định phải nhìn cho rõ, áo mẫu ta không hề giết người, sau cùng là bị hắn ta giết, không phải ta." Thánh tử áo mẫu nói, chỉ hy vọng đối phương mở lòng từ bi, tha cho hắn ta một lần. "Ừ," Lâm Phàm lạnh nhạt đáp lại, không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc trước đại chiến một trận với bọn họ ở Thánh Đường Tông, nội hàm đã tăng lên không ít, cảm thấy rất tốt. Có điều, nội hàm vẫn chưa đủ, sau khi đưa hai tên này về tông môn, lại nên ra khỏi tông kiếm một ít điểm tích lũy nâng cao công pháp đến lúc đó sẽ tăng lên đến bán thân má nó có ai làm gì được mình nữa kha kha nghĩ vậy âm phàm liền nở một nụ cười cười rất kỳ dị adam và áo mẫu đang cãi lộn kịch liệt thế nhưng khi nghe thấy tiếng cười này trong lòng liền run lên tên này kinh khủng quá đi mất thật sự là quá dọa người luôn đừng mà hai người rớt nước mắt tuyệt vọng nếu như cho bọn họ thêm một cơ hội nữa tuyệt đối sẽ không giết người kia viêm hoa tông các đệ tử canh giữ tông môn vì không có việc gì nên đang nhỏ giọng nói chuyện ôi tần chân sư huynh của vô địch phong bị người ta giết rồi đúng vậy đến cả vương phù sư huynh cũng bị người ta đánh trọng thương ngậm chút hơi thở cuối cùng gắng sức đến tông môn không biết lâm sư huynh có lấy lại công đạo cho bọn họ không nữa nói đùa gì vậy ta nghe nói rồi là do thánh đường tông và vĩnh hằng tông ra tay đó lâm sư huynh cho dù lợi hại thì cũng không có cách gì đâu đột nhiên hư không chấn động ba đạo thần ảnh xuất hiện các đệ tử canh giữ sơn môn nhìn thấy người tới liền tiến lên cung kính nói tham kiến lâm sư huynh ừm lâm phàm gật đầu mang theo hai người đi vào trong tông môn còn các đệ tử canh giữ sơn môn thì lại có chút khó hiểu không biết hai người bị lâm sư huynh sách theo rốt cuộc là ai thế nhưng biểu cảm của hai người này có hơi bi thảm Hình như rất tuyệt vọng. Ngươi nói xem hai người kia là ai nhỉ? Không biết, có điều theo ta thấy, rất có khả năng là bọn làm việc xấu, suy cho cùng Lâm Sư huynh thích hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác mà. Ừ, Lâm Phàm mang theo hai người đi lên vô địch phong, các đệ tử đi ngang qua đều cung kính chào hỏi, có điều khi nhìn thấy hai người trong tay Lâm Phàm, đều tò mò hỏi, Lâm Sư huynh, hai người này là ai vậy? Lâm Phàm đáp lời, thánh tử của Thánh Đường tông đệ tử vĩnh hằng của vĩnh hằng tông cũng chính là kẻ đã giết đệ tử của vô địch phong ta bây giờ đưa về chuẩn bị giết những đệ tử hỏi thăm kia nghe thấy những lời này lập tức như khúc gỗ đứng im tại chỗ cả người ngây ra sau đó nhìn về phía người đã đi xa lập tức kinh hô lên tuyên truyền đi bốn phương tám hướng lâm sư huynh mang người về rồi thánh tử của thánh đường tông đệ tử vĩnh hằng của vĩnh hằng tông đã bị lâm sư huynh bắt về rồi các đệ tử vốn dĩ còn không biết đã xảy ra chuyện gì khi nghe thấy lời này, người nào người nấy mắt trợn mồm há, sau đó hoàn toàn trở nên hưng phấn. Ngay cả máu nóng trong cơ thể cũng sôi trào, có một cảm giác thoải mái nói không nên lời. Hỏa Dung xử lý công việc của tông môn, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Diễn Tông và Đại Hùng Bảo Tông rất thuận lợi. Buôn bán rất tốt, lúc này, nghe thấy chủ đề loan truyền giữa các đệ tử, ông ta cũng ngây ngốc đứng tại chỗ tiểu tử này thật sự mang người trở về rồi sao sau đó không nghĩ nhiều như vậy nữa chạy thẳng đến chỗ sư huynh đỉnh núi thiên tu sư huynh sư huynh nó hỏa dung muốn nói việc này sao có thể nhưng vẻ mặt bình tĩnh của sư huynh khiến ông ta cảm thấy kích động như vậy để làm cái gì chứ đến sư huynh cũng không có chút phản ứng nào kia kia sư đệ bình tĩnh đừng nóng vội cũng không phải còn trẻ tuổi vội vội vàng vàng như vậy làm cái gì lão phù đã biết rồi mang về cũng tốt Vẻ mặt của Thiên Tu rất bình tĩnh nhưng trong lòng rất không bình tĩnh. Làm thế nào mà tiểu tử này làm được vậy? Vĩnh Hằng Tông thì còn đỡ, chứ Thánh Đường Tông thì sao? Sao có thể để nó dễ dàng mang người trở về chứ? Điều này là không thể. Thế nhưng hai luồng khí tức đó quả thực là khí tức của Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông. Chương 442, nhìn lên mấy nghìn năm, nhìn xuống mấy nghìn năm, đều không có hai. Vô Địch Phong, Lữ Khải Minh tiến lên, sư huynh bọn họ chính là kẻ đã sát hại tần sư đệ sao ư ừ, đã chuẩn bị xong bia mộ cho sư đệ chưa lâm phàm hỏi làm xong rồi lữ khải minh gật đầu sau đó vẫn nộ nhìn về phía hai tên kia lúc này ở xung quanh đã có không ít đệ tử đến vây xem ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai tên này bọn họ không ngờ lâm sư huynh thật sự có thể mang hai tên này về điều này đã khiến cho bọn họ thật sự phấn chấn không biết nên biểu đạt sự hưng phấn trong lòng mình như thế nào. Lâm Phàm nhìn các đệ tử ở xung quanh, cảm thấy cần phải nói điều gì đó, phải cổ vũ khí thế một chút. Các sư đệ, các sư muội, trước đây khi nhập núi, sư huynh đã thề với trời, tuyệt đối sẽ không để mọi người bị làm nhục, nếu như có, sư huynh sẽ ra mặt giải quyết cho mọi người, chỉ là tần sư đệ bất hạnh bị hai kẻ này giết chết. Do đó sư huynh đã đích thân đến hai tông, bắt tên kẻ này về, tuẫn táng theo sư đệ những lời này đã khiến cho các đệ tử vô địch phong cảm động đến độ rơi nước mắt, có một cảm giác tự hào nói không nên lời. Đây chính là Lâm Sư Huynh trong lòng bọn họ đó. Lâm Sư Huynh vạn tuế, các đệ tử gieo hò, đối với bọn họ, có thể trở thành đệ tử của vô địch phong, thật sự rất tự hào. Đồ Nhi, tới đây một chút, từ phía xa truyền đến tiếng của sư phụ, Lâm Phàm đáp lời, Lữ Sư Đệ, tuấn táng bọn họ cùng với Sư Đệ đi. Vâng, Lữ Khải Minh gật đầu, sau đó cùng các đệ tử ở xung quanh khiêng hai tên này lên đi tới phía sau núi adam và áo mẫu kêu thảm thiết như lợn bị giết đừng đùa như vậy chứ ít nhất cũng phải thẩm vấn một tí sao có thể không nói gì liền làm thịt người ta rồi ở phía xa vương phù chống nặng năm ngón tay siết chặt lệ rơi đầy mặt nước mũi chảy xuống sùng bái nhìn lâm sư huynh cậu ta không ngờ lâm sư huynh lại đích thân ra khỏi tông bắt hai tên kia về Việc này đã khiến cho cậu ta không biết nên nói gì. Nếu như cậu ta có thực lực như Lâm sư huynh, có lẽ cũng vẫn sẽ suy nghĩ rất nhiều, sẽ không đi bắt người không một chút do dự như vậy. Suy cho cùng, đây chính là đắc tội với hai đại tông môn mà. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm cười ha ha đi tới, ngồi ở một bên, nhìn tình hình của sư phụ, không khỏi kinh ngạc hỏi sư phụ, Đồ Nhi nhìn mặt người đã có chút thay đổi. Có thần tính hơn trước rồi thiên tu cười nhìn ra rồi sao vâng đã nhìn ra rồi lâm phàm gật đầu sư phụ có phải đã có thu hoạch có thể thành thần cảnh rồi việc này ấy mà ôi thần cảnh vô cùng khó khăn khó như lên trời nhìn lên mấy nghìn năm nhìn xuống mấy nghìn năm đều không có thần cảnh có điều vi sư là người có bản lĩnh đến nhường nào chứ chỉ một cái thần cảnh nhỏ nhoi không làm khó được vi sư đã chạm tới biên giới rồi chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là một cước bước vào thần cảnh đó chính là con hiểu chứ. Thiên tu nghiêm trang nói nhưng vẫn không quên khen ngợi bản thân một hồi. Vâng, vâng, con hiểu. Lâm Phàm gật đầu, hiểu, hoàn toàn hiểu. Không phải sư phụ nói bản thân thông minh tuyệt đỉnh, không gì có thể làm khó người hay sao. Lúc này, vẻ mặt của thiên tu nghiêm túc. Đồ nhi, vi sư nghĩ gì? Thực lực của con rất tốt nhưng kẻ thù chọc phải hơi nhiều rồi. Sau này phải cẩn thận, Thánh Đường Tông và Vĩnh Hằng Tông không dễ đối phó mà gần đây nhật chiếu tông đột nhiên không có động tĩnh rất kỳ lạ hàn sư đệ nói như thế nào vậy lâm phàm hỏi bích không truyền tin từ nhật chiếu tông đến nói gần đây nhật chiếu tông không có bất kỳ hành động nào tông môn lại càng không có bất cứ động tĩnh gì rất yên bình nhưng yên bình mới khiến cho người ta bất an thiên tu nói lâm phàm đáp lời nhật chiếu tông có lẽ biết điều rồi nhưng đồ nhi đang lo lắng về giáo vương sống lại của thiên thần giáo kia rốt cuộc hắn ta đã chạy đi đâu mà không có tin tức. Thậm chí ở thành trì và thôn trang khắp các nơi của tông môn cũng không xảy ra bất kỳ chuyện kỳ lạ nào tên này trốn kỳ thật. Ôi, Lâm Phàm ngồi bên cạnh thầy, than thở một tiếng, có chút cô đơn. Đồ nhi, sao đột nhiên lại tỏ ra cô đơn như vậy? Thiên Tu nghi ngờ hỏi, thầy trò hai người, nhìn chơi, trò chuyện với nhau nhưng đột nhiên, một tiếng thở dài này của Lâm Phàm khiến cho Thiên Tu có chút khó hiểu. Lâm Phàm đáp lời: "Thầy, người xem 10 phong này đi, ngoài Đồ Nhi, các sư đệ của chín phong còn lại đều đã lâu không quay về." Đồ Nhi có chút nhớ. "Đúng vậy, phong chủ của chín phong còn lại đều là trụ cột vững vàng của tông môn. Mặc dù chịu khó tu luyện là điều cần có nhưng mấy tháng mà vẫn chưa trở về, thầy cũng rất nhớ quãng thời gian bọn họ đều ở đây, tông môn vô cùng náo nhiệt, cạnh tranh giữa các đệ tử vô cùng gay gắt." Thiên Tu cảm thán: có tông môn nào giống như Viêm Hoa Tông, 10 phong chủ thì chỉ còn lại một người ở lại, 9 người còn lại đều không trở về, cũng không biết chạy đi đâu tu luyện. Lúc này, bàn tay Thiên Tu khoác lên bả vai Đồ Nhi. Đồ Nhi, quen rồi là được, giống như vi sư năm đó vậy, tuổi còn trẻ nhưng tài năng đột phá, tốc độ tu hành nhanh đến kinh ngạc, bỏ xa các sư đệ ở phía sau, cuối cùng đứng ở chỗ cao, giữa những người cùng thế hệ, không ai địch nổi cuối cùng chỉ có thể chiến đấu với một vài lão bất tử, mới cảm nhận được một chút vui mừng, vì vậy, nỗi khổ của Đồ Nhi, trong lòng thầy rất hiểu. Lâm Phàm quay đầu nhìn thầy, như gặp được tri kỷ, cảm động mở miệng nói. "Thầy, Đồ Nhi, thầy, Đồ Nhi." Hai người gật đầu, sau đó ôm nhau, mặc dù Đồ Nhi không trải qua thời đại của thầy, nhưng cũng có thể biết, năm đó thầy nhất định cũng rất cô đơn. Lâm Phàm nói, Thiên Tu gật đầu, Đồ Nhi nhưng con phải nhớ kỹ, đi tới bước này chính là tấm gương trong lòng tất cả sư đệ. Sư muội, vì để vượt qua con, bọn họ sẽ không ngừng tiến về trước, mặc dù biết rõ không thể nào nhưng có lúc cũng phải khích lệ một chút, để bọn họ thấy có chút hy vọng. Đồ Nhi biết, sau này sẽ thu liễm, để sư đệ sư muội thấy có hy vọng. Lâm Phàm gật đầu, "Ừ, vậy thì tốt, con nhìn xem, Hỏa Dung, Khô Mộc, mấy người bọn họ trước kia cũng rất yếu." nếu như không phải thầy là một tấm gương tốt, bọn họ làm sao có thể có thể đạt được tu vi như ngày hôm nay. Thiên tu thở dài nói, cảm giác mình đích thực đã từng làm một việc lớn. Mấy người hỏa dung, nằm không cũng trúng đạn, lâm phàm đáp lời, vất vả cho thầy rồi, đồ nhi có thể tưởng tượng, nếu như không có thầy dẫn dắt bọn họ, có lẽ bọn họ cũng không có thực lực như bây giờ, cho nên đồ nhi nhất định sẽ học tập thầy, làm một sư huynh tốt. Đồ nhi có thể nghĩ như vậy, vi sư vô cùng yên tâm vui mừng. Thiên tu rất vui, cảm giác đời này, nhận đồ nhi này. Thật là đáng giá, một già một trẻ ngồi ở đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trao đổi với nhau, trò chuyện rất nhiều. Ôi, các sư đệ rốt cuộc đã đi đâu, ta không bắt nạt các đệ nữa, trở lại đi có được không? Trước kia không thấy nhớ bọn họ nhưng bây giờ lại nhớ ra giết. Ví như, Vân Tiêu, Chiến Hồng Đế, Vạn Trung Thiên. Nếu như trở lại, hắn có thể thề tuyệt đối sẽ không bắt nạt bọn họ sâu trong hiểm địa nào đó vân tiêu lên cho ta tiêu diệt nó một thiếu nữ cưỡi lên cổ vân tiêu cánh tay vung lên để cho gã ta đại chiến với yêu thú hình người khổng lồ trước mặt sẽ chết người đó con ngươi vân tiêu co lại mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống nhưng khi chống lại xích sắt trên cổ kia lại vang lên âm thanh cọ sát đừng kéo đau đau mau lên thiếu nữ vỗ một cái lên đầu vân tiêu còn dê già nữa, tối nay ta treo ngược ngươi lên đánh. Vân Tiêu nghe lời này không rét mà run, liều mạng xông tới. Bây giờ hắn ta thật muốn khóc, hối hận lúc ấy tại sao lại muốn đuổi theo, hối hận đã muộn màng. Ban đầu nghĩ rằng thiếu nữ này gặp nguy hiểm gì nhưng đến cuối cùng, người bị nguy hiểm chính là mình. chương 443, các sư đệ hãy quay về đi, ta nhớ các đệ rồi. Lúc trước thiếu nữ rất bình thường, nói với gã ta, nếu có nguyện ý ở bên cô ba năm thì sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của gã lúc ấy vân tiêu cũng không nghĩ ngợi gì lập tức gật đầu nguyện vọng chính là trở nên mạnh thật mạnh cuối cùng tình huống khác thường đã xảy ra tại lúc hắn ta đồng ý dường như đã có một khế ước được hình thành mà thiếu nữ lộ ra bộ mặt thật hoàn toàn coi hắn ta là nô lệ mỗi ngày nếu như không nghe theo mệnh lệnh là ăn đập vô cớ đủ loại ngược đãi đều có Điều này khiến cho Vân Tiêu là phong chủ của một trong mười phong, đã từ bỏ sự dè dặt cuối cùng, biến thành chỉ cần bị đánh là hòa khóc. Lâm Phàm, ta hận ngươi, Vân Tiêu gào thét trong lòng, nếu như không phải người này cho gã ta một đả kích quá lớn, gã ta sẽ đâu ra ngoài tu luyện, ở lại Vân Tiêu phong, được các sư đệ sư muội kính yêu, tốt biết bao. Nhưng, ph công nhận, ở nơi này cũng rất vui vẻ, khi bị thiếu nữ quất, lại có một chút chút hưng phấn. Hơn nữa Tu Vi cũng đã có thay đổi lúc nào không hay, đã đến thiên cương cảnh tầng 4. Đây là chuyện gã ta không dám tưởng tượng, cuối cùng, rốt cuộc yêu thú đã ngã xuống, mà Vân Tiêu cũng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Này, được chưa? Đến bây giờ gã ta vẫn chưa biết tên thiếu nữ nhưng làm chuyện gì cũng phải được sự cho phép, nếu không sẽ bị quất chết. Từ chỗ cô gái này gã ta biết được, đã mấy chục năm trước, cũng từng có người gặp phải cô thật sự đã kiên trì ở lại đây ba năm. Gã ta cũng không biết tên ngu ngốc kia kiên trì kiểu gì, bây giờ gã đã cảm thấy không thể trụ nổi nữa, nếu như không phải trong lòng có động lực ủng hộ, đã hôn mê từ lâu rồi. Đột nhiên, mười ngón tay thiếu nữ nắm tóc vân tiêu, kéo mạnh một cái như cưới ngựa. Xông về phía trước, xông, đừng kéo, đau chết. Cả người vân tiêu trần chuồng hô to, đúng quần chỉ có một lớp vải bao quanh, chẳng khác gì người hoang dã. Đau cái gì, Muốn trở nên mạnh mẽ phải chịu đựng. Xông lên, Vân Tiêu nhắm hai mắt, lệ rơi đầy mặt, bước chân phóng về phía trước. Bây giờ, gã ta thật sự muốn rời khỏi nơi này. Thiếu nữ này thật sự là một kẻ điên, gã ta tình nguyện bị Lâm Phàm kia giày xéo, cũng không muốn bị thiếu nữ này giày xéo. Trong một ngọn núi lửa, một bóng người đen nhánh ngồi khoanh chân, không hề màng đến ngọn lửa ngút trời kia, trên cơ thể có sương mù màu đen tỏa ra còn có tiếng vó sắt bước qua. Thập phương vô địch, chiến hồng đế quát to một tiếng, hai mắt mở ra, ý chí chiến đấu cao ngất đột nhiên trào ra, thậm chí bên trong con người kia, giống như có chiến trường thượng cổ hình thành. Khí thế phi phàm lên đến đỉnh điểm, đùng, phanh, phanh, bỗng nhiên, cơ thể chiến hồng đế biến đổi, bóng người của chiến thần vô song hiện ra, bóng người này mặc chiến giáp màu vàng, tay cầm thần khí nghịch thiên, đã ngừng tụ thành thực chất sau đó bóng người kia động một cái bổ vào không gian trực tiếp bổ đôi hư không rạch ra một vết hở khó mà khép lại đột phá một tiếng nổ vang lên hơi thở của chiến hồng đế cường hãn đến tận cùng ý chí chiến đấu sôi trào nham thạch nóng chảy phía dưới núi lửa cũng được dẫn dắt dâng trào lên tưới lên thân thể nham thạch rơi xuống năm ngón tay chiến hồng đế bóp một cái còn có nham thạch từ đầu ngón tay chảy xuống trong mắt đều biến thành màu lửa đỏ có ngọn lửa cháy mạnh đang lay động. Cuối cùng đã đột phá, thiên cương cảnh tầng 5. Ha ha ha, giờ khắc này, chiến hồng đế cười lớn, sau đó phóng tầm mắt về phương xa. Lâm phàm, chắc ngươi không nhờ, áp lực của ngươi khiến ta tràn đầy động lực. Dưới động lực này, chiến hồng đế ta sẽ trở nên mạnh hơn. Chỉ có điều, đột nhiên, chiến hồng đế bụng mặt, người co quắp, mười ngón tay có nước mắt chảy qua, nghẹn ngào. Mình rốt cuộc đã tu luyện như thế nào, sao lại càng ngày càng kém, hắn đã đánh chết được bán thần rồi, mình mới đột phá thiên cương cảnh tầng 5, vậy đến lúc nào mới có thể nhìn thấy hy vọng đây? Hu hu, một đời kiên cường, người của chiến thần, khóc đến đau khổ tuyệt vọng. Nước mắt nước mũi cũng không cầm được chảy ra, sự vui mừng khi được đột phá đã sớm tan biến. Nghĩ đến Lâm Phàm, là hắn ta lại cảm thấy tuyệt vọng. Dựa theo tình huống bình thường, sau khi đột phá nhất định sẽ nở mày nở mặt trở về tông được tông chủ trưởng lão tán thưởng được các sư đệ sư muội sùng bái bây giờ hắn ta không dám trở về lúc này về còn có ý nghĩa gì ánh sáng đã che phủ tất cả lúc vào thành bổ sung tài nguyên những gì truyền vào tai luôn luôn là lâm phong chủ tông ta lợi hại bla bla hắn ta thật sự không muốn nghe thấy những thứ này hắn ta chỉ muốn nghe từ người khác cho dù là một câu phong chủ hồng đế phong của tông ta thật lợi hại như thế đã hài lòng chỉ là chuyện này không thể xảy ra tiểu tử đột phá cảnh giới vì sao phải khóc chẳng phải nên vui mừng lập được hào ngôn sao lúc này một giọng nói từ phía dưới núi lửa truyền tới ngươi thì biết cái gì chiến hồng đế trả lời nhưng đột nhiên sắc mặt đông cứng lại ai đừng căng thẳng ta ở dưới chân ngươi là anh hùng núi này đã từng có rất nhiều người như ngươi tới nơi này tu luyện, cũng có rất nhiều người như ngươi, cuối cùng tới nơi này kết thúc sinh mạng. Nếu như có thể, hãy gọi ta là anh hùng, bởi vì ta chính là sinh linh được ngưng tụ bởi máu tươi của vô số anh hùng. Anh hùng nói, chiến hồng đế rất cảnh giác nhưng sau đó than thở. Hai, nói chuyện với ngươi một lát cũng được, ít nhất còn có người nghe ta dốc bầu tâm sự. Ta là phong chủ hồng đế phong một trong mười phong của viêm hoa tông, vốn nên được các đệ tử sùng bái, nhưng có một ngày, ta gặp phải một vị đệ tử giờ khắc này, chiến hồng đế nói chuyện của Lâm Phàm ra, giống như đang kể về một truyền thuyết vậy. Rất lâu, sau khi chiến hồng đế nói xong, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Người nói xem, đó thật sự là người sao, ta còn có cơ hội sao? Anh hùng yên lặng hồi lâu, nếu là như vậy, dựa vào kiến thức của ta, người không còn hy vọng nữa, cả đời này đều khó còn hy vọng. Người chiến hồng đế không ngờ tên này chẳng biết quan tâm người khác gì cả, còn bổ thêm một đao nếu như ngươi tin tưởng ta ta có thể giúp ngươi một tay ít nhất không để khoảng cách thêm lớn như vậy anh hùng nói ngươi giúp ta chiến hồng đế hoài nghi tốt vậy sao chàng trai trẻ không nên nghĩ xấu về tất cả mọi người như vậy ta thấy ngươi tu hành mấy tháng ở chỗ này không hề cử động cũng cảm nhận được ý chí của ngươi nên nguyện ý chỉ đường giúp ngươi một phen có điều ngươi cũng đừng nghĩ ta lợi hại gì lắm người nọ trong thời gian ngắn như vậy đã tăng lên tới cảnh giới bực này hiển nhiên không phải người cùng một thế giới với ngươi giữa các ngươi như trời với đất cao không thể với tới nhưng ta có thể giúp ngươi nhảy cao hơn một chút anh hùng cũng có sinh mệnh nhưng không có thất tình lục dục cho nên nói chuyện có tổn thương người khác hay không anh hùng không biết có điều lời đã nói đều là thật chiến hồng đế quay đầu nước mắt cố nén lại rơi xuống lần nữa ta muốn đánh chết người này bạn đang nghe chuyện tại tán tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ